chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 81, Cố Huyền chịu thiệt. Cố Huyền như ôm mặt khóc, vậy chúng ta nên làm gì, cũng không thể cứ để họ nói tiếp được. Cứ thế này thì đến cơ hội phản pháo cũng không có. Ông ta nói gì thì là như thế rồi. Giang Hải cười khẩy, sẽ giải quyết được, có thể còn có kết cục bất ngờ nữa kia. Giải quyết, Cố Huyền như gạt tay Giang Hải, giải quyết thế nào đây? giang hải nói lẽ nào em không cảm thấy là bọn họ đang làm truyền thông cho tập đoàn uyển như sao chỉ cần mọi người không tin những lời ông ta nói thì chúng ta chỉ có lợi chứ không thiệt hại gì kỳ thực chỉ cần có thể giải thích rõ ràng tập đoàn uyển như sẽ trở nên nổi tiếng chưa từng có ở thành phố giang tư tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ tập đoàn uyển như lúc đó đỉnh cao đạo đức lại sẽ nằm trong tay cố uyển như nhưng vấn đề là ai sẽ cho cố uyển như cơ hội giải thích lại làm sao có thể giải thích rõ ràng được đây? Phát sóng trực tiếp vốn đã là một cuộc đối thoại bất bình đẳng. Cố huyền chính là muốn cả nhà cố vân lệ không có cơ hội giải thích, thụ động nhận lấy kết quả phán xét từ mọi người. Đọc được những lời chửi rủa, vu khống không có điểm dừng ở phần bình luận, cố huyền như ngồi thụp xuống. Cứ thế này, tập đoàn huyền như sẽ xong đời. Cố vân lệ và danh tiếng của bà đều sẽ bị hủy hoại. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể gột rửa sạch. Trong phần bình luận, bắt đầu xuất hiện thêm nhiều bình luận nữa. Những nhân viên từng làm việc tại tập đoàn Uyển Như hay tập đoàn Cố Thị lần lượt đứng ra vạch trần bộ mặt xấu xa của Cố Uyển Như. Giang Hải đặt tay lên vai Cố Uyển Như, nhẹ nhàng an ủi, "Hãy tin anh." Nhìn lại ánh mắt bình tĩnh của Giang Hải, không hiểu vì sao, Cố Uyển Như bỗng bình tĩnh hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, Giang Hải không cần phải nói quá nhiều thì cô cũng đã có thói quen tin tưởng Giang Hải rồi. Trước đây, mỗi khi gặp khó khăn đều là Giang Hải ra tay nhẹ nhàng hóa giả. Lời của Giang Hải như phép thuật, có sức thuyết phục người khác. Cố Vân Lệ cũng nhìn Giang Hải. Audio điện tử võ tấn bền. Lúc này, cả gia đình Cố Vân Lệ đặt tất cả kỳ vọng vào Giang Hải. Tiểu Giang, con có cách gì không? Nhất định không được để cha đi theo anh cả. Mẹ biết tính anh ta, cha sẽ phải chịu khổ. Đến lúc này rồi, người đầu tiên cố vân lệ nghĩ đến không phải bản thân mình mà là cố tùng tấm lòng hiếu thuận này khiêm tốn tới mức bi ai lôi nhân hào cũng nhìn giang hải trước nay dường như không có gì có thể làm khó giang hải được giang hải lại chỉ đáp lại bằng ánh mắt an ủi cố vân lệ nắm lấy tay lôi nhân hào nhẹ nhàng nói tiểu giang nhất định có cách tôi tin tưởng thằng bé trong hoàn cảnh hiện tại cả nhà cố uyển như chỉ có thể tin tưởng giang hải mà thôi phát sóng trực tiếp, bọn họ không thể làm gì. Lúc này, mọi người ở thành phố Giang Tư đều đang xem tấn hài kịch của Cố gia. Trong buổi phát sóng trực tiếp, khả năng diễn xuất của Cố Hiển thật xuất chúng, đã phát huy tối đa, không để xảy ra sơ suất gì trong vở diễn của mình. Đau khổ tới mức bật khóc. Chuẩn bị sẵn sàng từ trước, lần lượt những lời buộc tội vô cớ được thốt ra. Nhà họ Cố tan nát, người thì mất mạng, tất cả là do lòng tham như rắn độc của Cố Vân Lệ gây nên. Cố huyền tiếp tục giống lên nói. Ông ta thực hiện buổi phát sóng trực tiếp này không phải vì muốn giành lại tài sản của cố gia, mà chỉ vì muốn sự công bằng. Ông ta đưa tay lau nước mắt nước mũi rồi vồ lấy cố tùng, cha, với cha mà nói thì lòng bàn tay hay mở u bàn tay thì đều là da thịt cả, nhưng cha hãy nói một câu công bằng đi. Cố vân lệ là con gái của cha, cố huyền như là cháu ngoại của cha, nhưng bọn họ lại muốn cố gia tuyệt tử tuyệt tôn. Cha quay lại nhìn cháu trai mình đang nằm trên giường bệnh kia đi. Cố Hiển lại đối diện với máy quay, đau buồn khóc lóc như thể không nói nên lời. Chỉ tay về phía Cố Hiếu. "Mọi người nhìn đi. Đây là con trai tôi, nó tên là Cố Hữu." Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười. Cố Hữu bây giờ bị hại thảm rồi. Nó không thể làm đàn ông được nữa. Của quý của nó bị phế rồi. Tổng giám đốc tập đoàn Uyển như Cố Uyển như chính cô ta đã đã ra lệnh cho gã chồng của cô ta đá vỡ quả trứng của con trai tôi. Con trai tôi còn chưa kịp kết hôn, còn chưa có con. Những người xem chương trình phát sóng trực tiếp qua nhiều kênh khác nhau ở thành phố Giang Tư sôi sục. Với một người đàn ông mà nói, của quý tàn phế rồi có khác nào mất mạng đâu. Đám đông sôi sục, không biết bao người lớn tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, sao có thể làm ra những chuyện như vậy, thật không phải là người mà đó còn là anh họ của cô ta. Làm người cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Sinh ra là con người sao lại bất lương như vậy. Không bằng chó, lợn. Ông ngoại tức tới mức này, anh họ thì bị đánh thành ra thế này, thật không bằng loài súc sinh. Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Đúng là loại rắn rết. Sinh ra loại con gái này, là tạo ra nghiệp gì đây? Ngoặc kép ngoặc kép. Cố hiển giống lên rồi quỳ sụp xuống quay lưng lại máy quay, để lộ luôn mặt gớm ghiếc, hét lớn cha, đến nước này mà cha vẫn chưa chịu nói sao. Cha còn muốn bênh vực bọn họ ư? Lẽ nào? Lẽ nào cha đợi cho bọn họ giết từng người từng người cố ra sao? Hết xong, cố hiển dùng ánh mắt lang sói, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, lão già, nếu còn không chịu nói nữa thì chờ xem tôi xử lý ông ra sao. Cố tùng lộ rõ vẻ sợ hãi, dù không muốn nói thì cũng phải mở miệng cố hiển vốn không phải là người đón ông từ viện dưỡng lão ra còn tra tấn ông một trận con nói đúng là cha đã nuông chiều chúng quá rồi đôi mắt vô hồn khuôn mặt héo hon ta xin lỗi con cố tùng là đang nói với mẹ con cố vân lệ nhưng mọi người đang nghe lại nghĩ là lời buộc tội cuối cùng của người cha già với đứa con gái bất hiếu cố hiển nói cha là chúng con vô dụng cố ra đổ vỡ anh cả như con cũng có phần trách nhiệm thời điểm này Cố Huyền hoàn toàn biến mình trở thành kẻ yếu đuổi, một kẻ yếu đuối phải chịu ấm ức. Nhiều người xem chương trình truyền hình trực tiếp đều cảm động trước sự mềm yếu của ông ta, tất cả đều đứng về phía Cố Huyền. Người dẫn chương trình biểu hiện sự phẫn nộ rất tự nhiên, đưa ánh mắt đắc ý nhìn Cố Huyền. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Cố Huyền như hãy chờ ngày thân bại danh liệt đi, chờ xem tập đoàn Uyển Như rơi vào tay người khác đi. Ông Cố, vừa rồi nhân viên của chúng tôi nói, có một khán giả đã gọi tới mấy cuộc điện thoại. Họ muốn nói vài câu với khán giả ở thành phố Giang Tư. Cố Hiển gật đầu, "Tôi biết, chắc hẳn có rất nhiều người đã bị tập đoàn Uyển như lừa gạt. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhân cơ hội này để người bạn này kể ra câu chuyện của mình." Điện thoại được kết nối và một câu chuyện bịa đặt lại được kể ra, minh chứng cho hành vi vô liêm sỉ của gia đình Cố Vân Lệ. Sau đó, từng cuộc điện thoại được gọi đến, không nghe xuể. Nhưng gia đình cố vân lệ không thể biện hộ hay giải thích gì. Công ty bảo vệ thành phố Giang Tư được miêu tả như một tổ chức có liên quan đến các băng đảng, tàn bạo hơn cả những thế lực ngầm trước đây, xỉ nhục kẻ yếu, không việc không ác nào mà không làm, thật đáng ghê tởm. Khai phá phía tây thành phố được cho là động cơ để cố Uyển như ngủ với hoành độ dương. Tất cả những lời buộc tội và vu không, tất cả những sự tức giận và bất bình đã khiến tập đoàn Uyển như trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng như thể cố vân lệ và tập đoàn uyển như chỉ cần giơ ngón tay lên cũng làm tổn thương cả thế giới cố hiển mừng tới mức suýt chút nữa bột miệng cười thành tiếng ông ta thầm cảm ơn những người gọi điện đến cảm ơn cả tám đời tổ tông nhà họ trước đây cố hiển chỉ sắp xếp hai người nhưng bây giờ số người gọi đến không đếm xuể đám ngốc này thật là dại dột cố hiển thậm chí còn nghĩ cứ theo xu hướng này thì chương trình phát sóng trực tiếp còn có thể kiếm bộn tiền Cố hữu một bên ngẩng đầu lên, mặt mày ủ rũ. Cha! Người dẫn chương trình vẻ mặt an ủi lập tức đưa micro qua, anh cố, có gì cần nói, anh cứ nằm nói cũng được, đừng để ảnh hưởng tới vết thương. Cố hữu cố tỏ ra tốt bụng, cha, hãy tha thứ cho bọn họ. Con tin em họ con cũng không cố ý. Chúng ta là người thân mà. Cố hiển cố thể hiện nét mặt buồn bã. Cố hữu đã góp một tay ra đòn quyết định. Bọn họ thật tốt bụng. Dù gia đình có ly tán, chết người, vẫn lựa chọn cách tha thứ. Cả nhà Cố Vân Lệ đã khiến người khác oán hận, trời đất phẫn nộ. Đến những người tốt bụng như vậy mà bọn họ cũng nhẫn tâm sát hại. Lúc này ở Lan gia, "Chị, cơ hội của chúng ta tới rồi. Em sẽ tìm vài người nữa, nhân cơ hội này đánh úp Giang Hải." Lan gia thác kích động, đỏ bừng mặt mũi. Điều anh ta muốn thấy nhất chính là cái chết thảm của Giang Hải. Chỉ tiếc rằng điều này khó có thể thực hiện được lan thương sắc mặt u ám nhìn lan kiều ông ta là người hiểu rõ con gái mình nhất lan kiều không chỉ xinh đẹp mà còn có tài như da cát lượng cha cha thấy sao lan kiều mở lời vẻ mặt bình tĩnh lan thương liếc mắt năm đó lưu lại những bức ảnh và đồ vật đó tạm thời giữ lại lan gia giang hải không ngốc nhất định sẽ đi xác thực lan ra tuy không giải thích rõ ràng nhưng cha thấy giang hải không có lý do gì để giết người nếu như anh ta muốn làm vậy thật thì lan ra đã tiêu đời rồi hơn nữa đối với một võ giả mà nói nó chẳng là gì cả võ giả mà so với người bình thường chính là khác biệt giữa trẻ nhỏ và người trưởng thành giữa mặt trời với con đom đóm biển lớn và con mương nhỏ trong đại đa số các trường hợp võ giả sẽ không vì sự tức giận mà giết người nhưng khi bị ép quá hậu quả rất khó lường hai mắt lan ra thác rực lửa, cha, đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta chỉ cần châm một mồi lửa là xong. Giang Hải đang gánh lấy cơn thịnh nộ của công chúng. Sự phỉ nhổ của họ có thể vùi chết anh ta. Đồ ngu ngốc, lan thương chừng mắt, thở dài. Con trai ông ta thực sự không thể trở thành một vũ khí lợi hại, có sức chiến đấu được. Sao Lan Kiều sinh ra lại là phận nữ nhi chứ? Nếu là con trai thì... Lan Kiều bình tĩnh nói, con cho rằng, lần này thay vì tự đẩy mình vào phiền phức chúng ta nên giúp một tay hả lan gia thác không hiểu gì hết nhìn lan kiều khuôn mặt vặn vẹo xấu xí đừng nói là chị ngủ với anh ta thành nhiễn luôn rồi nhé anh ta là kẻ thù của lan gia chúng ta đó bốp lan kiều giáng cho lan gia thác một cái bạt tai tức giận tới mức môi run lên bần bật đây là em trai cô sao lại có thể nói với cô những lời như vậy đừng nói rằng giang hải không muốn thân thể cô mà nếu có muốn thì lan kiều có tư cách gì phản kháng tại sao lan kiều lại lựa chọn bị làm nhục còn không phải vì lan ra sao khi xiềng xích của số phận siết lấy cô ta lan kiều sẽ không phản kháng mà phục tùng chỉ cần giang hải thấy vui cô ta sẽ có thể đạt được tất cả những thứ mình muốn ít nhất là tất cả những gì giang hải có thể cho cô ta nếu như phản kháng thì đó chính là hủy diệt đứng ở vị trí của lan kiều sao có thể không nhìn thấu quy tắc đơn giản này có hàng ngàn con đường lớn, nhưng chân lý thì chỉ có một mà thôi. Không phải bạn đến với người khác thì sẽ là người khác sẽ đến với bạn. Trên đời này, con người chẳng qua có ba việc, đó là tự lừa dối mình, lừa dối người và bị người lừa dối. Vỗ tay gọi một người đến, lập tức sắp xếp đi. Ở thành phố Giang Tư, mọi người đều đang quan tâm đến buổi phát sóng trực tiếp này. Cộng đồng, ăn dưa, càng quan tâm hơn. Có người đang phán đoàn tình hình. Có người muốn thêm dầu vào lửa, có người đang xem hài kịch, nhưng cũng có người đang sợ liên lụy tới bản thân. Thất hồn đang chờ đợi Giang Hải hạ lệnh. Anh ta không quan tâm có bao nhiêu người chết. Lời của đế vương chính là ý trời. Chỉ cần Giang Hải muốn, thì máu chảy thành xong cũng đâu có sao. chương 82, đảo ngược mọi thứ. Để tìm ra địa điểm phát sóng trực tiếp cũng không phải là việc gì khó. Tần Hiên không cần ra tay, thì Tần Hạo đã dẫn theo người đi rồi. Kim Thâu không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nói: Anh Hiên, tôi qua đó một dao đâm chết thằng cha này có được không? Chị cố bị người ta bôi nhọ danh dự như vậy, mẹ nó chứ, ai mà chịu nổi? Những người biết rõ sự việc nghe xong đều giận sôi lên. Giang Hải có thể nhịn, cả nhà cố Huyền như cũng có thể nhịn, nhưng những gã bản tính hung hãn này thì không nhịn được. Im miệng, Tần Hiên nghiêm giọng quát: Anh Giang tự có sắp xếp của mình. Trong lúc phát sóng trực tiếp, môi cố Huyền mất máy dùng thanh âm rất nhỏ ra lệnh Cố Tùng phải nói theo ý mình. Mặc dù Cố Tùng không muốn, nhưng bị con ruột cưỡng ép, cũng chỉ có thể làm theo. Trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người bắt đầu hô hào, yêu cầu những đối tác đó đứng lên, hủy bỏ tất cả những hợp tác trước đây cùng tập đoàn Uyển Như. Không chỉ có như vậy, văn bản do tỉnh phát xuống cũng được làm sáng tỏ. Lập ra ở phương Bắc, định dùng văn bản này làm một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà là tập đoàn Uyển Như. Nếu như dòng tiền của tập đoàn Uyển như bị gián đoan, tổn thất nặng nề, như vậy lập ra có thể dễ dàng thông qua một chút thủ đoạn lập tức đè chết tập đoàn Uyển như. Đến lúc đó, lấy được tập đoàn Uyển như vào tay cũng không phải là việc gì khó khăn. Cho dù giết chết cả nhà của Uyển như cũng được. Những thứ thành quả khoa học kỹ thuật này, tự nhiên cũng trở thành của lập gia. Mưa gió sắp tới rồi, Giang Hải lặng lặng xem phát sóng trực tiếp, cũng đang tính toán thời gian. Bây giờ, cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Trong lúc cả thành phố Giang Tư đang bị buổi phát sóng trực tiếp làm cho kích động, một tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền ra. Lan gia đưa ra quan điểm của mình. Lan gia sẽ cùng sống cùng chết với tập đoàn Uyển Như, chỉ cần là quyết định mà Cố Uyển Như đưa ra, cả hai nhà toàn lực ủng hộ. Một loạt các tay bút dùng tốc độ nhanh nhất đồng loạt đưa tin, ủng hộ Cố Uyển Như. Trong bài viết dài nêu rõ các loại xấu xa của tập đoàn Cố thị, cũng lôi hết ra quá khứ không sạch sẽ của anh em Cố Hiển. Quan trọng hơn là, một trong những bài viết đó lại do Cố Thiết Huy ký tên. Đây chính là con thứ tư Cố Gia, ông ta lên tiếng, khiến cho cục diện tranh đấu của Cố Gia càng khiến người ta mê man khó hiểu. Trong lúc đám đông đang hùa theo Cố Vũ, một đám người hung hãn xông vào phòng phát sóng trực tiếp. Dẫn đầu là Tần hạo. Tôi cũng có mấy câu muốn nói. Người chủ trì vừa nghe thì lập tức vui mừng vội tiến lên, chào anh, xin mời nói ra câu chuyện của mình. Anh yên tâm, người dân ở thành phố Giang Tư sẽ làm chủ cho anh, nhất định sẽ làm cho bọn ác nhân ấy nhận lấy báo ứng. Tần Hạo nhìn về phía Cố Hiển, khóe miệng giãn ra châm chọc. Cố Hiển trong lòng giật thoát một cái, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tất cả những chuyện này đều sắp xếp xong hết rồi, Cố Vân Lệ tuyệt đối không có cơ hội trở tay. Tiếp theo, Tần Hạo cũng không có để ý tới ai, đi thẳng về phía Cố Tùng. Ông Cố, nghe nói trước đây ông bệnh nặng, sau đó đột nhiên khỏi hẳn, có phải như vậy không? Môi Cố Tùng run rẩy, không biết phải trả lời thế nào, thận trọng nhìn về phía Cố Hiển. Ông ta đang sợ, sợ nói không đúng lại bị ngược đãi. Cố Hiển sải bước tiến lên, anh là ai, tới đây làm gì? Chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, mời anh đi ra ngoài. Tần Hạo cười nhạt, nói với Cố Tùng, mấy năm trước, ông Cố đột nhiên mắc phải bệnh lạ. Ông Cố, ông còn nhớ người cuối cùng mà ông gặp trước khi phát bệnh là ai không? Con người Cố Tùng có rút một cái, trong mắt lại hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Người đó, không nên trêu chọc vào, chỉ một cái nhấc tay là có thể lấy mạng người. Tần Hạo cười khẽ, vẻ mặt của Cố Tùng đã nói cho anh ta biết, ông ấy đã nhớ ra rồi. Cố Hiển đang làm việc cho lập ra, ông Cố ông biết việc đó chứ. Còn nữa, tôi muốn hỏi ông cố thêm mấy câu. Ông hiện bây giờ có phải cả người không có chút sức lực nào, mệt giả rời, cảm giác đau đang một chút lại tự nhiên biến mất, thậm chí đối với thân thể của mình cảm giác cũng không rõ ràng nữa. Tiến thêm lên trước, Tần Hạo nhỏ giọng nói một câu cuối cùng, mạng của ông chỉ còn mấy phút nữa, hại chết ông chính là đứa con trai bảo bối của ông, xem xem ông ta để cho người ta làm gì đối với ông, suy nghĩ một chút xem ông ta là đang làm chó cho nhà ai, đây chính là kẻ thù của ông. Cố Tùng đứng chết chân tại chỗ, Tần Hạo nói ra một điểm cũng không sai. Ban đầu Cố Tùng vì cậy thế muốn thực hiện hôn ước năm đó mà đi tìm Lập Gia. Lập Gia lập tức đồng ý, nhưng sau khi trở về thì thì lại mắc phải bệnh lạ. Lập Gia, đây là muốn hại chết mình sao? Chợt nhìn về phía Cố Hiển, đây là con trai mình, cái tên nghịch tử này lại muốn ông ta chết. Đón ông ta từ viện dưỡng lão ra, Cố Tùng cũng gặp phải đau đơn vô cùng, nhưng lại lấy lại được sự tỉnh táo trước khi lâm chung cố hiền không phải là muốn tốt cho ông mà là muốn ông trở thành một con bài để đối phó cố vân lệ giờ khắc này cố tùng mới hiểu rõ được cho tới nay người mà chân chính đối tốt với ông chỉ có mình cố vân lệ cho dù ông đối đãi với đứa con gái này thế nào đi nữa ông thật muốn xin lỗi cố vân lệ gần chết rồi thật sự gần chết rồi cảm giác sinh mạng dần dần mất đi rất kỳ diệu con người của cố tùng dần dần giãn ra trong nháy mắt, những chuyện mà cả đời trải qua từ từ trôi qua trước mắt. Đúng, sai, tất cả thiện ác nhân quả, một đời toan tính, cuối cùng là cái gì đã không còn quan trọng nữa. Đều là lòng giả của người làm cha không tốt, cố tùng muốn nói một câu xin lỗi đối với đứa con gái bé nhỏ. Nhưng hôm nay, ông không làm được nữa rồi. Điều ông có thể làm lúc này, chính là dùng mấy phút cuối cùng này nói mấy câu giúp cố vân lệ, coi như là đền bù một chút cho sai lầm mà mình phạm phải. Tần Hạo nói xong, quảng micro xuống, quay người rời đi. Đây là do Giang Hải âm thầm dặn dò, anh ta đã làm xong rồi, Cố Tùng lựa chọn như thế nào không phải là chuyện mà anh ta quan tâm tới. Cố Tùng nhặt micro trên mặt đất lên, đối diện với ống kính. Lão đảo nói, Vân Lệ, con gái của bố, bố thật xin lỗi con, những lời mới vừa rồi bố nói tất cả đều do Cố Hiển uy hiếp bố. Xoay người lại chỉ thẳng mặt Cố Hiển, dùng hết chút sức lực cuối cùng trợn to cặp mắt, Người này là con trai lớn của tôi, lời nó nói tất cả đều là giả, hôm nay, cố ra trở thành như vậy, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy. Chấm chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mặt cố hiển biến sắc, vội sông lên phía trước, gầm nhẹ cha, cha nói bậy gì thế. Tao nói bậy, cố tùng thiếu chút nữa bị ngã ngửa, vội vàng che lấy micro, mày mới vừa rồi kêu tao là cái gì. Ông già đáng chết, mày vậy mà lại kêu tao là ông già đáng chết mày thật đúng là một đứa con hiếu thuận. Bất chợt, cố tùng xé quần áo ra, lộ ngực ra, mọi người xem, đây chính là do đứa con trai này đánh đấy. Hôm nay tất cả đều là do nó ép tôi, tôi không dám không nói, tôi không nói nó sẽ dùng roi đánh tôi. Lão già kia, ông muốn chết hả? Cố huyền thẹn quá hóa giận, tiến lên một bước giơ cánh tay tát một cái. Cố tùng như đèn cạn dầu, đột nhiên ngã quỵ xuống, bể đầu chảy máu buổi phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành dân chúng thành phố giang tư đang xem cũng có chút bối rối đây là tình huống gì vậy tình huống đảo ngược này quá máu chó rồi có phải đã làm quá lên rồi không tôi ngất đây gã còn là người hay không đổi trắng thay đen đùa bỡn đạo lý ngay cả cha ruột mình cũng đối đãi như vậy ông lão chúng tôi ủng hộ ông mau nhìn xem ông lão bất động rồi cố hiển bị chọc tức trong lúc mấu chốt lại bị lão già đột nhiên trở mặt hết thảy cố gắng đều trôi theo dòng nước. Lập Minh cũng đang chú ý buổi phát sóng trực tiếp này. Thời điểm Tần Hạo xuất hiện, anh ta còn không coi là gì. Vốn là, cho dù xuất hiện bất kỳ tình huống gì cũng nghĩ được cách đối phó. Nhưng khi Tần Hạo nói ra bệnh lạ của Cố Tùng, Lập Minh đã biết, hỏng chuyện rồi. Nhưng vấn đề là người cố ra là làm sao lại biết chuyện này. Vốn tưởng rằng Cố Hiển sẽ giải bày mấy câu, không ngờ, cái lão ngu xuẩn này lại ra tay đánh cố tùng. Công dã tràng, tất cả những chuẩn bị đều là muốn giá họa cho tập đoàn Uyển Như. Tức giận ném mạnh cái ly trong tay, Lập Minh lạnh giọng nói với người bên cạnh, đừng để cho cái lão ngu xuẩn này nói càn, biết nên làm như thế nào rồi chứ. Nhanh chóng xử lý đi, đối với lập gia mà nói, người vô dụng và người chết không có gì khác biệt. Người mà có uy hiếp đến mình, nhất định phải trở thành người chết. Cố Hiền không giữ được miệng nói bậy nói bạ, lập ra coi như gặp phải tai ương. Lão già kia, ông đứng lên cho tôi. Cố Hiền đã phát điên rồi, túm lấy Cố Tùng kéo lên, quăng ông đến trước mặt Cố Hữu. Điên cuồng gào thét, ông nhìn đi, đây chính là cháu trai của ông đấy, bây giờ nó cũng tàn phế rồi. Đây là do ai gây ra? Là ai? Cố Tùng cố gắng mở mí mắt nặng nề ra, nhìn Cố Hữu. Mà Cố Hữu lại chậm rãi ngoảnh đầu sang một bên. Khóe miệng dặn ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cố tùng cười khổ. Cả đời này của ông ta, tới đây có thể nói là hoàn toàn thất bại. Cô Hữu biến thành như vậy, đều là do con danh chết tiệt Cố Uyển như kia mà ra. Còn ông, không giúp tôi lại đi nói giúp bọn nó, ông có phải bị ngu rồi không? Tôi mới là con trai của ông. Cô Hữu mới là cháu trai ông, là cháu ruột đó. Cả người Cố Tùng như mất sức sống, sinh mạng của ông đã đến phút cuối cùng cuối rồi hai mắt tiêu sử dã rời, đã không nghe được cố hiển nói cái gì nữa. Trên đời này, người duy nhất khiến cho ông lưu luyến chỉ còn một người, là cố vân lệ, đứa con gái mà ông nhìn luôn không vừa mắt. Còn có cố huyển như, ôm ái náy trong lòng, ông cụ chậm rãi nhắm mắt. Cố hiển ném cố tùng qua một bên, tôi vì tập đoàn cố thị làm nhiều việc như vậy, ông thì sao chứ? Cuối cùng tôi lại không có được chút cổ phần nào. Đứng lên, đừng giả chết nữa, Cố Tùng phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phun máu xong, cuối cùng cũng mất đi ý thức. Những người đang xem phát sóng trực tiếp cũng bị dọa sợ ngây người, tình huống này đảo ngược cũng nhanh quá rồi. Trước đây vẻ mặt Cố Hiển đầy ủy khuất ngụy trang thành người tốt, lại không phải là người như vậy, lại còn đánh cả cha ruột của mình tới hộp máu. Ông lão không xong rồi, đây là giết người rồi. Tại sao không ai ngăn cản ông ta lại? Đúng là xúc sinh mà. Cố Hiền cũng sững sờ, ông ta cũng không ngờ mình đã đánh chết Cố Tùng. Bước lên kiểm tra, thân thể Cố Tùng đã bắt đầu lạnh đi. Sống lưng phát run, Cố Hiền đột nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không thể nào, làm sao nói chết là chết được chứ? Ngã lộn nhào một cái mà đã chết rồi. Lão ta nào có biết, là Lập Minh đã tính toán thời gian. Nếu lúc Cố Tùng tố cáo Cố Vân Lệ mà đột nhiên chết đi, thì người xem sẽ đổ tội này lên đầu người nào? dĩ nhiên là cố vân lệ rồi, là bà làm cha già tức chết. Quỳ vội xuống đất, cố hiển hốt hoảng, cha, cha ơi, cha sao rồi? Vào giờ phút này, là ai đi nữa cũng phát hiện ra nước mắt cá sấu của ông ta, là mèo khóc chuột. Nhìn phát sóng trực tiếp, vẻ mặt Giang Hải bình thản, kết cục của cố tùng thật ra anh đã sớm đoán trước được. Cố huyền như trợn to mắt, ông ta đang làm gì thế này? Không ai có thể ngờ được cố hiển sẽ ra tay đánh chết người cố vân lệ sợ đến choáng váng ngây ngốc một hồi lâu chợt đứng lên kêu to một tiếng cha nói xong vội vàng chạy ra ngoài cả nhà lập tức lên đường đi cứu cố tùng giang hải đã giấu đi một số chuyện anh không muốn để cố tùng chết ở trước mặt mấy người cố huyền như thân thể cố tùng dần dần lạnh đi hiện trường là một cảnh nhốn nháo cố hiển như một cái xác biết đi vậy tê liệt ngã xuống đất hoàn toàn không chú ý phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục Chương 83: Từ thiện từ tâm. Chắc chắn Cố Tùng đã chết, cảnh sát đến, ngay sau đó khống chế Cố Hiển và Cố Hữu. Những người khác ở hiện trường buổi phát sóng trực tiếp đã sớm bỏ đi trước thời điểm xảy ra chuyện. Đây chính là mạng người đó, dính vào ai thì người đó xui xẻo. Bị còng tay, vẻ mặt Cố Hiển hờ hững quay đầu liếc nhìn Cố Tùng. Lòng nguội như cho tàn, đời này cũng không thể đòi lại công bằng cho Cố Hữu, đời này cũng không thấy được báo ứng của Giang Hải con trai của ông ta, đời này không làm được đàn ông nữa rồi. Ông ta không cam lòng. Cố Hiển lại lạnh lùng nhìn Cố Hữu. Hết rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đến hôm nay Cố Hiển cũng không dám tin. Giang Hải vừa xuất hiện, cố ra sao lại cửa nát nhà tan. Anh ta, chẳng qua chỉ là một tên lái xe. Anh ta, không phải chỉ là một đứa ở rể thôi sao. Xe bị chặn lại, mấy người bịt mặt xông vào trong xe. Còn người cố hiển co lại, ông ta đã hiểu, Lập Minh là muốn giết người diệt khẩu. Lập ra, thật ác độc. Cố hiển cười thảm. Một đao cứa cổ, máu tươi bắn ra, cố hiển trợn mắt ngã nhào xuống đất. Sắc mặt cố hữu ảm đạm, cả người run rẩy. đại ca, xin tha mạng. Tôi và cha tôi đều là người của Lập ra, nếu anh dám động đến tôi, Lập ra sẽ không tha cho các anh. Một người bịt mặt gỡ khăn bịt mặt xuống, nham hiểm cười một tiếng, là cậu hồ muốn tôi tới tiến các người một đoạn đường mày với lão già cố hiển này cùng lên đường đi cho lão khỏi cô đơn cô hữu ngoặc kép chấm trong video phát sóng trực tiếp thời điểm cố hiển bị còng tay trong khu vực bình luận xuất hiện một số lượng lớn màn hình một buổi phát sóng trực tiếp khác bắt đầu lan ra dùng thời gian ngắn nhất để sắp xếp một buổi phát sóng trực tiếp trước tiên công bố giã tâm lang sói của lập gia muốn nuốt tập đoàn uyển như đồng thời đưa ra một văn bản do trên tỉnh gửi xuống làm giấy lên nghi ngờ. Dư luận đột nhiên xoay ngược lại, nghiêng về phía tập đoàn Uyển Như. Không cần giật tít câu view, trong lúc đang phát sóng trực tiếp, nháy mắt số lượng người xem tràn vào rất đông. Ai nấy đều đầy căm phẫn, như muốn hóa thân làm sứ giả của chính nghĩa. Trước đây không lâu những anh hùng bàn phím kia còn chửi rủa cố Uyển Như, dường như mắc phải chứng mất trí nhớ, Bàn phím gõ một cái những người vừa chửi bới cố uyển như lập tức bị mắng tới tối tăm mặt mũi. Buổi phát sóng trực tiếp này việc thứ nhất chính là kích động lòng dân, để tỉnh hủy bỏ đi văn bản trước đây. Phải làm thật lớn, nếu ý kiến của dân chúng ở thành phố Giang Tư lập tức lan truyền ra, trên tỉnh cũng không thể coi thường. Nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, nhà họ cơ thống trị Giang Sơn phương đông mấy trăm năm há có thể không hiểu đạo lý đó. Đúng lúc đó hoành độ dương xuất hiện thu thập ý kiến của dân chúng để đi phản ánh với tỉnh. Chủ tịch tỉnh cho dù ăn của lập gia nhiều hơn nữa cũng không dám chọc giận dân chúng, hoàng gia không phải là thay mặt cho nhân dân sao. Nếu không, thì quản trị như thế nào? Tiếp theo, người phát ngôn lại thổi phồng về các loại thủ đoạn của lập gia, sau lại nói ra các khó khăn mà tập đoàn huyền như gặp phải. Hôm nay tập đoàn huyền như gặp phải tình cảnh khó khăn, rất nhiều áp lực đều là tới từ đám dây máu ăn phần không rõ chân tướng. Vì để bù đắp cho tập đoàn Uyển Như và để các doanh nghiệp địa phương ở thành phố Giang Tư không dễ bị chèn ép, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu huy động tiền giúp đỡ trong dân chúng. Tập đoàn Uyển Như tổn thất thảm trọng, tiền vốn huy động được sẽ cung cấp cho tập đoàn Uyển Như, dùng để chống đỡ công kích thương mại của Lập Gia. Một đám người có máu mặt ở thành phố Giang Tư ai dám không nể mặt mũi lan ra, hơn nữa trong đó còn có quan gia cũng đột nhiên đứng ra ủng hộ. Quan gia chẳng qua là muốn dệt gấm thêm hoa để Giang Hải không nhầm vào bọn họ mà thôi. Mấy lão đại này lập tức ném tiền ra, quần chúng ngùa theo, rất nhanh, một câu khẩu hiệu bắt đầu truyền tụng. Đại loại như, nếu không đóng góp chút sức lực cho tập đoàn Uyển như chính là vô nhân đạo, chính là không biết xấu hổ, là vô sỉ. Chính là đạo đức bị ăn mất rồi. Tiền quyên góp của dân chúng, vẫn giữ nguyên chưa động đến, cũng không cần phải chia ra, tất cả đều là tiền của dân chúng. Ở một chỗ phát sóng trực tiếp khác, Cố Tùng như thế nào đã không còn ai quan tâm. Nhìn thấy chiếc túi chứa thi thể Cố Tùng bên trong, Cố Vân Lệ mấy lần khóc ngất đi. Cố Huyền Như nhào vào trong ngực Giang Hải, cũng khóc muốn ngất đi. Kịch hay đến đây là kết thúc? Không, là vừa mới bắt đầu. Tập đoàn Uyển Như được đề cao hơn so với trước đây, hình tượng của doanh nghiệp và tiêu chuẩn đạo đức được đưa lên một tầm cao mới. Lúc này, ai đang làm việc ở tập đoàn Uyển Như đều cảm thấy đó là một chuyện vinh quang nhất hôm nay ai nói một câu bêu xấu cố uyển như người dân thành phố giang tư quyết không tha cho kẻ đó thậm chí rất nhiều người có khuynh hướng bạo lực náo nhiệt kéo dài suốt đêm còn chưa kết thúc sắp xếp xong hậu sự cho cố tùng tập đoàn uyển như mới khôi phục làm việc cố uyển như ngồi vào trước bàn làm việc người đầu tiên mà cô đón tiếp chính là lan kiều uyển như mong cô ô nén bi thương lan kiều an ủi lỗ mũi phập phồng cố uyển như miễn cưỡng cười một tiếng Lan Kiều, cảm ơn cô, thời điểm mấu chốt nhất cô lại ra mặt giúp tôi. Lan Kiều liếc mắt liếc nhìn Giang Hải đang nghịch điện thoại di động, rừng rưng cười một tiếng tỏ ra không có gì cả. Lý do mà cô ta giúp không phải vì cố uyển như, mà là đang muốn tiếp cận Giang Hải. Thành phố Giang Tư sở dĩ không có đại gia tộc xuất hiện, là vì những gia tộc này không có chỗ dựa. Giang Hải thân là một võ giả, hơn nữa một cái nhấc tay đã tiêu diệt cao thủ như ông Tề, Lan ra tự nhiên là muốn dựa vào. Có võ giả chống lưng, ra khỏi thành phố Giang Tư mới không sợ bị kẻ khác áp chế. Tiếp theo cô hẳn nên cân nhắc xem phải xử lý với khoản tiền mới huy động được kia như thế nào. Lan Kiều rút ra một tập giấy tờ. Cố huyền như nhìn một cái, sao lại nhiều thế? Cứ coi như đây là tiền thuế cho sự vô tri của họ đi. Lan Kiều nhún nhún vai. Thương mại, vốn là như vậy, lợi dụng tất cả mọi cơ hội kiếm tiền, ở mặt này, lan kiều thông minh, nhanh nhạy hơn so với Cố Uyển Như nhiều. Mấu chốt chính là Cố Uyển Như quá hiền lành. Trong làm ăn, thật ra thì không có chuyện tình cảm. Số tiền này có thể trả về không? Cố Uyển Như lương thiện không muốn vô công mà hưởng lợi. Giang Hải lãnh đạm nói, làm sao trả được, đi làm từ thiện đi. Ở thành phố Giang Tư rất nhiều con đường đều cần tu sửa, còn nữa, nước ở con sông ở phía nam thành phố rất bẩn cũng cần phải xử lý. Khóe miệng Lan Kiều giật một cái, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy dựng lên. Một khoản tiền lớn như vậy, Giang Hải không quan tâm tới thì thôi, Cố Uyển Như cũng nhẫn tâm bỏ qua không cần. Thật sự không thể ngờ, Cố Uyển Như thật đúng là loại người như vậy. Tiếp theo, Cố Uyển Như nói một câu khiến cho Lan Kiều muốn rớt cằm xuống luôn. Đúng vậy, số tiền này còn chưa đủ để làm những việc đó đâu. Lan Kiều cáo từ, trước khi đi còn liếc nhìn Giang Hải một cái thật sâu. Cố Uyển như nói, Giang Hải, anh giúp em Tiễn Lan Kiều nhé. Cô ta có chân, còn là một đôi chân dài nữa. Giang Hải tùy tiện qua loa nói, chỉ cần cô ta muốn, thành phố Giang Tư này sẽ có vô số đàn ông nguyện ý dâng hai chân lên cho cô ta. Cô ta có đi hay không, có liên quan gì tới anh đâu. Bảo anh tiến thì anh tiến đi. Cố Uyển như hơi giận. Cô nhìn sâu vào trong mắt của Lan Kiều, trong lòng phức tạp, lại thêm thấp thỏm nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định như vậy. Quan hệ giữa anh và Lan Kiều, cuối cùng vẫn phải có một cái kết thúc. Cố huyền như hy vọng, Giang Hải sẽ sớm nói rõ ràng với Lan Kiều. Giang Hải không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, Lan Tiểu Thư, tôi tiến cô ra ngoài. Đi ra ngoài cửa công ty, Lan Kiều thở dài nói, ai có thể ngờ được, là võ giả một thân tuyệt kỹ, vậy mà lại đi làm một người ở rể, hơn nữa. Hơn nữa còn sợ vợ giang hải cười đa số đàn ông đều không sợ vợ chỉ là tôn trọng vợ thôi lời của cố uyển như nếu đúng thì phải nghe nếu không đúng cũng phải là đúng cũng phải nghe cô không bao giờ nói sai cho dù có sai hậu quả này giang hải cũng gánh nổi có sai lớn hơn nữa giang hải cũng không coi là gì ánh mắt lan kiều hơi cứng lại cô ta không nhìn ra ở cố uyển như có cái gì tốt chẳng lẽ mình không so được với cô ta tình cảm thì không có câu trả lời. Hơn nữa Lan Kiều cũng không biết giữa Giang Hải và Cố Uyển như đã xảy ra chuyện gì. sốt cuộc cô muốn làm gì? Giang Hải hỏi. Lan Kiều nhẹ giọng nói: Thành phố Hải Hà có đi không? Giang Hải bảo người đưa thiệp mời đưa cho cô ta, dĩ nhiên là muốn để cô ta đi. Nhưng mấu chốt là Giang Hải làm vậy là có mục đích gì? Thành phố Hải Hà mừng thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp, Lan gia không có tư cách đi, nhưng lại nhận được thiệp mời lan kiều cũng không biết tấm thiệp mời này là do diệp kinh lạc dở trò mừng thọ trăm tuổi của ông cụ diệp đi dĩ nhiên là phải đi chứ lan kiều lại hỏi tôi có phải đi không đó là việc của cô giang hải nhún vai lan kiều nói anh đi tôi cũng đi cửa thang máy mở ra giang hải xoay người bước đi tôi tiễn cô đến đây thôi ba ngày nữa lại tới đón tôi lan kiều nhìn bóng lưng của giang hải Khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt trở lại phòng làm việc cố uyển như ngẩng đầu trong nghi ngờ lại mang vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nhanh như vậy sao anh đã nói chân cô ta dài mà cố uyển như rũ mắt giang hải bác cả chết rồi ừ anh không thấy ngạc nhiên sao cố uyển như hỏi thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ tất cả những chuyện này không phải là do giang hải sắp xếp chứ sở tội nên tự sát giang hải biết còn cố ý hỏi thở dài một hơi, cố huyền như cũng không muốn nói gì, cô bỏ không được mối hận trong lòng, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cố tùng là do cố huyền xuống tay đánh chết. Tuy tâm trạng cố huyền như không tốt, nhưng cho dù nói thế nào, đã từng có khoảng thời gian rất dài cố tùng đối xử với cô cũng rất tốt. Nếu không phải cố tùng cố ý chăm sóc cô, bệnh của lôi nhân hào e rằng không đợi được tới ngày Giang Hải xuất hiện. Và lại, cố huyền như cũng vô cùng coi trọng tình thân. Cố vân lệ không màng cơm nước, liên tục mấy ngày buồn bã không thiết làm gì. Người cố ra hoàn toàn đắm chìm trong nỗi buồn, trong bi thương. Khác hẳn với bầu không khí ở trong nhà, ở thành phố Giang Tư, bầu không khí thậm chí lại náo nhiệt lên. Bất kể là giới thương nhân hay là thế lực ngầm, vội vã đi về thành phố Hải Hà tụ hội, hơn nữa cũng chuẩn bị đầy đủ quà cáp. Chỉ vì nơi đó có một ông già đang chuẩn bị mừng thọ trăm tuổi. Lan Kiều đậu xe ở bên ngoài Hoàng Kim Giáp Lân, Thất hồn đang đứng ở bên đường, Giang Hải chậm rãi đi ra. Tiến lại bên xe, Thất hồn mở cửa xe ra, dùng ngôn ngữ lạnh như băng nói, "Xuống xe." Lái xe ngây ngốc nhìn Thất hồn, "Tôi là lái xe của Lan tiểu thư, dựa vào cái gì mà bắt tôi xuống xe?" "Anh xuống xe đi." Lan kiều ra lệnh. Đầu óc lái xe có chút mơ hồ, mặt đầy rất không vui, nhưng cuối cùng vẫn xuống xe. Mở cửa xe cho Giang Hải, Thất hồn đảm nhiệm làm lái xe rồi lái xe rời đi. Sau khi lên xe, Giang Hải nhắm mắt dưỡng thần, Lan Kiều thì đang chăm chú quan sát Giang Hải. Nhìn tôi làm gì?" Mí mắt của Giang Hải cũng không nhấc lên lạnh lùng nói. "Tôi đang nhìn vị hôn phu của tôi." Lan Kiều rất bình tĩnh đáp. "Cô không xứng." Giang Hải lạnh lùng đáp lại. Lan Kiều cũng không tức giận, khuôn mặt tuyệt đẹp vẫn không có chút nào gợn sóng. Khoảng thời gian này, cô ta đã quen với sự lạnh nhạt của Giang Hải rồi mừng thọ trăm tuổi của ông cụ diệp lan ra ở thành phố giang tư dường như cũng không có tư cách tham gia lan kiều nói ừm um, giang hải dùng giọng mũi ừm một tiếng mừng thọ của một ông lão tuổi xế chiều thôi tại sao phải cần tư cách anh là không biết thật hay là giả vờ không biết thế đôi mắt xinh đẹp của lan kiều lóe lên hoàn toàn không nhìn thấu giang hải những người khác là đến để nịnh bợ diệp ra còn giang hải lại giống như phải đi điều tra vậy không kiềm được căng thẳng ở trong lòng, Giang Hải đúng là võ giả, đối với người bình thường mà nói là một loại tồn tại siêu phàm, nhưng ở trước mặt Diệp gia, xa xa không đủ nhìn, thậm chí đến tư cách nhìn thẳng Diệp gia cũng không có. Với phong cách làm việc, tính khí kiêu ngạo của Giang Hải, trong tiệc mừng thọ gây ra chút chuyện, hậu quả thật là khó có thể tưởng tượng được. Chương 84, Diệp gia phô trương. Cùng một lão già trăm tuổi ăn cơm, hay lắm sao? tôi đi, là nể mặt họ lắm rồi. Lan Kiều không nhìn ra Giang Hải đang có tâm tình gì, hơi cao mày, luôn có loại dự cảm không hay. Nghe theo sắp xếp của Giang Hải, thật sự đúng sao? Nếu sai một ly là sẽ đi một dặm. Chọc giận Diệp ra, không có ai cứu được Lan ra. Nhưng, rất nhanh Lan Kiều đã cảm thấy thư thái. Người có thể tham gia mừng thọ của ông cụ Diệp, chứ các gia tộc lớn, còn lại chính là những nhân vật có năng lực dung trời chuyển đất được tham gia, không có nghĩa là có thể nhìn thấy ông cụ Diệp. Giang Hải yên lặng không nói gì. Lan Kiều nói, mừng thọ trăm tuổi, người tham dự cần phải có thiệp mời, nhưng đây chẳng qua là bước đầu tiên, những người tặng quà nằm trong số 200 món quà được chọn mới được cùng ăn một bữa cơm. Cũng chỉ có những người xếp trong top 10 mới có thể ngồi cùng bàn với ông cụ Diệp. Còn ba người đứng đầu mới có thể ở lại Diệp ra thêm một đêm, chuyện trò cùng ông cụ Diệp thêm một chút. Giang Hải nói, cô là đang muốn nói với tôi, chứ có không biết trời cao đất rộng, chọc vào người không nên đắc tội. Tôi muốn đi chết cũng là việc của tôi, không nên kéo lan ra chết theo. Phải không? Giang Hải cười ha ha, nhàn nhạt nói, tôi có một món quà, ông cụ Diệp không nhận cũng phải nhận. Giang Hải rất bình tĩnh, nhưng lời nói này lại ngang ngược khiến người ta sợ hãi. Giang Hải lại nói, top 200 không là gì cả. Top 10 cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không là gì cả. Đã ngồi thì phải ngồi vào vị trí tốt nhất, nhất định phải chừa lại đủ không gian, bên cạnh phải có vị trí để cho người ta dễ dàng quỳ xuống. Điên rồi, Giang Hải điên rồi. Chỉ bằng cái ý nghĩ điên cuồng này, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn ở Diệp gia. Hô hấp của Lan Kiều trở nên rồn rập, bắt đầu thấy lo lắng tại sao lại đi cùng Giang Hải chứ. Vốn muốn nhân cơ hội lần này, tạo một chút quan hệ tốt với Diệp gia. Đây là một cơ hội trời cho đối với Lan gia. Nhưng, từ biểu hiện của Giang Hải xem ra đây không phải là cơ hội, mà là tai họa. Tiến vào khu vực của thành phố Hải Hà, sau nửa giờ ngắn ngủi, đã đi vào địa phận của Diệp gia, còn cần thêm một tiếng lái xe nữa mới đến được nơi ở của Diệp gia. Trước đây, lúc Giang Hải còn nhỏ, có nghe qua một số câu chuyện liên quan tới Diệp gia. Chuyện kể rằng, có một gã ăn mày trên đường đi qua Diệp gia, xin được bố thí một chén cơm vừa đến trước cửa gã ăn mày đã bị bọn tay chân đánh ra khỏi cửa, đúng lúc bị người Diệp ra gặp phải. Người đó nói, cho gã một chén cơm đi, Diệp ra không thiếu cái này. Cho dù ăn được một bát cơm của Diệp ra, thì đến lúc thải ra cũng ở trên đất Diệp ra thôi. Tuy là ăn mày nhưng cũng có chí khí, gã ăn mày này sinh lòng oán hận, thầm thề độc, cho dù chết vì nhịn, cũng không đi vệ sinh trên đất Diệp ra. Đi một ngày, gã ăn mày hỏi người ven đường, ở đây là đất của ai? người đi đường trả lời diệp ra lại đi một ngày nữa hỏi một chút thì đất vẫn là của diệp ra đến ngày thứ ba gã ăn mày quả thực không nhịn nổi nữa trong lòng thầm nghĩ ba ngày rồi khẳng định là đã ra khỏi phạm vi diệp ra sau khi giải quyết xong gặp người đi đường lại hỏi kết quả đất vẫn là của diệp ra qua câu chuyện có thể thấy diệp ra diện tích rộng đến thế nào thế lực lớn đến thế nào ở thành phố hải hà chính là vua một cõi xe lại chạy thêm một tiếng nữa, lúc này còn cách nơi ở Diệp ra khoảng 4 năm cây số. Mà ở chỗ này, một tấm áp phích ngăn xe lại. Người cản đường diếu võ dương oai, người tới là để tham gia mừng thọ của ông cụ Diệp phải không? Không tên không họ, ăn nói chống không, hoàn toàn là dáng vẻ của bọn tay sai. Thất hồn lạnh nhạt nói, ừm, um, thì như thế nào? Đỗ xe ở bên kia. Xuống xe. Đi bộ. Sắc mặt thất hồn trầm xuống, một cái diệp ra nho nhỏ, lại dám để cho đế vương đi bộ xa như vậy, đây chính là muốn làm nhục đối với người tới trúc thọ mà. Hơn nữa đối với đế vương, đây chính là năm cây số. Đang muốn xuống xe dùng nắm đấm để nói chuyện, Giang Hải nói chủ muốn thế nào thì khách theo thế đó. Thất hồn cũng không nói gì thêm nữa, chậm rãi lái xe đậu qua một bên. Lan Kiều ở bên cạnh căng thẳng đến nỗi tim đập nhanh muốn rớt ra ngoài, chỉ sợ Giang Hải phát cáu đánh người Diệp ra ở diệp gia xem ra một con chó so với bọn họ còn đáng giá hơn ở thành phố hải hà này diệp gia chính là vua một cõi cao cao tại thượng giang hải xuống xe chậm rãi tiến về phía trước năm cây số đối với giang hải mà nói không là cái gì nhưng đối với lan kiều thì không hề dễ mồ hôi đổ ra đầm đìa mãi mới thấy một tòa nhà thật to xuất hiện ở cuối tầm mắt đó chính là nơi ở của diệp gia trong truyền thuyết trên con đường đi tới đây đụng phải không biết bao nhiêu cảnh vệ An Ninh, thậm chí còn có chó cảnh sát cùng súng đạn sẵn sàng, bảo vệ núp trong bóng tối. An Ninh cấp bậc cao đáng sợ như vậy, ở phương Đông cũng sợ là không mấy nhà có quy mô An Ninh như thế này. Trên người Giang Hải lại dần dần lộ ra khí tức khó chịu. Người Diệp ra, thật đúng là biết cách làm mưa làm gió ở đây. Trước cửa treo một tấm bảng lớn, trụ cột quốc gia. Bốn chữ này nhìn rất bình thường, lại bị bọn Su nịnh thổi phồng thành thư pháp đệ nhất thiên hạ. Bởi vì bốn chữ này được truyền lại từ thời nhà Kim, có thể thấy địa vị của Diệp gia cao như thế nào. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mọi người tranh nhau nịnh bợ. Lại qua một chốt kiểm tra an ninh, cả người trên dưới đều bị sờ một lần. Giang Hải đứng sừng sững bất động, mặc cho bọn tay chân lục soát người. Tất cả vật phẩm mang trên người đều phải lấy ra để nghiêm túc kiểm tra một lần. Giang Hải nheo mắt, quét nhìn những nhân viên kiểm tra an ninh này cùng với mấy tên an ninh đứng cách đó không xa những người này không người nào là đơn giản trên người ai cũng đều có mùi sát khí nhất định trong lòng chợt giật mình không kiềm được nghĩ đến một cái tên thiên lương lục soát khắp người xong ba người giang hải lại bị ngăn lại không cho đi một tên kiểm tra an ninh mặt mũi cổ quái nhìn chằm chằm giang hải ánh mắt như suy nghĩ cái gì lục soát xong rồi chứ giọng thất hồn lạnh như băng Xong rồi, kiểm tra an ninh cũng lạnh giọng trả lời giống vậy. Thất hồn mới vừa bước được một bước, lại bị gã kiểm tra an ninh đứng ở trước mặt ngăn lại, "Nhưng tôi không thể để cho anh đi vào." "Anh muốn làm cái gì nữa?" Giang Hải đột nhiên cười, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Lan Kiều lộp bộp một tiếng, mỗi khi Giang Hải lộ ra cái vẻ mặt này chính là trong lòng anh ta có chút khó chịu. Giang Hải khó chịu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, rất khó đoán trước nơi này đã là cửa của diệp ra gây chuyện ở chỗ này là ai cũng lập tức sẽ biến thành một cỗ thi thể nhìn đồ mà anh mặc cũng sang trọng sao lại không hiểu quy tắc gì cả thất hồn hỏi quy tắc gì quy tắc của diệp ra sao gã kiểm tra an ninh diếu cợt không sai chính là quy tắc của diệp ra không theo quy tắc của diệp ra làm việc vậy thì nhân lúc còn sớm cút về đi thất hồn tiến lên một bước dường như không khí xung quanh thực chất đang cuốn từ bốn phía về phía anh ta chờ một chút lan kiều sợ hãi kêu lên trái tim cô ta đập thình thịch mặt lập tức đỏ ửng lên lấy một thứ từ trong túi sách ra thật nhanh nhét vào trong ngực của gã kiểm tra an ninh nhưng bàn tay duỗi ra được một nửa lại bị giang hải kéo lại chuyện của tôi tôi tự xử lý giang hải không có thói quen để đàn bà ra mặt thay mình bất kể người đàn bà này là ai lấy ra một tấm thẻ màu đen giang hải nói không biết một tấm vé vào cửa diệp ra bao nhiêu tiền khốn kiếp diệp ra không phải là nơi vãn cảnh cửa gì vé gì gã kiểm tra an ninh đột nhiên biến sắc xoay người làm một động tác tay với mấy người khác đám người chung quanh lập tức vây lại anh bạn trẻ anh tới đây để gây sự sao giang hải cười là tôi nói sai tôi là muốn mời các người anh em uống trà thôi nhưng cũng không biết các anh thích uống trà gì giờ tấm thẻ màu đen lên, nếu mấy vị không thấy phiền, có thể tự mua trà uống được không? Ánh mắt mấy gã kiểm tra an ninh sáng lên, lóe lên ánh mắt tham lam, ngay sau đó ngạo nghễ nói, trong thẻ có bao nhiêu tiền? Chúng tôi cũng không phải là đi xin cơm. Quay người lại, à, ở đây nhiều anh em như vậy, có phải mỗi người đều được hai cân lá trà không? Mắt hổ của thất hồn trừng lên một cái, đám người này, quả là không biết trời cao đất rộng, tấm thẻ này, Bao nhiêu người nhìn thấy đều phải quỳ xuống. Giang Hải lại dừng dưng nói, đó là tất nhiên, thích bao nhiêu lấy đi bấy nhiêu. Người tới tham dự mừng thọ hàng năm cũng không ít. Người ngu mà nhiều tiền cũng đã gặp qua không ít, Giang Hải lại như vậy, thật đúng cũng không thấy nhiều. Kiểm tra An Ninh nhận lấy tấm thẻ màu đen, cười khẩy nói, 100 triệu. Lan Kiều giật mình hít sâu một hơi, chẳng qua chỉ là mấy gã kiểm tra an ninh, lại to gan đến mức này lại dám trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy. 100 triệu, anh ta tiêu hết nổi sao? Được chứ, sắc mặt Giang Hải vẫn không thay đổi, từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười. Mấy tên kiểm tra an ninh ở xung quanh nhất thời hô hấp trở nên rồn rập, đây chính là 100 triệu. Cầm tấm thẻ màu đen trong tay, gã kiểm tra an ninh cảm giác lòng bàn tay của mình nặng chiếu, trong tấm thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Thật sao? Thật chứ? Rất nhanh, gã nhướng mày một cái, lòng tham nổi lên, cắn răng thầm nghĩ có phải là mình đòi ít quá rồi không? Sao gã này mặt không đổi sắc, tim cũng không đập mạnh, dáng vẻ ung dung như thần tiên, nhìn quả thực rất đáng hận, thế là gã lập tức nói. 200 triệu, thất hồn thêm lên một bước, các người. Giang Hải khoát tay, thì 200 triệu. Hô hấp của Lan Kiều cũng có chút gấp rút hơn, Giang Hải có bao nhiêu tiền? Coi tiền bạc như bụi đất sao? Không phải, ở trong mắt Giang Hải, tiền chẳng qua chỉ là một chuỗi con số. Nhìn tình huống trước mắt này thì ngay cả so với bụi đất cũng không đáng nhắc tới. Trên mặt những gã kiểm tra an ninh này cuối cùng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, tỏ ra có chút nịnh hót. 200 triệu, bọn họ cả đời này cũng không kiếm được nhiều như vậy. Không phải, mấy đời cũng không kiếm được nhiều như vậy, cũng không thấy được nhiều tiền như vậy. Vốn chỉ muốn hù dọa Giang Hải một chút, không ngờ gã ngốc này lại hào phóng như vậy người có nhiều tiền như vậy, đáng tiếc, lại là người ngu. Bớt đi 200 triệu, Giang Hải thu lại tấm thẻ màu đen, dơ dơ trên tay, tiền từ trong tấm thẻ này ra, mỗi một xu đều có ghi chép. Mặt gã kiểm tra an ninh lập tức biến sắc, lộ vẻ tức giận, anh nói cái gì? Lại còn muốn uy hiếp tôi? Không không, Lan Kiều đứng ở trước người Giang Hải, run rẩy nói, bạn tôi chẳng qua là đùa giỡn chút thôi. Phía trước mấy trăm thước, một đám người đang vây ở một chỗ nhốn nháo không ngừng thất hồn thấp giọng nói anh giang bọn khốn kiếp kia đúng là đang tự tìm chết mà tôi là một người làm ăn giang hải lại nhẹ giọng nói lan kiều nghe cũng thây đau tim nói chẳng qua chỉ là mấy gã kiểm tra an ninh thôi làm khó chúng ta cũng là muốn kiếm chút ít thôi tùy tiện cho một chút là được anh làm sao phải hai tôi nói rồi tôi là người làm ăn giang hải sải bước đi về phía trước quả nhiên là cửa lớn của nhà giàu, chỗ này cũng không biết có mấy cái cửa, mỗi chỗ kiểm tra an ninh đều phải lót tay thế này quả thực khiến cho người ta phiền lòng. Chỗ trước mặt này, chính là đang kiểm tra quà tặng. Muốn tặng quà chúc cho ông cụ Diệp, đều phải qua một loạt chuyện chướng mắt này mới có thể thông qua được. Người tới chúc thọ ông cụ Diệp, người nào cũng đều có thân phận cao quý, nhưng ở chỗ này tất cả đều phải xếp hàng. Năm sáu gã chuyên gia cẩn thận nghiêm túc nhìn mỗi một món đồ, sau đó tụ lại một chỗ bình luận. Những chuyên gia này đều là những người từng trải, bất kỳ người nào trong đó đều là các chuyên gia đồ cổ được mọi người ngưỡng mộ. Trước cửa Diệp ra lúc này, như một cái của hàng đang kiểm hàng nhập kho. Lại có một đội nữa lăng xăng đi tới, một gã trung niên hơi mập cùng với một cô gái mặc quần áo trắng đi ở phía trước, cầm theo một cái hộp màu đỏ dài, buộc đầy những dây màu đỏ, trong số đó có một cây sâm núi giả với những củ nhỏ mọc trăng chịt. Tuổi tác ông cụ Diệp đã cao, tuy thân thể cường tráng nhưng trung quy thì cũng đã đến lúc gần đất xa trời. Đối với ông cụ Diệp mà nói, lúc này cái gì có giá trị nhất, đó chính là thời gian. Nói chính xác hơn là sinh mệnh. Cây sâm này có thể kéo dài tuổi thọ. Cho dù có mắc phải bệnh nặng, cũng có thể kéo dài được mạng sống, không sợ Diêm Vương vội vã gọi đi. Cây sâm này chắc cũng phải nghìn năm tuổi rồi, hôm nay chính là bảo vật vô giá. Chương 85, thất hồn tức giận thật sự, mấy lão chuyên gia nhìn cây nhân sâm một cái đôi mắt đều sáng lên kích động khiến hai tay trở nên run rẩy loại sâm nghìn năm này trong đời có thể gặp mặt một lần đã là vô cùng may mắn rồi bưng lấy cái hộp cầm kính lúc ngắm một chút nhìn không chán mắt qua hồi lâu mới chuyển cho người tiếp theo thưởng thức nhưng ngay khi lão chuyên gia cuối cùng xem mặt lập tức biến sắc đột nhiên ồ lên một tiếng chợt đứng lên tay run run cúi người lại cẩn thận quan sát cái đầu giường như muốn chui luôn vào trong hộp. Tất cả mọi người như ngừng thở, nhất là gã trung niên hơi mập, thân hình như co lại, sắc mặt tái nhợt, vô cùng gấp gáp. Lão chuyên gia là có ý gì, làm mọi người rất khó hiểu. Tại sao lại thế này? Cuối cùng chuyên gia kia cũng lên tiếng. Sao thế? Những chuyên gia khác vội hỏi. Giả, dạ, là giả, dạ, buông kính lúc xuống, lão chuyên gia thất vọng lắc đầu liên tục. Giả, dạ người đàn ông trung niên vội tiến lên trước không thể nào đây chính là vật tổ truyền của nhà chúng tôi ông không được nói lung tung người chuyên gia thứ hai cũng tiến lên chăm chú nhìn một lúc lâu mới đứng dậy là giả thật không thể nào người trung niên kích động gầm thét bước chân lảo đảo như thể không tin được vào tai mình cô gái đứng ở sau lưng vội vàng đỡ lấy ông ta cha cha đừng kích động bọn họ nhất định là nói sai rồi nhất định là như vậy lão chuyên gia thứ ba cũng ngồi xuống giám định rất nhanh cũng đứng dậy cô gái tôi cũng rất muốn nó là thật đáng tiếc vật này là giả không nói đúng hơn là nửa thật nửa giả nửa thật nửa giả người trung niên lại thở phào một hơi thật thì là thật làm sao có thể nửa thật nửa giả vật tổ truyền của nhà tôi tuyệt đối là thật tất cả chuyên gia lại nhìn một lần nữa người đầu tiên nói là giả nhẹ nhàng vuốt sâu chính xác là nửa thật nửa giả. Chính là một cây sâm già, nhưng chỉ có một phần trong đó là thật. Nhân sâm này dùng keo của gạo nếp dính lại với nhau. Những thứ này ít nhất cũng mất 10 năm chuẩn bị. Có điều tay nghề làm giả tinh xảo tuyệt luân, sâm núi cũng có thể làm giả được, chưa bao giờ nghe qua. Ngay cả mấy người chúng tôi suýt chút nữa cũng bị lừa, nếu không phải là sai sót ở tuổi thọ của nhân sâm, sợ là chúng tôi cũng bị lừa rồi. Thân thể người dung niên mềm nhún, ngồi phịch xuống đất trong miệng nỉ non không thể nào tuyệt đối không thể nào đây là vật tổ truyền của nhà tôi bất kể là tổ truyền hay không phải tổ truyền giả chính là giả nhóm chuyên gia đồng loạt lắc đầu người trung niên đột nhiên giống như nổi điên chỉ vào nhóm chuyên gia gầm thét các người nói giả chính là giả sao làm sao chứng minh cái này là giả tôi thấy mấy người các ông đều là chuyên gia giả thì có càn rỡ một người thanh niên đứng ở bên cạnh áo mũ chỉnh tề, ánh mắt nhỏ dài tựa như rắn độc, tên mập mạp chết bầm kia, biết đây là đâu không? Dám gây chuyện ở đây, ông không muốn sống nữa sao? Sắc mặt người trung niên cực kỳ khó coi, tím bầm, khí thế lập tức huệ hoài. Đúng vậy, nơi này là nhà của ông cụ Diệp, dám gây chuyện ở đây chẳng khác nào đang đại náo điện Diêm Vương. Nhưng các người cũng không thể vô chứng vô cứ nói giả là giả được. Cô gái đỡ cha, khóc nức nở. Lúc này, Giang Hải mới nhìn rõ mặt của cô gái này, trong nháy mắt hơi sửng sốt một chút. Cô gái có ngoại hình thanh nhã, đôi mắt như một hồ nước trong vắt, khiến cho người ta nhìn thấy vừa thương hại vừa thấy đau lòng. Da trắng như tuyết, đôi môi mỏng trúng chím, giống như cánh hoa hồng chưa nở. Gương mặt của cô gái không thể chê vào đâu được, cũng không kém chút nào so với cố Uyển như. Điềm tĩnh dịu dàng, chạm đến những kỷ niệm êm đềm nằm sâu trong tim mỗi người giang hải nhìn về phía thất hồn người đàn ông trước giờ luôn máu lạnh lúc này ngón tay lại hơi run run qua giống giống như là cùng một khuôn đúc ra trước kia thất hồn từng có một người yêu tình đầu ý hợp nhưng bởi vì bảo vệ thất hồn khỏi bị lăng nhục mà chết vốn là một thất hồn vui vẻ hoạt bát cũng từ đó trở nên trầm mặc ít nói lãnh khóc vô tình mấy vị chuyên gia coi như có tính nhẫn nhịn cũng không tức giận dùng kính lúc lại nhìn lần nữa lắc đầu nói, bên trong cây sâm này rỗng ruột, chỉ có vỏ ngoài là đúng tuổi già thôi. Còn những sợi dâu sâm này, chính là được dán lên. Các chuyên gia giải thích cặn kẽ quá trình chế tác, mặt mũi người trung niên tím bầm, trước mắt tối sầm ngửa đầu ngã nhào xuống đất. Cha, cô gái không đỡ nổi, lảo đảo cùng nhau ngã xuống đất. Cha, cha sao rồi, đừng làm con sợ. Tiếng khóc xé lòng, tay chân cô gái luống cuống. Cả đám xung quanh lạnh nhạt xem náo nhiệt, thậm chí còn có người lên tiếng châm chọc dùng hàng giả chúc thọ diệp ra đúng là ý tưởng hay bị phát hiện ra lại dùng khổ nhục kế thật là buồn cười thứ người như vậy tôi gặp nhiều rồi cứ tưởng qua được cánh cửa này là có thể nhìn thấy ông cụ diệp sao ngoặc kép móc lửng người trung niên ngã sóng xoài nằm dưới đất không có động tĩnh gì cô gái gấp gáp ôm lấy cha mình khóc lớn than vãn miệng không ngừng khẩn cầu ai có thể cứu được cha của cô thất hồn một bước tiến lên trước, kéo cô gái qua một bên. Lửa giận công tâm, hít thở không thông, cô ôm chặt như vậy sẽ hại chết ông ấy đấy. Giang Hải nở nụ cười, quả nhiên không ngoài dự liệu, thất hồn lúc nào cũng lạnh như băng đã bắt đầu tan ra rồi. Bất kể thất hồn coi cô gái này là gì, là người yêu hay là bóng dáng người cũ, cũng không quan trọng. Vào giờ phút này, cô gái này chính là người chân quý nhất trong cuộc đời thất hồn, người trước đây vì cứu anh ta mà bỏ mạng thất hồn lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra một chút bột trắng bôi lên trên miệng người trung niên gấp gáp nói nước mang nước lại đây cô gái mất hết hồn vía ánh mắt hốt hoảng tìm kiếm ở trước mặt đám chuyên gia có để mấy chai nước suối nhưng lại bị ngăn lại đây là cho các chuyên gia uống loại dùng hàng giả lừa gạt này không xứng được uống người đâu lập tức đưa người này đi để ông ta chết tại đây thì xui xẻo lắm thanh niên mi mắt nhỏ dài vội ngăn cô gái lại lạnh lùng ra lệnh cho đám an ninh lôi người đi ầm um, ái ôi thất hồn đột nhiên ra tay nhảy lên đạp một phát gã thanh niên giống như túi vải bông thân thể cuộn tròn bay ra ngoài đụng vào tường ngã rầm xuống đất không nghe tiếng thở nữa thất hồn cầm lên một chai nước quỳ dạp xuống trước người đàn ông trung niên nhẹ nhàng cho uống hết thuốc chẳng ai ngờ được đột nhiên thất hồn lại ra tay nơi này chính là diệp Gia loại chuyện này chưa từng xảy ra ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy sao lại có người không muốn sống như vậy nhưng thất hồn chính là ngoại lệ vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn không coi gã thanh niên kia ra gì giờ phút này người anh ta quan tâm nhất chính là cô gái này tiếng khóc của cô gái khiến anh ta đau lòng thất hồn uốn cứu người đàn ông trung niên này là vì cô ấy hô cái thứ gì đây chết tiệt trong phút chốc tất cả mọi người ngây ngốc thở ra một hơi khí lạnh, lại nhìn thất hồn, giống như đang nhìn một người chết vậy. Không phải, thất hồn, người đàn ông trung niên, còn có cô gái này nữa, e là đều phải chết. Đám an ninh choáng váng, bọn họ phụ trách rượu võ dương oai ở đây, nhưng một đá kia của thất hồn, tiếng gió kèm theo cũng khiến cho đám người cứng đờ, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Thân thủ này, ai theo kịp được chứ? Lan Kiều trợn to mắt, mặt tái mét, miệng há hốc, chăm chú nhìn Thất Hồn. Lan Kiều vốn dĩ đang rất lo lắng lo Giang Hải sẽ gây họa. Như cô ta không thể ngờ được, Giang Hải không ra tay, ngược lại là Thất Hồn đột nhiên ra tay trước. Nói mấy lời bất kính còn có thể cứu vãn được, đằng này lại ra tay đánh người rồi. Chuyện này không cách nào cứu vãn nữa rồi. Đột nhiên xảy ra chuyện, không một ai kịp phản ứng. Gây họa rồi, Lan Kiều vội vàng kéo tay Giang Hải, muốn nói coi như không biết gì, đi nhanh lên tốt hơn là để thất hồn tự sinh tự diệt mình gây họa mình tự chịu trách nhiệm nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt của giang hải trong lòng lập tức trùng xuống sắc mặt giang hải vẫn bình tĩnh tựa như không nhìn thấy gã thanh niên vừa bị đạp bay ra trên mặt còn nở nụ cười thản nhiên cái vẻ mặt này lại mang theo vẻ tán thưởng vội cái gì gã đó đáng phải bị như vậy lan kiều vội la lên coi như anh nói đúng cũng không thể ra tay với người diệp ra ở chỗ này diệp ra chính là vương pháp giang hải khinh miệt cười một tiếng giang hải tôi làm việc chưa bao giờ hỏi đúng sai không xem quá trình không bằng lòng không cần giải thích bởi vì tôi luôn đúng tôi chính là trời lan kiều sửng sốt một chút trong lòng có chút lạnh giờ phút này ngay cả cô gái kia cũng sợ đến choáng váng mặt mũi trắng bệch như tờ giấy cặp mắt trống rỗng giúp tôi đỡ ông ta đẩy thất hồn quay đầu lại nhìn cô gái ánh mắt dịu dàng Cô gái vội vàng tới hỗ trợ, thất hồn thì đang điều khí cho người trung niên. Lại dám hành hung người diệp ra, bắt hết bọn họ lại. Một tên an ninh phản ứng đầu tiên, chỉ vào thất hồn nổi giận quát. Nhất thời, bốn phía có hơn 10 tên an ninh vào tới, có mấy người trên tay còn cầm vũ khí. Mặt mũi người đàn ông trung niên đang tím chuyển đỏ, thở ra mấy hơi rồn rập. Được đỡ ngồi dậy, mở mắt ra, mặt đầy mờ mịt. Đám an ninh đã tiến sát bên người. Thất hồn đứng dậy, ánh mắt sắc bén coi thường tất cả, hừ lạnh một tiếng, nếu không sợ chết, tới đây đi. Tiếng như sấm rền, thô bạo, mãnh liệt. Thiên hạ này, người làm việc cho đế vương tới bây giờ đều bá đạo như vậy. Chờ một chút, đám An Ninh đang muốn tiến lên, phía sau đám người vang lên một thanh âm lười biếng. Ánh mắt tất cả mọi người cùng nhìn về một phía. Diệp Kinh Lạc đang vỗ tay đi tới, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt tuyệt đẹp của Lan Kiều lan tiểu thư em lại khiến tôi phải đợi lâu rồi diệp kinh lạc đi tới bên cạnh chậm rãi đưa tay ra tôi là con trai diệp ra diệp kinh lạc chào anh lan kiều duỗi cánh tay của mình ra nhưng giang hải đột nhiên kéo cổ tay lan kiều lại lạnh như băng nói đừng quên cô là người của tôi không được tôi cho phép không ai có thể đụng đến cô cô ta vừa mới bị thất hồn làm cho sợ hãi khiến khuôn mặt trắng bệch nhất thời đỏ ửng lên giang hải đây là muốn tuyên thệ chủ quyền. Thế cố huyền như kia lại là thân phận gì? Tình cảnh hôm nay, thất hồn đắc tội với Diệp ra, lại còn là người của Giang Hải, Lan ra có thể tránh khỏi tai họa bị liên lụy tới không? Lan Kiều đừng im, bất kể là Diệp ra, hay là Giang Hải. Lan ra đều không thể đắc tội, Lan Kiều đứng giữa hai người rất là lúng túng. Là anh gửi thiệp mời cho Lan Kiều, Giang Hải lạnh giọng hỏi. Anh là Giang Hải, Diệp Kinh lạc nheo mắt lại, quan sát toàn thân của giang hải ngoại hình bình thường có thể nói không có điểm nào ưu tú cả đứng lẫn ở trong đám người rất khó phát hiện ra có gì đặc biệt một người như vậy lại là vị hôn phu của lan kiều còn là rể hờ của nhà cố uyển như hai loại quan hệ này thật không bình thường đủ khiến cho người ta kinh ngạc con cóc ghẻ này quá tầm thường cô gái như lan kiều anh ta không xứng có được cố uyển như đâu diệp kinh lạc nhìn bốn phía sắc mặt nhất thời trầm xuống. Giang Hải lại cầm tấm thiệp mời của Cố Uyển như mà tới. Xoay người, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn người đàn ông trung niên vừa mới tỉnh lại. Lôi ba người này ra ngoài. Chờ một chút, Lan Kiều vội la lên. Vừa nói xong, Lan Kiều đã thấy có chút không ổn, lúc này mình mà dây vào thật không sáng suốt. Nếu Lan Kiều mở miệng, coi như đại biểu cho lập trường của Lan gia. Chương 86, Ngài Lục Nhị không có thuốc chữa hối hận, Lan Kiều chỉ có thể nhắm mắt nói, anh Diệp, bạn tôi cũng vì nóng lòng muốn cứu người, anh xem như thế này có được không, tiền thuốc thang của người thanh niên kia chúng tôi lo hết, Diệp ra nếu muốn bồi thường thêm gì nữa chỉ cần chúng tôi có thể đáp ứng chúng tôi sẽ làm, anh cần gì cứ nói đi. Ồ, nụ cười của Diệp Kinh Lạc cứng đơ ở trên mặt, ánh mắt nhìn Lan Kiều rất là thô bỉ. Được, Diệp Kinh Lạc xì một tiếng, rồi cười nói. Không ngờ, người đẹp như Lan Tiểu Thư đây, tấm lòng cũng thật là đẹp. Nếu em đã xin tha thứ, tôi đương nhiên phải nghe lời người đẹp rồi. Tôi muốn mời Lan tiểu thư cùng đi ăn tối. Em, không từ chối tôi chứ? Bốn phía xung quanh, không ít người hiểu ý đều cười lên một tiếng, ý của Diệp Kinh Lạc đã nói thẳng, cô phải đối xử tốt với tôi mới được. Gò má của Lan Kiều đỏ lên, người thông minh như cô làm sao có thể nghe không hiểu. Nhưng lúc này, Lan Kiều không có lựa chọn nào khác. Nếu như không nể mặt mà từ chối, không chỉ không cứu được hai người Giang Hải, còn liên lụy đến cả Lan gia. Ngay sau đó, Diệp Kinh Lạc duỗi tay ra làm một động tác mời, "Lan tiểu thư, mời vào bên trong." Nhưng người này không thể vào. Diệp Kinh Lạc chỉ thẳng Giang Hải. Giang Hải nói, "Anh Diệp, mừng thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp, chẳng lẽ lại đi đuổi khách ở ngoài cửa sao?" Diệp Kinh Lạc cười, "Những người khác đều có thể vào, anh thì không được." ánh mắt Diệp kinh lạc, lộ ra sát ý nhàn nhạt. Diễm phúc của Giang Hải, khiến cho gã ghen tị. Thất hồn hành hung người Diệp ra, sao có thể tha thứ được? Chẳng qua là vì muốn tạo hình tượng đẹp trước mặt Lan Kiều, lại bị nhiều người nhìn vào như vậy, nên cố tỏ ra là người độ lượng mà thôi. Người có thể khiến tôi phải nghe lời rời đi, còn chưa có sinh ra, Diệp ra. Giang Hải còn chưa dứt lời, cách đó không xa ở phía sau lưng vang lên một giọng nói. Anh Diệp, có thể cho tôi một chút thể diện không? Giọng nói như chuông đồng, trung khí sung mãn. Một người thanh niên đi giày lính, cả người rất hiên ngang, tiếng giày lanh lãnh chậm rãi bước tới. Thân hình cao ngất, như một ngọn núi sừng sững. Gương mặt cương nghị, Giang Hải xoay người lại, ánh mắt sững lại một cái, người thanh niên này lại cho Giang Hải một loại cảm giác nguy hiểm. Càng lại gần, khí tức lãnh khốc giống như thiên quân vạn mã đập vào mặt mọi người xung quanh xì xào bàn tán vội vàng suy đoán thân phận của người thanh niên này khí thế mạnh như thế này người bình thường không thể có được ngài lục nhị sắc mặt của diệp kinh lạc trong nháy mắt trở nên hết sức cung kính thân phận của người thanh niên này đủ để đứng ngang cùng với ông cụ diệp bước lên một bước nghênh đón diệp kinh lạc cúi đầu nói thật không ngờ ngài lục nhị lại có thể quá bước tới diệp ra mời vào bên trong ngơ ra đấy làm gì tránh ra mọi người lập tức đứng giặt ra hai bên nhường ra một lối đi rộng rãi nhìn về phía ngài lục nhị nụ cười mang đầy vẻ nịnh bợ bộ dáng nịnh hót của diệp kinh lạc như một con chó cũng không khiến cho người khác nhìn mà chán ghét ngược lại khiến cho đám người chung quanh cực kỳ kinh ngạc ngài lục nhị a à, tôi biết rồi anh ta chính là im miệng thân phận của người này cũng có thể đem ra bàn luận sao thật không ngờ ngài lục nhị vậy mà lại xuất hiện ở diệp ra như vậy nói, quan hệ của ngài Lục Nhị và ông Cụ Diệp là khá tốt. Nếu như có may mắn ngồi cùng bàn với ngài Lục Nhị. Nằm mơ đấy à, anh cũng xứng ngồi cùng bàn với ngài Lục Nhị, trừ phi anh được xếp vào vị trí trước chín. Không phải trước 10 là có thể ngồi cùng bàn với ông Cụ Diệp sao? Anh có bị ngu không? Ngài Lục Nhị tới, dĩ nhiên là đã có một vị trí rồi. Ngài Lục Nhị trao đổi ánh mắt với Giang Hải, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên lục nhị tên gọi này chỉ ở một nơi mới dùng chính là nhà họ vương ở thiên lương không có tên chỉ có số thứ tự giang hải thật sự cũng không ngờ lại gặp được người này ở đây anh diệp tôi có thể đưa ra một yêu cầu không diệp kinh lạc sao có thể từ chối được vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngài lục nhị quen biết giang hải sao không quen biết câu trả lời của anh ta khiến cho tất cả mọi người sửng sốt chẳng lẽ không biết thì không thể nói chuyện cùng nhau còn chưa vào tới cửa đã thấy Diệp ra rất nhiều quy tắc, không biết việc này có phải cũng là quy tắc của Diệp ra không? Diệp kinh lạc sửng sốt một chút, lời này là có ý gì? Bới lông tìm vết sao? Anh ta có ý kiến gì với Diệp ra sao? Hay là mấy gã vô dụng kia làm cho ngài lục nhị khó chịu rồi? Hay là người nào đó có mắt không chồng lại đi đắc tội với anh ta? Không không không, ngài lục nhị, Diệp ra bình thường cũng không có nhiều quy tắc như vậy nhất định là có người nào đó ăn nói lung tung rồi diệp kinh lạc vội vàng giải thích lục nhị lại nói tôi đang có chuyện cần tìm ông cụ diệp anh dẫn đường cho tôi được chứ không vấn đề gì ngài lục nhị mời đi bên này diệp kinh lạc cung kính dẫn đường nhưng anh ta lại chưa cất bước ngày mà quay lại nhìn giang hải khóe miệng diệp kinh lạc giật giật một cái thầm nói giang hải đúng là hôm nay ra đường đạp nhầm phân chó rồi cũng không biết sao lại đắc tội với ngài lục nhị này Diệp Kinh lạc dần dần đi xa, mọi người đều đưa mắt nhìn theo. Lan Kiều thở dài một cái, cửa ải này tạm thời coi như là qua rồi. Giang Hải, hay là chúng ta về đi? Lan Kiều đang muốn bỏ cuộc. Cô cũng không muốn lại nhìn Giang Hải đứng bên bờ tử vong, tiếp tục dò xét. Giang Hải tuyệt đối không phải tới đây để chúc thọ ông cụ Diệp, càng không phải là tới nơi này tìm kiếm cơ hội. Anh chính là tới để gây chuyện. Giang Hải vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía thất hồn anh ta đang nói chuyện cùng cô gái kia cô gái tên là lâm đan cha cô ta là lâm viên hàn doanh nghiệp của gia đình hôm nay đã xa suốt lần này tới diệp gia trúc thọ cũng không nhận được thư mời mà là muốn tiếp cận ông cụ diệp tìm kiếm trợ giúp nếu như không có người trợ giúp tập đoàn lâm thị sợ là không trụ nổi qua năm nay gốc nhân sâm này là vật gia truyền không ngờ lại là hàng giả mặt mũi lâm viên hàn đờ đẫn vô tri vô giác cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, một gã nhà giàu cười cười tiến lên, rất trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ. Mấy chuyên gia mở ra liếc nhìn, mỉm cười gật đầu. Người này mang theo một tiểu minh tinh mặt rắn cầm nhọn, ánh mắt nhìn xuống lâm viên hàn ở bên dưới, mũi hếch lên trời tỏ vẻ đắc ý. Vừa rồi, gã ta cũng đã nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra. Thấy dánh vẻ của lâm viên hàn đờ đẫn thật đáng thương, Cười ha ha, cố làm ra vẻ kinh ngạc. Ôi, đây không phải là ông Lâm sao? Ông cũng tới chúc thọ ông cụ Diệp à? Chẳng lẽ mang theo cả bảo vật ra truyền đến chúc thọ? Ơ, ờ, không đúng nha, sao nhìn cái mặt ông cứ như như cha mẹ vừa mới chết vậy, không giống người đi chúc thọ chút nào, chẳng lẽ cây sâm mà ông đem tới là hàng giả? Mới chỉ thấy con cái lừa cha chứ chưa thấy ông cha nào lừa con cháu cả nha về nhà đào mộ tổ tiên lên đốt đi rồi đến nhận tôi là ông nội cho rồi, ít nhất thì tôi không hề dùng hàng giả lừa bịp như họ. Xem ra tập đoàn Lâm thì cũng không xong rồi, một hào phú như ông cũng chưa có nghèo quá mà trở thành người lang thang nhé. Gã ta vỗ đùi một cái, lắc đầu lia lịa, cái này không được, tuyệt đối không được. Cô con gái này của ông, tùy tiện bán đi cũng đủ tiền để nuôi cho ông béo mập ra. Gã nhà giàu này tên là Phúc Kim, đấu đá và cạnh tranh với tập đoàn lâm thị đã nhiều năm nay hai doanh nghiệp này trước giờ luôn ở thế như nước với lửa lâm viên hàn chậm rãi ngẩng đầu cặp mắt tức giận nổi đầy tiêm máu phúc kim cậu yên tâm tôi cho dù có phải chết nghèo cũng không cúi đầu trước các người hơn nữa cho dù chết tôi cũng phải kéo theo một ít bọn đê tiện xúc sinh cùng chết theo nghe những lời này phúc kim liên tục cười khẩy ôm cô nàng đi cùng tiến lên phía trước bây giờ tập đoàn lâm thị cùng đường rồi nguồn vốn đã bị đứt đoạn ông nói cho tôi ngơ ông lấy cái gì để tranh đấu với tôi sau đó anh ta nhìn về phía lâm đan mặt đầy dâm tà đứa con gái này của ông cũng được đấy ha ha tôi muốn cô ta hư khốn kiếp lâm đan giận quá quát lên một câu khuôn mặt tức giận đỏ ửng lên tôi lại thích cái kiểu bướng bỉnh không nghe lời này lắm phúc kim mặt mũi hung ác cô em bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn thứ nhất, tập đoàn Lâm Thị chờ phá sản, tôi cũng không ngại nói trước cho cô biết, tôi đã âm thầm mua không ít cổ phần của Lâm Thị. Giờ cha con cô chỉ là một cổ đồng nhỏ, chẳng qua là đang giúp tôi điều hành công ty mà thôi. Thứ hai, cô hầu hạ tôi hai năm, tôi sẽ tha cho cha cô một con đường sống. Hai năm sau, khi tôi đã chơi chán, cô cũng bị chơi nát rồi, tôi sẽ buông tha cho cô. Thế nào, có đồng ý không? Tên súc sinh này, mày cứ chờ đó. Lâm Viên Hàn tức giận không kềm chế được, lảo đảo hai bước suýt nữa lại ngã xuống đất. Tôi trở về khách sạn chờ con gái của ông đấy. Như vậy đi, tôi lại cho ông mượn thêm 20 triệu, giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, ông thấy như thế nào? Sắc mặt gã ta nghiêm lại, đừng có không biết điều, 20 triệu đã không ít rồi, tôi còn cho ông một cơ hội được làm cha vợ tôi, còn muốn gì nữa? Đủ rồi, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Người nói chính là thất hồn chàng trai rất thích làm việc nghĩa đúng không phúc kim hừ lạnh nhưng ánh mắt lại lộ vẻ khiếp sợ chậm rãi lui về phía sau hai bước thất hồn còn dám đánh nhân viên an ninh của diệp ra quan trọng nhất là đánh xong cũng chẳng có việc gì dùng đồ giả tới diệp ra để tìm cơ hội sao không tự soi mặt vào bãi nước tiểu mà xem mắt chó của mày mù rồi à đúng là chán sống rồi nói xong phúc kim đứng ở một bên miệng vẫn mắng không ngừng khí thế trên người thất hồn khiến người khác sợ mất hồn vía, không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Lâm Viên Hàn tức giận cắn răng, ngay sau đó lại nặng nề than thở. Trong nháy mắt, tựa hồ như già thêm hai ba chục tuổi, giống như một ông lão đã gần đến lúc xuống mồ, nói tiếng cảm ơn với thất hồn xong, bỗng nhiên xoay người, bóng người cô độc hưu quạnh chậm rãi rời đi. Lâm Đan trịnh trọng cúi người, nước mắt rưng rưng nói cảm ơn anh. Nói xong cũng chạy theo Lâm Viên Hàn. Mới vừa chạy được một bước, cánh tay lại bị giữ lại. Thất Hồn nhìn về phía Giang Hải, mà Giang Hải lại làm động tác như muốn bảo Thất Hồn hãy làm theo tôi, nụ cười nhàn nhạt, kéo Lan Kiều đang đứng một bên vào trong ngực, nháy mắt mấy cái. Thất Hồn sững sốt một chút, xấu hổ lập tức buông tay. Anh ta không thể mặt dày như Giang Hải. Giang Hải thất vọng, có gì phải ngượng ngùng chứ, Thất Hồn có ơn cứu mạng đối với cô ấy. Cả người Lan Kiều cứng đờ đầu óc trống rỗng, trận to cặp mắt hô hấp nặng nề, tựa vào vai Giang Hải, rõ ràng ngửi được mùi đàn ông trên người Giang Hải. Giang Hải, đây, đây là lựa chọn mình sao? Trước đây, cho dù cô ta có cởi hết đồ ra thì Giang Hải cũng không đụng vào lấy một cái, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Lan Kiều nghĩ nhiều quá rồi, trong lòng vẫn đang còn rung động, Giang Hải đã đẩy cô ta ra. Thất hồn cúi thấp đầu, nhìn chăm chú mũi giày của Lâm Đan, không vào sao lâm đan ngượng ngùng rũ mắt liếc nhìn lâm viên hàn chậm rãi lắc đầu cô biết chỉ có vào được trong diệp ra mới có một chút hy vọng nhưng nhân sâm là hàng giả coi như vào được cũng không có ích gì không có xếp hạng cao thì không thể gặp được ông cụ diệp không có quà thì không ai đồng ý giúp ông ta cả thất hồn lại nhìn về phía giang hải giang hải gật đầu nếu đã thích người ta thì nên theo đuổi thất hồn cũng nên mở lòng ra giang hải hiểu Hiểu được cái loại cảm giác mà trong lòng có người mà mình thương nhớ nhưng lại không gặp được. Điểm khác chính là người trong lòng của Giang Hải là người là sống, cũng tìm được rồi. Mà người đó của thất hồn, vĩnh viễn không trở về nữa. Chương 87, có sự thay đổi. Từ từ đã, thất hồn chạy nhanh theo, đứng ở trước mặt Lâm Viên Hàn. Tôi có thể giúp hai người vào. Lâm Viên Hàn chậm chạp lắc đầu, đôi mắt đã trở nên mông lung rồi. Tập đoàn Lâm thị xem ra sẽ bại trên tay ông ta rồi. Thất hồn lại nói, tôi còn có thể giúp ông được ngồi cùng bàn với ông cụ Diệp. Đôi mắt của Lâm Viên Hàn sáng rực lên, nhưng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Không dễ dàng thế đâu, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu, tấm lòng của cậu tôi xin nhận. Ông cụ Diệp có gì mà chưa từng thấy chứ, những người chúc thọ ông ấy người nào không phải là những người thông minh nhưng lại khiêm tốn chứ. Hơn nữa hơn nữa ân tình này lâm ra không thể trả nổi không cần phải trả giang hải bước tới không cần trả hư lâm viên hàn sửng sốt lâm đan cũng sửng sốt thất hồn nhìn lâm đan một cách kiên định ánh mắt dịu dàng yêu thương lâm viên hàn sửng sờ sau đó lập tức kéo lâm đan về phía sau mình mấy người muốn làm gì thất hồn vội vàng nói ông lâm ông hiểu lầm rồi tôi chỉ muốn làm bạn với cô mạnh mà thôi giang hải gật đầu chính là đơn giản như thế bạn bè về phần là bạn gì có thể đi được tới đâu thì phải xem thất hồn có bản lĩnh thế nào thôi không xin cảm ơn ý tốt của mọi người có thể nhìn thấy thất hồn ưng ý lâm đan ánh mắt kia cũng đủ thẳng thắn rồi làm một người cha lâm viên hàn thả đóng cửa doanh nghiệp của gia tộc còn hơn là phải đánh đổi bằng hạnh phúc của con gái mình cha lâm đan xấu hổ cúi thấp đầu con đồng ý giang hải cười nhạt thất hồn đỏ mặt, Lan Kiều bất lực lắc đầu. Lâm Viên Hàn lại rất kinh ngạc. Cha, chúng ta nợ trước, đợi công ty hồi phục rồi chúng ta sẽ trả lại sau. Lâm Đan nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó, nhìn thất hồn với ánh mắt giò xét. Cô đúng là một cô gái thông minh, tài giỏi, biết cách tận dụng các tình huống. Lúc này, cho dù cô nói lấy không trả thì thất hồn cũng sẽ chẳng có chút do dự nào. Có người cha nào mà không hiểu con gái mình chứ? mẹ của lâm đan mất sớm lâm viên hàn rất hiểu con gái mình việc này có thể hiểu là con bé không ghét thất hồn giang hải lấy một cái hộp vuông nhỏ đưa vào tay thất hồn sau đó làm một vài động tác tay kỳ quái ý của giang hải là nếu không ôm được mỹ nhân về thì đừng quay về tìm tôi nhưng gì giang hải có thể giúp cũng chỉ có nhiêu đó thôi thất hồn ngây ngốc một lúc nhìn bóng lưng của giang hải đôi mắt kiên quyết dần dần xuất hiện thứ này không phải vật bình thường, vì mình mà Giang Hải lại lấy ra vật quý giá như thế. Bút tích viết tay của người say rượu lần trước là đan dược được luyện chế theo bí pháp, vật này không phải vật bình thường. Mặc dù không thể giúp người chết sống lại, nhưng có thể giữ được tính mạng của người hấp hối mấy ngày không chết. Nếu sử dụng thứ đồ này trên người ông cụ Diệp thì ít nhất cũng có thể khiến ông ấy sống thêm được 5 năm nữa. Đồ vật được đưa vào tay lâm đan, thứ này là bảo vật vô giá ít nhất có thể tiến vào hạng 3. a à, lâm đan há to miệng, kinh ngạc không nói nên lời. Ánh mắt hơi hoài nghi. Thật sao, lâm viên hàn rất chi là kích động. Nếu như vật này thật sự là bảo vật vô giá thì việc đứng đầu bảng danh sách những món quà chúc thọ cũng là điều rất có khả năng. Quay về bên cạnh Giang Hải, thất hồn khẽ nói cảm ơn anh. Giang Hải âm thầm mắng một câu không có tiền đồ, đồ vật quý giá ấy tặng đi rồi, thế mà cũng chẳng xin được lấy cái số điện thoại làm sao, còn chờ con gái nhà người ta tự mình chủ động nữa à? Cậu còn bao lâu nữa? Không tới một năm, thất hồn tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, nhưng mà tôi sẽ không đi. Đế vương chỉ là một tổ chức, sau 5 năm cống hiến sẽ có một cơ hội lựa chọn, hoặc là đi hoặc là ở. Không theo đuổi được, thì cút cho tôi. Ở một nơi khác, Lâm Viên Hàn lo lắng trong lòng đặt chiếc hộp vuông nhỏ trước mặt một vài chuyên gia. Cẩn thận như thể cầm trên tay là một miếng đậu phụ, chỉ cần rung nhẹ một cái thì có thể vỡ vụn ra vậy. Sắc mặt của một người chuyên gia cổ quái, rất chi là hoài nghi Lâm Viên Hàn lại lấy một thứ hàng giả hoặc đồ rách nát nào ra. Mở chiếc hộp vuông nhỏ ra, các chuyên gia liền ngửi thấy một mùi thơm, không tự chủ mà hít lấy vài hơi. Thuốc, thuốc viên à, đây là những chuyên gia về di tích văn hóa và cổ vật, họ nào hiểu về thuốc chứ? Cho dù có hiểu thì cũng chỉ là một số thứ bên ngoài, cơ bản mà thôi, thứ của lão say rượu kia thì có mấy người có thể hiểu được giá trị chứ? Đây, đây là thứ gì đây? Chuyên gia hỏi. Tôi, tôi cũng không rõ. Lâm Viên Hàn có chút ngại ngùng. Lâm Đan lên tiếng, người kia, người kia nói là thứ có thể tiến vào top 3. Giờ Lâm Đan mới nhớ ra, thế mà mình vẫn không biết tên của người thanh niên kia. Top 3 ư, sắc mặt chuyên gia có chút khinh thường, mùi hương bên trên là hương liệu à. Nói rồi ông ta giơ tay muốn chạm vào, muốn lấy một chút để nghiên cứu chi tiết hơn. đừng động vào. Lâm Viên Hàn lập tức ngăn lại. mặc dù có chút hoài nghi ở trong lòng, nhưng thất hồn chẳng có lý do gì mà đưa vật vô dụng cho mình cả. thật sự nếu là vật vô giá, nhỡ làm hư rồi thì làm sao mà đền được? mấy người không hiểu thì tìm người hiểu tới để xem. nói xong câu này thì Lâm Viên Hàn cầm cái hộp vuông nhỏ lên, xem như bảo bối ôm trong lòng bàn tay, làm cho mấy người chuyên gia sửng sốt nhìn. Phúc Kim nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vuông, cong môi cười, thứ nho nhỏ này cũng có thể tiến vào top 3 được ư. Lẽ nào tập đoàn Lâm Thị sắp xong đời rồi à, những lời ngớ ngẩn ngốc nghếch như thế mà ông cũng tin. Cô nàng đi cùng gã vặn vẹo cơ thể trong vòng tay của Phúc Kim, cơ thể cọ sát vào cơ thể to đùng của Phúc Kim, đúng thế, một người vô tình gặp được ở trên đường phố sẽ đưa cho ông một bảo vật vô giá ư, chỉ có quỷ mới tin. Cái này nếu có thể tiến vào top 3 thì những đồ vật của những người chúng tôi không phải là đứng thứ nhất ư? Ừ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Đan đỏ lên. Không thể không thừa nhận, Phúc Kim nói không sai, nên lại không thể không nghi ngờ lời nói của thất hồn một lần nữa. Lâm Viên Hàn cắn răng, mặc kệ, đồ cũng đã đưa ra rồi, làm sao cũng không được yếu thế. Tôi tin, cậu quản được à? Sau đó, lại nói với chuyên gia, đây là thuốc tìm một chuyên gia về cái này xem xét một chút không phải là biết rồi À? Đúng là có người, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Tôi thấy thật sự là điên rồ, vừa mới rồi còn muốn sống muốn chết. Những người xung quanh bàn tán ẩm ý, đều không nghĩ thứ ở trong cái hộp nhỏ kia là thứ quý giá gì. Lời nói của mọi người, đương nhiên là thất hồn đều nghe thấy, nhưng mà anh vẫn không nhúc nhích. Giang Hải nói, còn không đi bảo vệ cho người phụ nữ của cậu đi à, Đúng là đồ đầu gỗ, ngốc à. Thất hồn xoay người bước đi, đứng bên cạnh Lâm Đan. Top 3, là tôi nói, Thất hồn lạnh lùng nói, ai không phục thì đứng ra đây. Sau đó, chẳng có người nào dám làm nhảm thêm câu nào nữa. Tiến về phía trước một bước chính là đi chết đó, để Thất hồn đá một phát bay ra thì đến chỗ để kêu khóc cũng chẳng có đâu. Thằng nhóc này là một người điên, chỉ một lời không hợp sẽ ra tay đánh người luôn. Top 3 tôi lại cũng xem thử. Lúc này, có một ông già tóc bạc trắng, da rẻ hồng hào từ phía xa bước tới, cả người mặc quần áo trắng, nhìn có chút bụi bặm. Ông Hắc, trong đám người lập tức có người đứng lên chào hỏi. Ông Hắc, ông Hắc nào? Ở phương đông này có thể có mấy ông Hắc chứ? Còn không phải là ông Hắc đã tạo nên được kỳ tích đỉnh cao của y học, được mệnh danh là Lão Y Tiên Ư. Trời ơi, thì ra là ông ấy. Diệp ra quả nhiên là rất phi thường, những người tới đây chẳng có người nào là đơn giản. Các người thì biết gì, Lão Y Tiên sẽ ở lại thành phố Hải Hà một thời gian. Nghe nói là để điều dưỡng sức khỏe cho ông cụ Diệp. Chúng ta xem, muốn lọt vào top 10, không có khả năng đó, lẽ nào muốn chúng ta tranh giành vị trí với những đại ca xã hội đen kia à? Tôi thấy cuộc sống quá mệt mỏi rồi. Ông Hắc gật đầu khách sáo chào mọi người, thái độ ấm áp không hề kiêu ngạo. Hai người bạn này, có thể cho tôi xem đồ của hai người được không? Lâm Viên Hàn lấy cái hộp vuông nhỏ ra xem, ông Hắc, mời ông xem. Nếu như ông Hắc cũng không có tư cách xem thì Lâm Viên Hàn chỉ có thể xoay người rời đi mà thôi. Ông Hắc gật đầu, đặt chiếc hộp lên trên bàn, từ từ mở ra. Một luồng hương thơm tỏa ra, vẻ mặt ông Hắc hơi ngưng động, đôi đồng tử co rút lại như cây kim trong chốc lát. Hít, hít một ngụm khí lạnh, ông Hắc nhanh chóng đậy nắp hộp lại quay mạnh người lại, hai mắt trợn tròn, nói, ông lấy được thứ này từ đâu? Làm sao ông Lai có thể có thứ đồ tốt như thế chứ? Bảo vật vô giá, bảo vật vô giá đó. Đời này vẫn còn có thể nhìn thấy nó một lần, có chết tôi cũng yên tâm nhắm mắt rồi. Sao không trả lời tôi? Nói đi, ông lấy nó từ đâu thế? Ông hắc dường như phát điên rồi, nói một chàng như súng liên thanh, ép về phía Lâm Viên Hàn từng bước một. Lâm Viên Hàn bị dọa sợ rồi, tình huống gì đây? Nhân sâm là hàng giả, thuốc ở trong cái hộp này lẽ nào là đồ ăn cắp ư? Vì sao ông Hắc lại kích động như thế? Như ném một viên đá khuấy động cả hồ nước tạo ra vô số làn sóng, tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm cái hộp vuông nhỏ kia, trong ánh mắt nhiều người đã lóe lên tia sáng tham lam rồi. Ông Hắc nói là bảo vật vô giá, chắc chắn là không sai được. Những người bảo vệ ở xung quanh, toàn bộ đều vây quanh không một tiếng động thất hồn lắc người một cái, đã đứng che trước mặt hai cha con Lâm Viên Hàn. Làm sao? Ông ấy không thể có, lẽ nào ông thì có thể có nó rồi. Sắc mặt ông hắc đỏ lên. Cậu, cậu, đồ này là của cậu. Thất hồn hừ lạnh, ông có ý kiến à? Giết, giết, giết. Ông hắc kích động nên nói năng không được lưu loát, chỉ tay vào thất hồn, ngón tay run run. Giang Hải nhíu chặt mày, thất hồn mang theo sắc mặt lạnh lùng. Từ khi Thất Hồn đạp bay một người bảo vệ thì những người bảo vệ này đã không nhẫn nại được từ lâu rồi. Thằng nhóc, đi chết đi. Tại mày đen đủi thôi, ông Hắc muốn mày chết vào canh ba thì ai cũng không dám để cho mày sống tới canh năm được. Đã ngứa mắt mày từ lâu rồi. Mệnh lệnh của ông Hắc vừa được đưa ra thì bọn họ đồng loạt xông về phía Thất Hồn. Phút, A h h Bùm. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thất Hồn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những người bảo vệ kia thì bị bay ra ngoài từng người một. Ông Hắc gấp gáp vội giơ cái chân già, đưa cái eo già ra phía trước. Cậu đã gặp Tử Quỷ lúc nào? Tôi muốn nói là từng gặp Tử Quỷ lúc nào. Câu nói này cuối cùng cũng có thể nói ra được, ông Hắc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dậm chân một cái, ai bảo các người ra tay? Sắc mặt tất cả mọi người đều rất cổ quái, cả người lạnh dựng tóc gáy lên. Không phải là ông kêu gào muốn giết sao? ở trước mặt nói chuyện như súng thần công, tiếng mắng nhiếc xỉ vả như súng bắn nước, tất cả đều liên miên không dứt. Ai mà biết được ông lại nói lắp như thế chứ? Những người bảo vệ bị bay ra ngoài khóc luôn. Cũng không biết là tại vì đau hay vì tuổi thân nữa. Không phải là trò đùa, ông nói giết thì ông đây mới lên chứ. Đợi bị đánh rồi thì mới thuận giọng nói ra, thế không phải là chơi chết người ta à. Giang Hải giật giật khóe miệng, thở hồn ha hồn hền, cái người ngu ngốc này, cũng có chút quá đáng rồi. Chuyện gì đây? Ở phía xa, có một đám người bước nhanh tới. Nhìn thấy bảy tám người bảo vệ nằm trên mặt đất thì tức giận ngập trời. Ai làm đây? Dám gây chuyện ở Diệp ra, chán sống rồi à? Quét mắt nhìn một lượt nhưng không có ai quan tâm cả. Tôi hỏi lại lần nữa, ai làm đây? Chủ động đứng ra thì tôi sẽ cho người đó được chết toàn thây đối với thất hồn mà nói thì những người này chẳng qua chỉ là gà chó ngu ngốc mà thôi. Vừa mới định lên tiếng thì ông Hắc lại bắt đầu nói lắp. Đừng, đừng, đừng. Là tôi nói, nói, nói. Càng kích động thì lại càng lắp bắp, rất nhiều người đổ mồ hôi chán, thật sự là lo lắng thay cho ông già này. mươi 88, người có tiếng. Ông Hắc, ông đừng vội, cứ từ từ nói, một người bước lên, cúi người nói. Nói mãi mà mới nói có vài chữ thôi, tự bản thân ông Hắc cũng phiền lắm rồi, đến cả nói chuyện còn khoa tay múa chân để ra dấu, cút cút cút. Lần này đại khái là có thể nghe hiểu được, nghe nói có người gây chuyện, vừa mới đuổi tới nơi đông người này nào biết được là chuyện gì chứ. Ra dấu tay ngang dọc nhìn bảy tám người kia, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Cút. Lần này chỉ có một chữ, nên mọi người hiểu được ngay lập tức. Hít hai hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực cho thuận khí. Thế này mới có thể bình tĩnh lại được. Chỉ vào những người bảo vệ đang nằm bẹp dưới đất không thể đứng dậy được kia nói, "Đưa, đưa đi." Đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh khiến lòng người run rẩy. Ông Hắc nhìn chằm chằm thất hồn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Tử quỷ ở đâu rồi?" "Không biết." Thất hồn nhẹ nhàng nói, "Nếu là đồ vật của ông ta, xếp hạng cao tự nhiên cũng không phải là vấn đề gì." Ông Hắc cuối cùng cũng nói được một cách lưu loát thứ này tới rất chi là đúng lúc, có thể để tôi đưa đi bây giờ luôn được không? Giọng nói lại trở nên hài hòa thân thiện hơn, hỏi một cách cực kỳ khách sáo. Thất hồn nhìn Lâm Đan bị dọa ngốc rồi nói, tôi đã tặng cho cô ấy rồi, cô ấy quyết định. Hai người, là, ông Hắc đánh giá hai người. Là bạn, bạn bè bình thường, thất hồn lại nói. Ông Hắc suýt chút nữa thì không nói ra được bị sặc nước bọt mà chết. Thuốc được luyện chế theo phương pháp của tử quỷ, có thể tặng cho một người bạn bình thường được sao? Không thể không biết, nếu nói ra giá trị của loại thuốc này, không biết có bao nhiêu người sẵn sàng đổi vợ đổi con để lấy được. Thật sự chỉ là một người bạn bình thường thôi ư? Ai mà tin được chứ? Sắc mặt Lâm Viên Hàn hơi xấu, liếc mắt nhìn những người bảo vệ ở phía gần đó. Lúc này, Lan Kiều bước lên phía trước, rất chi là cung kính chào hỏi ông Hắc và nói ra tên của nhà mình. Thứ này là bạn của tôi tặng cho ông Lâm. Ông Lâm muốn dùng thứ này để đổi một cơ hội. Ông Hắc nói, cơ hội gì, không cần tìm lão già chết tiệt kia, tìm tôi là được rồi. Đồng ý nhanh như thế. Không ai dám nghi ngờ lời nói của ông Hắc, trên mảnh đất phương Đông này, vẫn không có mấy người không dám nể mặt mũi của ông Hắc. Ai mà chẳng có lúc bị bệnh chứ, ông Hắc tồn tại như lão tổ tổng của mọi nhà. Lâm Viên Hàn vui mừng, kinh ngạc, lập tức nói, tôi muốn kêu gọi một chút đầu tư, còn có đừng nói nhiều lời đưa đồ cho tôi trước đi nói xong thì quay người chỉ vào một người đứng ở gần đó gì nhỉ người kia cậu lại đây ông ta có yêu cầu gì giao cho cậu xử lý không ai không tin lời nói của ông hắc nhưng thất hồn vẫn chặn đường ông ta để đồ lại khi nào làm xong rồi mới được đưa đi cậu ông hắc sửng sốt ông ta đành phải dừng bước chân nói đi cần bao nhiêu tiền cần dự án nào Lâm Viên Hàn tiến lên phía trước, thấp giọng nói vài câu. Ông Hắc trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi nhớ rồi. Lâm Viên Hàn cũng không tiện nói thêm điều gì, nhưng mà thất hồn vẫn không nhường đường. Ôi chao, cái cậu nhóc này, ông Hắc coi như là phục rồi, ông ta vẫn không dám đắc tội thất hồn. Ai mà biết được quan hệ giữa thất hồn với tử quỷ là gì chứ? Lan Kiều mỉm cười, ông Hắc, tôi có ý này xem có được không nhé? Ông Hắc ưm một tiếng, lan kiều nói chúng tôi tin tưởng ông hắc nếu đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được nhưng mà tôi có một đề nghị này hãy để bạn của tôi với ông lâm và ông cụ diệp ngồi cùng một bàn với nhau ông xem thế có được không ông hắc thế mà lại không trả lời chỗ ngồi tôi chỉ có thể sắp xếp cho một người được thôi các người tự quyết định đi thất hồn lạnh nhạt nói thế thì để ông lâm đi giang hải muốn ngồi ở chỗ kia thì chẳng có người nào có thể ngăn cản được hơn nữa, với thân phận là đế vương thì tùy tiện lấy ra một chút đồ nào đó cũng đủ làm cho Diệp ra phải quỳ xuống rồi. Cảm ơn, Lâm Đan thấp giọng nói cảm ơn. Thất hồn chẳng nói gì, quay người rời đi. Khoan đã. Cô gọi thất hồn đứng lại, hỏi tôi còn chưa biết anh tên là gì, còn có. Tôi là thất hồn, là một đứa trẻ mồ côi. Thất hồn đi về phía Giang Hải. Lan Kiều ở bên cạnh suýt chút nữa thì ngất lăn ra rồi, đúng là đầu gỗ, còn không bằng một cục đá. Lâm Đan đã đủ chủ động rồi, còn không nhân cơ hội này mà xúc tiến thêm đi. Nếu như thất hồn được bằng một nửa của Giang Hải thôi thì bây giờ có thể vào động phòng luôn rồi ấy chứ. Giang Hải cũng suýt nữa thì chết vì tức, nhưng chỉ biết lắc đầu mà thôi, những kỹ năng sống như dũng cảm, tỉ mỉ, mặt dày thật sự là không phải ai cũng nắm được. Thật sự là quá ngốc. Thất hồn còn cái, tôi không ngốc. Thành phố Giang Tư có bao nhiêu dự án tốt, thế mà lại đẩy hết cho người khác. Còn nói không ngốc à? Tập đoàn Uyển như có bao nhiêu kỹ thuật tiên tiến, tùy tiện chọn một cái cũng có thể khiến cho một doanh nghiệp bay lên. Cậu nói cậu có ngốc không? Cô ta cần tiền, cậu không thể đưa à? Cho dù là tặng quà tặng cũng được, thế này còn chưa đủ ngốc à? Sắc mặt thất hồn trở nên khó coi, lời nói của Giang Hải, từng câu từng chữ như chọc vào lòng anh ta. Nhưng mà có ai bán thuốc hối hận đâu cơ chứ? Đám người bước vào thì Giang Hải lại bị chặn lại thưa anh anh không có quà sinh nhật à không có thì không được vào à sắc mặt lan kiều đột nhiên thay đổi giang hải muốn làm gì đây muốn tạo sự khác biệt ư anh đến chúc thọ mà có thể đến tay không ư may là ở trong túi vẫn có chút đồ lúc trước mỉm cười bước lên phía trước muốn lấy ra nhưng giang hải lại kéo lan kiều ra phía sau cười lạnh nói tôi từng nói rồi việc của tôi thì tự tôi giải quyết lúc này sắc mặt mấy người bảo vệ cuối cùng cũng có chút không dễ nhìn rồi lại gây sự chắc chắn sẽ gọi bảo vệ ném người ra ngoài giang hải chậm rãi lấy ra một chiếc dây chuyền lắc lắc nhẹ trước mặt người kiểm tra an ninh dựa vào thứ này có thể vào được không cổ họng người kiểm tra an ninh cuộn lại khuôn mặt mang theo vẻ nghi ngờ mặt dây chuyền ngôi sao đại diên này mặc dù chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại là đồ trang sức mà mỗi người trong diệp ra đều phải đeo sợi dây chuyền này có ký hiệu của diệp gia đại diện cho diệp gia người kiểm tra an ninh có chút không hiểu rõ ý của giang hải là gì muốn nói mình là người diệp gia ư hay là có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với người nào của diệp gia giang hải nói cái này là của diệp thụy nguyệt tặng cho tôi cũng bảo tôi có thể dựa vào vật này để vào nếu như mọi người còn nghi ngờ thì đi hỏi là được tôi đợi ở đây cũng được Diệp Thụy Nguyệt là đứa cháu gái nhỏ tuổi nhất của ông cụ Diệp, ông cụ vô cùng yêu chiều Diệp Thụy Nguyệt. Dây chuyền là vật ở trên người mình, ai cũng không nghe nói người Diệp ra sẽ tặng vật này cho người ta. Sắc mặt người kiểm tra an ninh có chút do dự, hỏi thế nào được chứ? Nếu thật sự đi hỏi thì sợ làm chậm chế các vị khách quý, nếu không hỏi thì lại sợ Giang Hải là kẻ lừa đảo. Nếu như Giang Hải là con rể tương lai của Diệp ra, thì như thế là đắc tội rồi, sau này sẽ bị bắt nạt là cái chắc trong đó có một người kiểm tra an ninh đảo mắt, thưa anh, là chúng tôi có mắt không chồng, mời anh vào. Giang Hải lập tức nhấc chân đi vào. Một người kiểm tra an ninh khác cao mày, làm sao anh lại cho anh ta vào. Thế thì anh đi hỏi cô Diệp đi. Cái này, không đi hỏi thì anh còn nhiều lời làm gì nữa. Người có thể vào đến đây, có ai không bị kiểm tra 10 lần, 8 lần chứ, sợ cái gì. Lan Kiều tò mò nhìn Giang Hải, đây là một người đàn ông kỳ lạ, càng ngày càng không nhìn thấu được anh quen với cô chủ diệp ra à lan kiều hỏi có duyên gặp mặt một lần audio điện tử võ tấn bền chỉ gặp mặt một lần mà cố ta có thể tặng anh vật tùy thân được ư lan kiều rất kinh ngạc diệp ra từ trước tới nay vẫn luôn thống nhất một loại mặt dây chuyền cũng không phải là bí mật gì thậm chí để phân biệt xem có phải là người diệp ra hay không thì chỉ cần xem có đeo mặt dây chuyền hay không Lan Kiều không khỏi suy nghĩ Giang Hải làm thế nào để tình cờ gặp gỡ Diệp Thụy Nguyệt mới có thể lấy được vật tùy thân của đối phương. Giang Hải không nói, Lan Kiều cũng không hỏi thêm. Mấy người bước chân vào vườn hoa, đình đài lầu các đẹp không tả nổi. Nhưng lúc này, người chật như nêm. Từng người từng người một bước lên cầm ly rượu trên tay, thành những quý ông quý bà trò chuyện với nhau, cười nói vui vẻ. Ba người Giang Hải mù tiệt nhìn bốn phía, có chút bất ngờ. Ngài lục nhị từ trong nhà xài bước chân ra ngoài, quả nhiên là thần của thiên lương có khác, khí thế thật phi thường. Mà theo sau, là một cô gái có thần thái rất ngầu. Cô gái mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai màu hồng nhà tôn lên vóc dáng chuẩn theo tỷ lệ vàng một cách trọn vẹn nhất. Tuy cô mặc quần áo và trang sức nữ tính nhưng lại toát lên cảm giác anh hùng hào kiệt. Từng bước chân chậm rãi khoan thai nhưng lại vô cùng mạnh mẽ những người ở xung quanh nhìn thấy ngài lục nhị thì khách sáo chào hỏi ầm ĩ cả lên. Sự cung kính bộc lộ từ trong từng lời nói. Ngài lục nhị lạnh lùng đáp lời, quanh năm chiến đấu canh gác nơi thiên lương, luồng khí sát phạt của toàn thân làm người ta nhìn mà khiếp sợ. Nhìn xung quanh rồi sau đó đi về phía Giang Hải đang đứng. Ngài lục nhị, ngài lục nhị, tiếng chào hỏi khiêm tốn không ngớt truyền vào tai, nhưng mà anh ta vẫn đi thẳng tới chỗ Giang Hải anh Giang, anh ta khẽ gật đầu rồi giơ tay ra. Giang Hải lạnh nhạt cười một tiếng coi như là chào lại, sau đó giơ tay ra bắt tay với anh ta. Người kia là ai thế? Không có ai nhận ra Giang Hải, nhưng đều rất chi là tò mò, ngài lục nhị là một người lúc nào cũng kiêu ngạo, lạnh lùng như băng thế mà lại khách sáo như thế với người thanh niên cực kỳ bình thường kia. Chưa từng thấy bao giờ. Chắc là cậu chủ của nhà nào đó có thể được bắt tay với ngài lục nhị, cả đời này của anh ta cũng đủ kiêu ngạo rồi cô gái xinh đẹp đi phía sau ngài lục nhị là ai vậy cái này mà anh cũng không biết nữa hả phương mỹ kỳ là em gái của ngài lục nhị người ngoài hay gọi là thiết mộc lan chẳng người nào chú ý rằng đốt ngón tay của hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia vì sử dụng quá nhiều lực nên đã cứng như hòn đá rồi ngài lục nhị có gì chỉ bảo sắc mặt giang hải bình tĩnh anh ta trả lời đã nghe tới tên tuổi của anh giang từ lâu rồi gặp mặt thật không như lời đồn làm anh thất vọng rồi nói rồi giang hải càng tăng thêm sức mạnh vào tay anh ta cũng gia tăng lực nắm tay ngay sau đó hai ngón tay đã có dấu hiệu run rẩy nhưng mà sắc mặt hai người lại vô cùng bình tĩnh không nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào cả phương mỹ kỳ đứng ở một bên âm thầm kinh ngạc có thể nắm chặt được lực nắm tay của anh trai mình không có mấy người có thể đấu một trận ngang sức ngang tài thế này lại càng hiếm thấy. Phương Mỹ Kỳ không khỏi có chút hứng thú. Giang Hải nhìn về phía Phương Mỹ Kỳ. Một bộ váy dạ hội trễ vai màu hồng phấn để lộ ra thịt trắng như tuyết, xinh đẹp như tiên nữ trong tranh vẽ. Điều khiến Giang Hải kinh ngạc là trên người Phương Mỹ Kỳ có một luồng sát khí mạnh mẽ, chính trực không yếu hơn lục nhị là bao. Giang Hải hỏi, đây là... Phương Mỹ Kỳ, cô giơ bàn tay ngọc ra, trắng như ngó sen, năm ngón tay như hoa tuyết nở rộ trên thiên sơn. Vào lúc hai người Giang Hải buông tay ra thì Lan Kiều mới chú ý tới, có thể do hai người sử dụng lực nắm quá lớn nên giả thịt trên tay đã trở thành hình dạng kỳ lạ. Giang Hải, rất vui khi được quen biết cô Phương. Chăm nghe không bằng một thấy, đúng là người phụ nữ thành đạt. Hai bàn tay một đen một trắng ở cùng một chỗ. Bàn tay mượt mà, dịu dàng mềm mại như không xương, mềm mại như ngọc, phảng phất có chút trơn mướt và êm ái chỉ là trong lòng bàn tay có chút chai sạn, là do quanh năm cầm vật nặng tạo thành. Thiết mộc lan của thiên lương, thế mà lại có thể bảo dưỡng một đôi bàn tay tốt đến như thế. Còn chưa kịp thưởng thức thì một sức mạnh đã dâng trào lên. Sắc mặt Giang Hải không thay đổi, để lộ ra chút ý cười. Phương Mỹ Kỳ nhìn thẳng vào Giang Hải, cười nhạt, nhẹ giọng nói cảm ơn anh Giang đã nương tay. Từ đầu tới cuối Giang Hải không hề dùng lực, phân cao thấp với một người phụ nữ, Giang Hải không có hứng thú. Tôi không biết cô đang nói gì. Giang Hải thua tay lại. chương 89, lòng không ở nơi em. Đế vương, có sứ mệnh bảo vệ phương đông, không quan tâm tới sự thay đổi của tầng lớp thống trị. Nhưng, danh giới lãnh thổ là điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu có xâm phạm, đế vương chắc chắn sẽ hỗ trợ. Nhưng từ xưa tới nay, sự hy sinh của đế vương chưa bao giờ cần được ghi nhận. Hoàn toàn không để ý tới những hư danh là tiếng thơm muôn đời hay tiếng xấu muôn thuở. Đế vương không thừa nhận những việc đã từng làm, cũng chưa từng giải thích bất cứ chuyện gì. Chuyện ta ta làm, tự có ông trời nhìn thấy. Ngài lục nhị thấp giọng nói, lẽ nào lại muốn tôi gọi anh là thiên? Ở đây, ngoặc kép, Giang Hải cười nói, tôi không muốn giành sự nổi bật của ai cả. Ngoặc kép, anh ta lại nói, tôi lại thấy lần này anh giang tới là muốn được nổi bật đấy ngoặc kép nói tới đây giang hải ra dấu muốn đi tới vườn hoa ngồi một lát giang hải hỏi anh lục nhị tìm tôi chắc có việc gì muốn nói rồi phương mỹ kỳ lại nói lời cảm ơn nếu không phải những vật tư kia của anh giang thì e là bây giờ tôi không đứng được ở đây rồi ngoặc kép tuy chỉ là một hành động hời hợt nhưng lại chính là ơn cứu mạng giang hải lắc đầu cô phương thật sự là rất biết nói đùa đấy ngoặc kép bàn tay của lan kiều nắm chặt lại nội dung nói chuyện của họ lại một lần nữa làm mới những nhận thức của cô ta với giang hải anh vậy mà lại từng cứu mạng của phương mỹ kỳ em gái của ngài lục nhị không cần biết giang hải có nhận hay không lời cảm ơn cũng đã nói ra rồi ân tình to lớn như trời này lục nhị vẫn luôn ghi nhớ người của thiên lương không thích lằng nhằng ngài lục nhị lại nói anh giang nghe nói trên tay anh có mấy dự án kỹ thuật mà chúng tôi cần ngoặc kép. Giang Hải cười, đưa mắt nhìn Phương Mỹ Kỳ, trong ánh mắt hàm chưa ẩn ý sâu xa, tôi là người làm ăn, chỉ cần giá tiền phù hợp thôi. Ngoặc kép, Phương Mỹ Kỳ hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, không khỏi có chút thất thần nhìn Giang Hải, sau đó mím môi nở nụ cười. Thân phận của Giang Hải, có loại con gái nào mà anh chưa từng thấy chứ, làm sao có thể dễ dàng để ý đến mình được cơ chứ? Bình tĩnh như thế, mới có thể làm đế vương được. Nghĩ đi nghĩ lại thì mới hiểu ra, Giang Hải đang thăm dò phản ứng của bọn họ. Anh Giang, anh thật lợi hại. Ngoặc kép, nụ cười của tiên nữ, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp vô ngần, không thể kháng cự. Vẻ đẹp của Lan Kiều cũng tính là tuyệt sắc, nhưng khi so sánh thì cũng chỉ là sắc đẹp tục trần, mà vẻ đẹp của Phương Mỹ Kỳ thì không nên tồn tại với thời đại phồn hoa hỗn loạn này. Có thể nhìn thấy sự hiên ngang mạnh mẽ, lão luyện giàu kinh nghiệm từ trong vẻ đẹp của cô ấy đây chính là một đóa tuyết liên có gai không thể nào đùa được. Nói như vậy là cô Phương đã đồng ý rồi. Giang Hải cười nói đùa. Phương nghĩ kỳ giả vờ không hiểu tôi đồng ý điều gì. Lúc này, một tiếng reo mừng rỡ cắt đứt cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ, giọng nói run run. Anh! Ngoặc kép! Anh Giang! Ngoặc kép! Thật sự là anh! Ngoặc kép! Không ngờ anh lại tới thành phố Hải Hà. Ngoặc kép! là một viên ngọc quý trên tay người Diệp ra, nếu muốn biết Giang Hải là ai thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Giọng nói của Diệp Thụy Nguyệt như âm thanh của thiên nhiên, nghe rất dễ chịu, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại có chút xanh sao. Với hoàn cảnh gia đình giàu có, không hề có phiền não trong cuộc sống, Diệp Thụy Nguyệt giống như một dòng suối trên núi chưa từng bị ô nhiễm, rất trong sáng. Nghe thấy tiếng reo vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ kia, ánh mắt của những người xung quanh nhau nhau tập hợp nhìn sang bất chợt quay lại nhìn vẻ mặt khác lạ giang hải ngẩng đầu sau vài giây im lặng thì mỉm cười diệp thụy nguyệt mặc một bộ hán phục bằng lụa vẻ đẹp nữ tính được phô diễn một cách trọn vẹn đôi mắt như làn nước mùa thu hàng mày đẹp như tranh vẽ bàn tay như ngọc ngà đang dơ ra kia như màu sắc tinh khiết của ngọc trắng sáng lấp lánh có một mùi hương thoang thoảng còn thơm hơn cả hoa hồng chui vào mũi của giang hải không khỏi khiến giang hải nghĩ tới từng chi tiết trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người quả là khiến người ta khó quên đây là một cô gái khiến người khác không dễ quên lại không phải chỉ vì sắc đẹp cô diệp xin chào ngoặc kép giang hải đứng dậy bước tới chào đón diệp thụy nguyệt diệp thụy nguyệt ngây người nhìn chằm chằm giang hải sắc mặt xanh sao hiện lên sự vui mừng bất ngờ đôi mắt dịu dàng như là nước mùa thu mang theo một chút xấu hổ sự kinh ngạc vui mừng không hề giữ lại được mà đều thể hiện hết lên trên khuôn mặt. Thật không ngờ, tôi có thể gặp anh ở nhà mình. Diệp Thụy Nguyệt khẽ che môi cười, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp kia tràn đầy ý cười. Lúc này, tất cả mọi người đều sừng sốt. Có rất nhiều người có mặt cũng biết Diệp Thụy Nguyệt, mà những người này không chỉ bởi vì sắc đẹp của Diệp Thụy Nguyệt mà còn có gia thế cao như núi của cô nữa. Viên ngọc quý trên tay Diệp ra. Rất nhiều người không biết rõ, chỉ là thấy tò mò, người thanh niên nhìn cực kỳ bình thường này rốt cuộc là ai từ khi giang hải xuất hiện đã liên tiếp xảy ra một số chuyện kỳ lạ mà sống lâu mới thấy không cần biết là ông hắc hay là ngài lục nhị dường như đều đối xử khá đặc biệt với người thanh niên này mà lúc này diệp thụy nguyệt lại bước tới nói chuyện với anh ta nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này chẳng lẽ đã động lòng rồi làm sao có thể chứ tuyệt đối không thể mọi người thà tin rằng mặt của mình bị mù còn hơn. Ở phương Đông này, có thể có bao nhiêu người xứng được với Diệp Thụy Nguyệt chứ? Phương Mỹ Kỳ cũng có chút bất ngờ, tự hỏi một người rất ít khi ra ngoài là Diệp Thụy Nguyệt làm sao có thể quen biết với đế vương được, hơn nữa hai người này dường như còn có mối quan hệ không thể giải thích rõ được. Người càng kinh ngạc hơn nữa đó chính là Lan Kiều. Lúc đầu thì sợ Giang Hải sẽ gây chuyện, sau cùng thì lại kinh ngạc bởi thực lực của Giang Hải còn chưa hoàn hồn trước sự lịch thiệp của ngài lục nhị thì tới cô chủ diệp ra lại đi tới. Giang Hải, rốt cuộc là ai? Vốn cho rằng càng nhìn càng rõ ràng, không nhờ tới thành phố Hải Hà, Lan Kiều càng rối loạn, càng không hiểu nổi rồi. Nhưng có một điều cô ta có thể khẳng định, Giang Hải chắc chắn không hề đơn giản như những gì thể hiện ở bên ngoài. Người ở rể, chẳng qua chỉ là thân phận để che giấu tai mắt mà thôi. Lan Kiều cắn chặt môi, thế rằng từ giây phút này trở đi nhất định sẽ đưa lan ra nút dưới bóng cây cổ thụ là giang hải này cô ta khẽ nắm chặt hai bàn tay ngọc ngà như đang thể hiện quyết tâm nói khách sáu mấy câu vừa mới ngồi xuống thì ngài lục nhị và phương mỹ kỳ đã nói mọi người cứ nói chuyện đi chúng tôi còn có chút việc ngoặc kép đây là không muốn ở lại làm bóng đèn nữa đây tâm trạng của diệp thụy nguyệt như thế nào toàn bộ đều đã viết hết lên trên mặt cả rồi Mặc dù bọn họ cảm thấy kinh ngạc vì cô gái được ví là con cưng của ông trời như Diệp Thụy Nguyệt sao lại có thể có tình cảm với một người như cỏ cây hoang dã là Giang Hải được, nhưng mọi người đều không nói gì, cũng sẽ không có người nào nói toạc ra cả. Lan Kiều ngây ngốc đứng ở bên cạnh, không biết nên làm thế nào. Ngài Lục Nhị từ khi bước tới cũng mới chỉ nhìn Lan Kiều một lần mà thôi. Ở thành phố Giang Tư, Lan Gia có thể coi thường tất cả không nể nang gì ai, nhưng ở thành phố Hải Hà, nhất là trong lễ mừng thọ 100 tuổi của ông cụ Diệp này, tới tư cách để người ta nhìn thẳng cũng chẳng có. Có thể đi theo bên cạnh Giang Hải đã là phúc của cô ta rồi. Mà lúc này, đương nhiên là Diệp Thụy Nguyệt không thích bị người khác làm phiền rồi. Nhưng nếu cứ đi như thế thì cô ta lại không cam tâm, sẽ bỏ qua cơ hội tốt để kết bạn với Diệp Thụy Nguyệt. Vị này là, Diệp Thụy Nguyệt hỏi. Giang Hải trả lời, bạn tôi, cô chủ lan gia của thành phố Giang Tư. Ngoặc kép, ở đây ồn ào quá chúng ta vào bên trong nói chuyện đi diệp thụy nguyệt đưa tay ra làm tư thế xin mời lan kiều rất chi là biết điều nói giang hải các anh đi đi tôi đi lòng vòng một chút ngoặc kép thay vì dùng mặt nóng dán vào mông lạnh để nịnh hót diệp ra thì không bằng lan kiều tìm cơ hội trong nhóm người có mặt còn hơn có thể tới đây bất cứ nhà nào chẳng mạnh hơn lan ra giang hải cũng không ép khách sáo đi vào bên trong cùng với diệp thụy nguyệt quay đầu nhìn về phía thất hồn đang đứng trao đổi bằng ánh mắt trong giây lát đi qua ba cái cửa hai người mới đi tới một cái sân nhỏ nơi này được trang hoàng theo phong cách cổ xưa có một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa đang nghiêm túc pha trà hình như cô diệp đã sớm biết là tôi sẽ tới thì phải giang hải khách sáo ngồi xuống sắc mặt diệp thụy nguyệt đỏ lên chớp chớp mắt không đâu tôi làm sao mà biết được chứ ngoặc kép vừa mới sáng sớm đã nghe nói có người tới phía trước gây chuyện cô hỏi thì mới biết được người kia là giang hải không tự chủ được mà vui mừng diệp thụy nguyệt đi đi lại lại ở trong sân mấy lần rồi mới đi tìm giang hải cô gái cung kính dâng trà lên diệp thụy nguyệt cho cô gái lui xuống làm một động tác mời giang hải rồi bưng tách trà lên một cách đĩnh đạc giang hải yên lặng nhìn quả thật là gia đình danh giá có quá nhiều thủ tục lễ nghĩa những cử chỉ giơ chân nhấc tay so với một cô gái bình thường khác thì đúng là cách nhau như trời với đất đặt tách trà xuống diệp thụy nguyệt hỏi có vấn đề muốn hỏi anh một chút ngoặc kép anh từng thấy sao quang luân rồi ư giang hải cười nhạt gật đầu từng thấy rồi ngoặc kép chẳng trách anh lại có ảnh chụp diệp thụy nguyệt lẩm bẩm một mình khuôn mặt xinh xắn ửng hồng không dám nhìn thẳng giang hải mà lén lút nhìn về cánh cửa gỗ giang hải không nói thẳng ra anh đã sớm biết có một người trốn ở trong kia, không ngờ, Diệp ra lại cẩn thận như vậy, trong nhà của mình mà vẫn âm thầm sắp xếp người bảo vệ an toàn. Ngồi nhâm nhi tách trà, thời gian yên lặng trôi đi từng giây từng phút. Ông cụ Diệp rất biết cách làm ăn, một bữa tiệc thôi mà cứ làm như tổ chức một câu lạc bộ vậy. Những người vào trong này, không giàu có thì cũng cao quý, có người muốn lọt vào top 3 để có thể hàn huyên thêm với ông cụ Diệp vài câu nữa, tạo mối quan hệ tự nhiên cũng có thể trở thành môn sinh của Diệp Gia. Cũng có núi cao để dựa vào. Có người muốn được ngồi cùng bàn. Kéo ngắn khoảng cách làm thân với ông cụ Diệp, nhưng phàm là những dự án đáng tin cậy, chỉ vì ăn được một bữa cơm với ông cụ Diệp là có thể thuận thế nước đẩy thuyền lên rồi. Có người chỉ muốn được vào top 200, cho dù chỉ làm được cái thẻ hội viên của hội quán cao như núi của Diệp ra cũng được. Có người chỉ làm thẻ tạm thời, vào ngày mừng thọ của ông cụ Diệp, Tham gia một bữa tiệc với quy cách cực cao này, có người lại chỉ vì muốn nghe trộm thông tin về dự án của người khác để kiếm tiền cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Trên đường tới đây, Lan Kiều cảm thán, có quyền hoặc có tiền lại càng dễ dàng có thể đạt được nhiều tiền tài hơn, có được nhiều lợi ích cực lớn. Mà ông cụ Diệp không những chiếm cả hai thứ này mà còn có thân phận không có người nào có thể so sánh được. Trụ cột hộ quốc. Trong sách vàng của triều đại trước, cho dù là hoàng thất họ cơ đến, cũng phải xuống xe xuống ngựa nếu không sẽ bị chụp lên đầu cho cái mũ là bất kính, không tôn trọng. Mà bốn chữ trụ cột hộ quốc này, chính là ông cụ Diệp đứng bên ghế rồng liều mạng cống hiến để đổi lại được. Đi chết thay cho chủ nhân là điều mà không phải ai cũng làm được. Nếu như thiếu chút may mắn thì ông cụ Diệp cũng đã chết được mấy chục năm rồi. Trước sau tổng cộng ông cứu được hai người chủ đất nước, ở phương đông này, ông cụ Diệp cũng đã trở thành sự tồn tại trong truyền thuyết rồi. Trên người có vài vết sẹo rất dữ tợn, chính là những huy chương đẹp nhất cho cống hiến của ông. Có người từng tính, ông cụ Diệp tổ chức một lễ mừng thọ, đủ cho toàn bộ người nghèo ở phương Đông này sống trong nửa năm. Chân quý nhất thiên hạ, chính là Diệp Gia. Có rất nhiều học giả già đặt cho Diệp Gia một cái biệt danh là quốc khố của thành phố Hải Hà. Sự giàu có của Diệp Gia, có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trò chuyện một lúc, Giang Hải cũng không hề chạm vào tách trà. Mà bên ngoài cũng là lúc bắt đầu náo nhiệt rồi. Ở nơi nào có người thì ở nơi đó có giang hồ, nơi nào có giang hồ thì nơi đó có việc làm ăn. Giang Hải là người làm ăn, Diệp Thụy Nguyệt mặc dù đẹp, nhưng khi so sánh ra thì buổi đấu giá vẫn thú vị hơn. Mang theo kho báu xa hoa tới Diệp ra, không phải cái nào cũng được tặng cho ông cụ Diệp. Lúc Giang Hải và Diệp Thụy Nguyệt cùng nhau xuất hiện, thì ở trên sân khấu đang có một khối ngọc hoàng đang được bày ở đó. Đang được giao dịch với giá cao ngất trời ánh mắt Lan Kiều sáng như sao, kích động tới đỏ cả mặt lên. Thì ra, khối ngọc hoàng đó vốn dĩ là đồ của cô ta, vốn dĩ muốn dùng thứ này để làm thân với Diệp ra, phát hiện ra giá trị của những đồ vật tốt ở đây còn kém xa nên mới bán ra như thế này. Bán được bao nhiêu thế? Giang Hải cười hỏi. Lan Kiều nói cao hơn giá thị trường mấy lần. Ngoặc kép, chương 90, đáng giá. Lúc này lại có một người bước lên sân khấu, tay cầm một khối màu đen có màu đồng cổ không biết làm bằng chất liệu gì. Giang Hải mạnh mẽ quay đầu lại, sắc mặt thay đổi, sau đó, nhìn chầm chầm vào vật kia. Hơi thở này, tuyệt đối không sai. Phản ứng đầu tiên của Giang Hải là nhất định phải có được vật này. Nhưng Giang Hải có chút không xác định được, những người khác có phải cũng có thể cảm nhận được luồng hơi thở kỳ lạ này hay không? Bắt đầu từ khi cảm nhận được luồng hơi thở kia, Giang Hải vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đang bị triệu hồi, có một cảm giác rất chi là quen thuộc. Đồ vật này chỉ to bằng lòng bàn tay, là một khối đen xì xì. Người sở hữu cho biết, những thiết bị tiên tiến nhất hiện nay cũng không thể kiểm tra được đồ vật này rốt cuộc do nguyên liệu gì tạo nên, rất là thần bí. Lại nói, trên đồ vật này lại có một ít đường vân kỳ quái. Người sở hữu nói rằng mình hoài nghi thứ đồ này tồn tại trong văn minh thời tiền sử. Những đường vân kia là chữ viết của văn minh thời tiền sử đưa ra giá khởi điểm là 10 triệu. Mọi người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, một đồ vật không biết làm bằng chất liệu gì mà cũng dám đưa ra giá cao như thế. Văn Minh thời tiền sử, đơn giản chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. 10 triệu à, có phải nghèo tới mức phát điên rồi không, có người không hài lòng mắng, chẳng có ai muốn mua cái thứ rách nát này cả, nhanh lên, tiếp theo đi, có thứ gì tốt hơn không? Lúc này người thanh niên đứng ở bên cạnh cười nhẹ nói ông cụ diệp đã từng nhìn thấy thứ này rồi ông ấy rất thích ở đây đồ vật có đáng tiền hay không toàn bộ chỉ dựa vào sự yêu thích của ông cụ diệp mà thôi suy cho cùng thì những người có mặt ở đây đều là tới để nịnh nọt diệp ra không khí lúc này đột nhiên thay đổi rồi mọi người đều đang suy ngẫm lời nói của người thanh niên này thích hư thích tới mức độ nào rất khó nói bán thứ này với giá cao ở trước nhiều bảo vật có vật liệu tốt tự nhiên như thế này làm sao có thể được xếp hạng gì chứ? 10 triệu, tôi mua, một người đàn ông trung niên bước về phía trước, quay người chắp tay với mọi người. Trong cuộc đấu giá cạnh tranh giá cả này, thì hành động này là cực kỳ trơ chẽn. Có không ít người biết người đàn ông trung niên này, vốn muốn tăng giá, nhưng lại có rút cổ lại lùi người về phía sau nửa bước. Trình Tổng, ông thế này có chút không thích hợp lắm thì phải, người sở hữu là một người phụ nữ trung niên có thân hình hơi mập, Cả khuôn mặt đầy thịt, rất không hài lòng mà chừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cười nhạt một cái, nếu đã đưa lên đấu giá thì phải tuân thủ quy tắc, nếu không, Diệp gia cũng không tha thứ cho cô. Thứ này, cục bảo mật số 13 muốn. Cục bảo mật số 13 ư? Ông ta chính là tổng giám đốc của cục bảo mật số 13 ư? Trình Tân Nghiệp, tôi vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc của cục bảo mật số 13 là một ông già chứ? Thật không ngờ, lại trẻ như vậy. Những lời bàn tán thì thầm vang lên, nhưng không có ai đứng về phía người phụ nữ kia. Trình Tân Nghiệp cứng rắn muốn mua, chính là dùng quyền để ép người ta. Lan Kiều hỏi nhỏ, cục bảo mật số 13 là gì? Văn phòng xử lý những mối quan hệ đặc biệt, giọng nói của Giang Hải rất bình thường. Chính là cục bảo mật số 13 chuyên xử lý những mối quan hệ của hoàng tộc với võ giả, thậm chí là cổ võ giả ư? lan kiều mím môi trong lòng không khỏi trào dâng lên ở thành phố giang tư lan ra có thể đi ngang nhưng lần này tới thành phố hải hà lan kiều mới thật sự nhận ra được lan ra ở thành phố giang tư còn không bằng con cóc ngồi đáy giếng trước mặt những ông lớn này thì lan ra chả là cái thá gì cả nơi này có thế lực của nhiều người sợ là khi so ra cũng không kém gì lan ra ở phía bắc người phụ nữ trung niên lo lắng tới run rẩy nhưng đồ vật một khi được đưa lên đấu giá mà có người ra giá thì phải bán. Ở nơi này không tuân theo quy cách của buổi đấu giá hiện hành, mà tuân theo quy cách của Diệp ra. Có ai muốn tăng giá nữa không? Trình Tân Nghiệp quét mắt nhìn một vòng, kiêu ngạo đứng giữa nhóm người. 20 triệu, lúc này có một giọng nói không được thân thiện cho lắm vang lên, hơn nữa còn là gọi giá gấp đôi. Trình Tân Nghiệp quay lại nhìn người kia. Tất cả mọi người đều sửng sốt, lúc này, còn có người dám đối đầu với cục bảo mật số 13, lẽ nào sống đủ rồi à? Lại nhìn lại người kia, rất nhiều người không thấy ngạc nhiên. Thì ra là Lôi Đại ca, chẳng trách. Nếu anh ta không lên tiếng, thế thì không đúng rồi. Có người tò mò, một người đứng trước người giang hải nhỏ giọng giải thích. Lôi Đại ca có một người em họ, mấy năm trước đã chết trong tay Trình tổng. Tuổi tác của Lôi Đại ca cũng hơn 40 rồi, rất gầy, cũng là người có tinh thần quay về phía Trình Tân Nghiệp chắp tay xin chào, trong ánh mắt toát ra sát khí mạnh mẽ. Trình Tân Nghiệp cười một cái, 20 triệu lẻ 10 nghìn. Nếu như là người khác, nâng giá chỉ có 10 nghìn sẽ khiến người ta cười cho thối mũi, nhưng là Trình Tân Nghiệp làm thế thì không ai dám nói một câu nào. 30 triệu, lôi đại ca không vội vàng cũng chẳng sợ hãi mở miệng nói. Sắc mặt Trình Tân Nghiệp trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng thì ở nơi khác có người nói, 30 triệu lẻ 10 nghìn ánh mắt mọi người lại tập trung lên người kia. Bàng đại ca, đi theo phía sau bàng đại ca là đường Tuấn và Lão Phúc. 50 triệu, lôi đại ca không do dự mà mở miệng ra hết giá, giống như nhất định phải có cho bằng được. 50 triệu lẻ 10 nghìn, sắc mặt bàng đại ca thản nhiên. Ai cũng có thể nhìn ra được, hai người mỗi người chiếm một nửa giang sơn của thành phố Giang Thanh đang đấu với nhau. Bàng đại ca cố ý chọc giận lôi đại ca. 100 triệu, Lôi Đại Ca lạnh lùng nói. Hiện trường yên lặng không một tiếng động, đến cái kim rơi xuống cũng nghe thấy rõ ràng. Vì một vật không rõ ràng mà mở miệng hét giá đến 100 triệu, thật là quá kích động rồi. Bang Đại Ca đã đạt được ý đồ nên cười một cách xấu xa, ánh mắt vẫn nhìn nhưng mà không nói thêm điều gì. Sắc mặt Trình Tân Nghiệp âm u, cực kỳ khó coi, cái giá này đã vượt quá xa mong muốn của ông ta rồi. Vừa muốn tăng giá Giang Hải nói, 100 triệu lẻ 10 nghìn. Ai cũng không ngờ tới Giang Hải lại đột ngột mở miệng, ánh mắt mọi người dồn dập nhìn qua. Vẻ mặt của Lan Kiều thì bình thường, cô ta đã quen rồi. Giang Hải vẫn luôn có thể làm một số chuyện khiến người ta không ngờ tới được. Lúc này mở miệng cạnh tranh giá cả thì đều đắc tội cả hai bên là Trình Tân Nghiệp và Lôi Đại Ca. Giang Hải bước về phía trước một bước, mỉm cười nói với Trình Tân Nghiệp, nghe nói Trình tổng rất thích giao lưu kết bạn. Thật trùng hợp, tôi cũng thích giao lưu kết bạn. Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, thì ra là Giang Hải đang tặng quà. Ai cũng có thể nhìn ra được, trình tân nghiệp rất chi là do dự với cái giá này, đã đạt tới cực hạn của anh ta rồi. Thật sự đúng với câu nói, bạn bè khắp bốn phương. Giang Hải nhìn Lôi Đại ca, làm một động tác tay thể hiện ý xin mời. Lông mày Lôi Đại ca nhíu lại, lúc này nếu như còn tăng giá Lỡ như Giang Hải nói không cần thì bản thân chẳng phải là thành thằng ngốc bị trêu đùa rồi à?" Khoanh tay đứng đó, đầu quay sang hướng khác. Giang Hải nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ cũng không ngờ tới lại có thể xuất hiện cú lội ngược dòng thế này, giá của ngày hôm nay đã cao hơn mong đợi rất nhiều rồi. Vui mừng ngoài sự mong đợi, nhanh chóng chốt giao dịch. Tiền trao cháo múc, Trình Tân Nghiệp bước lên phía trước giơ tay ra muốn cầm lấy chiếc hộp vuông màu đen sắp chạm vào được thì đồ vật lại bị giang hải lấy đi mất trình tổng chưa được sự đồng ý đã muốn lấy rồi có phải là đã làm hỏng quy tắc rồi không trình tân nghiệp sướng sờ sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi chính là vừa rồi ý của giang hải không phải là sau khi đấu giá đồ vật này thì sẽ tặng lại cho mình ư anh có ý gì trình tân nghiệp thẹn quá hóa giận thằng nhóc này thế mà lại dám chơi mình nếu như Giang Hải không ra giá thì Trình Tân Nghiệp vẫn định cắn răng cắn lợi để đoạt được thứ này. Không có ý gì cả, thứ này là của tôi, người khác, đừng hòng chạm vào. Giang Hải cười cười, quay người bỏ đi. Lan Kiều lau mồ hôi lạnh trên trán. Giang Hải quả nhiên là một người kỳ lạ, to gan thật sự, tới cả tổng giám đốc của cục bảo mật số 13 cũng dám chơi sỏ. Trình Tân Nghiệp nghiến răng kèn kẹt, chỉ hận không thể bắn chết Giang Hải mà thôi. Nheo mắt lại, Trình Tân Nghiệp nói, nếu đã là bạn thì để lại tên tuổi đi. Giang Hải xong rồi, tự nhiên lại làm cho Trình Tân Nghiệp bẽ mặt, thế thì chuẩn bị mà đón nhận lửa giận ngập trời của cục bảo mật số 13 đi nha. Giang Hải, người thành phố Giang Tư. Giang Hải cười, hoan nghênh Trình tổng tới thành phố Giang Tư làm khách. Được, nhất định tôi sẽ tới. Đối mặt với sự uy hiếp này, sắc mặt Giang Hải không thay đổi, cầm chiếc hộp vuông màu đen quay về chỗ cũ xoa xoa chiếc hộp đó cảm nhận luồng hơi thở kia trình tân nghiệp xấu hổ không có chỗ mà chui chuyện này cũng nhanh chóng bị mọi người quên đi từng vật quý giá lần lượt lên sân khấu đều được bán ra ngoài với giá cao mất trời anh giang anh không có vật gì muốn bán à diệp thụy nguyệt nhìn tiến trình buổi đấu giá hai má hồng lên giang hải cong môi cười tôi nghèo rất mồng tơi chả có vật gì tốt cả dựa vào sự hiểu biết của anh giang làm sao có thể không có vật gì quý giá chứ? Diệp Thụy Nguyệt có chút mong đợi, Giang Hải có thể biểu hiện thực lực bất phàm của mình trước mặt mình. Giang Hải cười cười, vẫn nhìn chầm chầm cái hộp đen kia như cũ, từ từ mở ra. Cạch, một âm thanh cực nhỏ vang lên, chiếc hộp vuông được tách ra, bên trong chiếc hộp này lại là một chiếc hộp nhỏ khác, ở giữa có một thứ dài bằng ngón tay. Một chiếc thìa, vừa mới lấy ra nhìn, thế mà lại là một chiếc thìa bằng đá nhìn hết sức bình thường. Diệp Thụy Nguyệt và Lan Kiều đều nhao nhao nhìn qua, rất chi là thất vọng. Cái này chính là thứ tốn cả trăm triệu để mua về, lỗ vốn nặng rồi. Nhưng mà sắc mặt Giang Hải thì hơi nặng nề, luồng hơi thở kia quá mãnh liệt rồi. Càng khiến cho Giang Hải ngạc nhiên đó là khi đặt chiếc thìa ở trong hộp thế mà lại tự mình chuyển động, cuối cùng cán thìa chỉ về phía Giang Hải. Diệp Thụy Nguyệt che miệng cười, la bàn, chưa biết chừng lại là cổ vật. Lan Kiều lắc đầu, lẽ nào đây là chiếc thìa múc canh mà văn mình thời tiền sử để lại? Khủng long dùng để đút sữa cho con ăn. Với vài đồng bạc có thể mua được cả khối nam chân lớn, mà anh, tiêu cả trăm triệu rồi. Đã thế lại còn đắc tội với trình tổng nữa chứ? Giang Hải không lên tiếng, từ đầu tới cuối sắc mặt vẫn bình tĩnh như thế, chỉ có anh mới có thể cảm nhận được. Phương hướng mà chiếc cán thìa này chỉ tới chính là vị trí của sao quang luân mà anh đang mang trên người. Mối quan hệ cực kỳ vi diệu kia, khiến giang hải cảm thấy xúc động giang hải cảm thấy chiếc thiền này thiết lập mối quan hệ với một vật nào đó giống thế theo một phương hướng khác không khó suy luận nhất định là sao đại diên kia của diệp gia sau thời gian ồn ào náo nhiệt kia diệp gia cuối cùng cũng đưa ra một danh sách trên màn hình lớn phía sau tên của mọi người chính là món quà trúc thọ vị trí đầu tiên chính là lâm viên hàn rất nhiều người đều không hề ngạc nhiên có thể khiến ông Hắc xúc động như thế, hơn nữa còn vội vàng đưa đồ đi như thế, có thể không đáng giá được ư. Nhưng mà trên màn hình lớn kia, chỉ có tên của Lâm Viên Hàn mà không có chú thích là món quà gì. Trên dòng thứ hai, lại là một giải nhất khác được viết khá ấn tượng. 200 cái tên phong phú, những người này đều có thể tham gia bước tiếp theo của bữa tiệc mừng thọ. Mà, bên trên không hề có tên Giang Hải. Lan Kiều nghiêm túc xem xong, thở dài thường thượt không có Giang Hải, thế thì đi thôi, Giang Hải cũng không có cơ hội làm một con thiêu thân đắc tội người khác nữa. Ở một phía khác, Diệp Thụy Nguyệt cũng nghiêm túc xem một lượt, hai mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest, mặt chữ điền nhìn chầm chầm vào bảng danh sách. Đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm và đáng sợ. Cất giọng hỏi, ai là Lâm Viên Hàn, đứng ra đây cho tôi. Người đàn ông coi trời bằng vùng, vô cùng ép người lâm viên hàn là ai đứng ra đây tôi muốn xem xem là ai dựa vào một cái tên mà cũng dám tranh giành vị trí số một với tôi giang hải nheo mắt thản nhiên hỏi người này là ai lan kiều cũng nhìn về phía diệp thụy nguyệt diệp thụy nguyệt dịu dàng nói anh ta họ cơ là chủ tịch của thành phố giang thanh cái họ đơn này thôi cũng đã có thể chứng minh được thân phận của anh ta gia tộc cao quý nhất ở phương đông này chính là hoàng tộc Chủ tịch của thành phố Giang Thanh, cũng là chủ quản của một tỉnh. Đều nghe nói đến tên của anh ta rồi, Hoành Thiên giai. Chỉ riêng thân phận là chủ tịch của thành phố Giang Thanh này đã đủ giành được vị trí thứ nhất rồi, chưa kể việc anh ta còn mang theo rất nhiều quà tặng nữa. Chương 91, có gì ta làm không được. Trên màn hình lớn, chỉ có mỗi cái tên Lâm Viên Hàn mà thôi, tặng vật gì, trên màn hình hoàn toàn không có ghi chú gì hết điều mấu chốt nhất chính là tên của lâm viên hàn lại được xếp bên trên tên của ông ta lâm viên hàn đang đứng trong đám người bị dọa nhảy dựng lên ông ta nào biết được thân phận của người kia là gì chứ chậm chạp lùi về phía sau hai bước bây giờ không phải là lúc thể hiện hai tay phúc kim chắp tay trước ngực miệng nhếch lên cười quái gở lên tiếng lâm viên hàn có người gọi ông kìa đừng có như con rùa rụt đầu trốn ở sau lưng người khác như thế chứ lâm viên hàn đỏ mặt nói phúc kim ông quản cho tốt việc của ông đi là được rồi ông là lâm viên hàn hoành thiên giai cong khóe miệng lên cười lạnh nói tôi hỏi sao không trả lời ông bị câm hay là bị điếc lâm viên hàn cắn răng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hơi cong người không lên tiếng ông dựa vào cái gì mà dám đứng ở phía trước tôi hoành thiên giai giận dữ nói sắc mặt lâm viên hàn như vừa phải ăn cả quả mướp đắng Ông ta cũng không muốn nha, chỉ cần có thể gặp mặt ông cụ Diệp là được rồi. Đồ là do thất hồn đưa, việc sắp xếp danh sách lại không hề liên quan gì tới ông ta cả." Hoành Thiên giai nói, "Đi, sửa lại tên cho tôi." Anh không xứng. Lúc này, thất hồn đang đứng bên cạnh người Lâm Đan, giọng nói lạnh như băng. Lời nói cực kỳ lạnh lùng kia phát ra từ miệng thất hồn, làm cho tất cả mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh, người này, muốn chết à? Hoành Thiên Giai nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tôi không xứng, Hoành Thiên Giai cười gần, trên dưới toàn tỉnh, những người dám nói lời như thế này ở trước mặt anh ta không phải là không có, nhưng mà những người đó đều là những lão già sắp xuống mổ rồi. Mà người thanh niên trước mặt này, lại to gan như thế, thật sự là không biết vì sao có thể sống được tới ngày hôm nay. Cậu kia, tôi đã sớm nhìn cậu không thuận mắt rồi, cậu có biết vị này là ai không? Phúc Kim quát to. Phúc Kim như sợ chuyện này không đủ lớn tiếp tục nói, trên dưới cả tỉnh, chẳng có người nào có được thân phận tôn quý như chủ tịch cơ đâu. Cái thằng nhóc này nhà cậu, thật sự là hỗn láo. Lập tức xin lỗi tôi, sửa lại tên một lần nữa, tôi có thể tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ông. Hoành thiên dai hết mũi lên kiêu căng nói. Lâm Viên Hàn là cái thá gì chứ, cũng xứng với vị trí số 1 à. Có xứng với vị trí số 1 hay không không phải anh nói là được, lẽ nào người diệp ra không biết cách sắp xếp à giang hải cười nói chủ tịch cơ anh muốn lấy vị trí thứ nhất là dựa vào thực lực hay là thân phận hay là dựa vào ngoại hình hoành thiên giai kiêu ngạo đứng lên anh là ai tôi là người mà anh mãi mãi không bao giờ chọc vào được giang hải nói từng từ từng chữ rất rõ ràng miếng đất kia ở phía tây thành phố giang tư cổ phần của tập đoàn uyển như quyền sở hữu của tập đoàn uyển như Toàn bộ quyền sở hữu những tài sản này vô cùng rõ ràng, mà Hoành Thiên Giai lại dám ký quyết định chứng minh tất cả mọi thứ đều là của lập gia. Giang Hải không muốn lãng phí sức lực, nếu không cả thành phố Giang Thanh cũng sẽ bị anh đào lên rồi. Âm thầm dở trò, một kẻ tiểu nhân, đối với loại người này, từ trước tới nay Giang Hải không hề khách sáo gì. Làm chủ của một thành phố, cũng chả là cái gì trong nhà họ hoành hết. Trên mảnh đất phương đông này, Thành phố lớn như thành phố Giang Thanh cũng có hơn trăm cái. Có thể kiến Giang Hải tôn trọng thì đã ít lại càng ít hơn. Ôi, mẹ ơi, anh ta nói gì cơ? Đó là chủ tịch cơ đó, là ông lớn quản lý cả tỉnh đó. Không nói những cái khác chỉ mình họ hoành này cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể đắc tội được rồi. Những người có mặt, ai cũng nghe thấy câu nói kia của Giang Hải. Một lời không hợp đã mở miệng mắng người, người thanh niên này cách cái chết không xa nữa rồi người mà anh ta mắng chính là chủ tịch cơ cậu nói gì sắc mặt hoành thiên giai biến thành giận dữ người đâu chủ tịch cơ diệp thụy nguyệt bước lên phía trước cung kính hành lễ không chỉ là chào hỏi một cái mà còn là làm chỗ dựa cho giang hải diệp thụy nguyệt lên tiếng điều này đã chứng minh giang hải là khách quý của diệp gia cô diệp thành phố hải hà không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh ư Hoành thiên giai nào có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này, nói ra lời này rất dễ dàng đứng ở phía đối kháng với Diệp gia. Sắc mặt hơi thay đổi, Diệp gia vẫn thật sự không phải là thứ mà anh ta có thể tùy tiện đắc tội. Ông cụ Diệp, Diệp Liên Hách có công hộ quốc, bốn chữ trụ cột hộ quốc ngoài cửa kia vẫn là một tấm kim bài miễn tử. "Chủ tịch cơ, cho bạn tôi chút thể diện nhé." Diệp Thụy Nguyệt nói nhỏ, anh ấy nói sai rồi, tôi thay anh ấy xin lỗi anh. Chuyện này Lát nữa tôi sẽ nói với ông cố tôi. Cô đã nói như thế này rồi, Hoành Thiên giai tốt nhất nên bỏ qua chuyện này. Nếu như Cố Tình làm khó Giang Hải lúc này, thế thì chính là không cho ông cụ Diệp mặt mũi rồi, tới lúc đó ai cũng khó coi. Hơn nữa, ý của Diệp Thụy Nguyệt cũng đã rõ ràng như thế, Hoành Thiên giai là người hoàng tộc, chịu phải nhục nhã ở Diệp gia, Diệp gia đương nhiên phải thể hiện thái độ hối lỗi. Hừ lạnh một tiếng, Hoành Thiên giai nhìn chằm chằm Giang Hải, hôm nay tôi nể mặt mũi của cô diệp bỏ qua cho anh bây giờ anh lập tức cút đi cho tôi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đúng là có người nên cút nhưng là cút về thành phố giang thanh mới đúng giang hải lạnh nhạt nói đồ khốn này muốn chết hoành thiên dai giận giữ đập mạnh xuống bàn quát mắng người đâu lôi cái thẳng chết bầm này xuống cho tôi tôi xem ai dám thất hồn bước lên phía trước một bước nhất thời kiếm tuốt ra khỏi vỏ mùi thuốc súng nồng nặc mọi người vội vã lùi lại phía sau, chỉ sợ bị cuốn theo vào vòng tranh đấu hoặc bị máu tươi bắn lên người. Giang Hải lạnh như băng nói, ông Lâm lấy được vị trí thứ nhất là dựa vào thực lực. Anh cũng muốn lấy vị trí thứ nhất, nhưng lại muốn dựa vào danh tiếng của hoàng tộc, dựa vào việc Diệp ra phải nể mặt hoàng gia. Nhưng, những người ở đây sẽ không có ai nể nang gì anh đâu. Sắc mặt hoành thiên giai lúc trắng lúc đỏ, nhờ mắt nhìn chằm chằm Giang Hải, Giang Hải ở thành phố Giang Tư, được lắm, Hy vọng anh lúc nào cũng có thể cứng cỏi như thế. Sẽ có một ngày anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin tôi nghe anh giải thích. Giang Hải cười nói, "Tôi, Giang Hải làm việc, từ trước tới giờ chưa bao giờ giải thích. Việc ta ta làm, tự có ông trời chứng giám." Giang Hải kiêu ngạo ngẩng đầu, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, "Muốn tôi giải thích với anh? Anh không xứng." Diệp Thụy Nguyệt ngây ngốc rồi, kinh hãi che miệng. Vốn dĩ cô muốn đứng ra nói đỡ cho Giang Hải, không ngờ giang hải lại nói như thế giang hải yên lặng rút ra một điếu thuốc châm lửa rồi nói vị trí thứ nhất đã thuộc về ông lâm rồi tôi chịu ấm ức một chút ngồi ở vị trí thứ hai cũng được hiện trường yên lặng như tờ tất cả mọi người đều bị sự bá đạo của giang hải hôn chết rồi trên danh sách căn bản không có tên của giang hải thế mà lại đòi dành chiếc ghế thứ hai giang hải cụp mắt xuống lấy mặt dây truyền mà diệp thụy nguyệt đưa cho mình ra cô diệp vật này có thể giành được vị trí thứ hai không cái này là cô tặng tôi đó hừm đó là gì thế ngu ngốc thế mà cũng không biết à đó là đồ trang sức mà tất cả người diệp ra đều có là vật tượng trưng cho thân phận nếu như đeo thứ đồ trang sức này thì chính là người diệp ra đúng không có người nào không phải người diệp ra mà lại dám đeo loại trang sức này cả nghe thấy chưa là cô diệp tặng đó lúc này tất cả mọi người đều đoán giả đoán non, Giang Hải có thể là con rể tương lai của Diệp ra. Mà mặt dây chuyền kia là vật tùy thân của cô Diệp, trao tín vật, việc này với việc tặng một cái yếm cũng chẳng có gì khác biệt cả. Mặt Diệp Thụy Nguyệt đỏ lên, hiển nhiên là xấu hổ rồi. Nhưng ở trong lòng lại có chút ngọt ngào. Người đàn ông mới chỉ gặp mặt một lần này, lại bá đạo như thế. Tới Diệp ra, lẽ nào là tới vì mình ư? hai đồng tử của hoành thiên giai co rút lại, sắc mặt lại thay đổi. Đôi mắt căm thù, oán độc nhìn thẳng vào Giang Hải, mím chặt môi, hung hăng nắm chặt tay lại. Chuyến đi này của hoành thiên giai, thứ nhất là tới để chúc thọ, thứ hai tới để cầu hôn, người mà anh ta muốn cưới, lại chính là Diệp Thụy Nguyệt. Có được sự hỗ trợ của Diệp ra, muốn khống chế toàn bộ tỉnh thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà, ở đâu lại nhảy ra cái tên Giang Hải này? anh quá kiêu ngạo rồi, giọng nói của Hoành Thiên Giai khàn khàn như cát. Muốn bước vào Diệp Gia, anh cũng xứng à. Sắc mặt Giang Hải bình thường, tôi kiêu ngạo, nhưng tôi có tư cách để kiêu ngạo, tôi dựa vào tên tuổi là Giang Hải, tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều dựa vào dôi bàn tay này để kiếm lấy. Anh, mặc dù là hoàng thất, nhưng mãi mãi chỉ sống trong sự che chở của tổ tiên mà thôi, sống trong giấc mộng rực rỡ của hoàng gia. Từ khi khai chiều tới nay, nhà họ hoành chính là tên tuổi đại diện cho hoàng tộc nhưng bây giờ đã mục nát lắm rồi cũng chính như anh dương dương tự đắc mãi mãi không nhìn thấy được sự thay đổi của thế giới mãi mãi không ngửi thấy mùi thối nát của sự kiêu ngạo trên người mình bên ngoài có kẻ địch mạnh bên trong lại cắn xé nhau dựa vào cái mác hoàng tộc kiêu ngạo để tới nơi này tranh giành danh hiệu đứng đầu về quà tặng lửa giận thiêu đốt hận ý ngập trời muốn chết cờ tử ý đưa tay lên eo mình không cần biết là đang ở đâu anh ta muốn giết chết giang hải lan kiều bị dọa sắc mặt trắng bật ra trong lòng dần dần trở nên lạnh giá động tác của hoành thiên giai không hề che giấu mà có một thứ phồng lên trên eo của anh ta không phải là súng thì là cái gì nào lấy nó ra đi giang hải bước về phía trước một bước mạnh mẽ không lùi bước giang hải lan kiều và diệp thụy nguyệt đồng thời lên tiếng hai người cũng cùng một lúc bước tới đứng bên cạnh giang hải diệp thụy nguyệt quá hoảng sợ rồi lan kiều lại nghĩ tới gì đó khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng giang hải là võ giả lẽ nào sẽ cho hoành thiên giai cơ hội giết chết mình sao thật sự là lo bò trắng răng rồi ngày hôm nay giang hải đã mang lại cho cô ta rất nhiều điều ngạc nhiên rồi lan kiều thấy mình cần phải bắt đầu lại một lần nữa tìm hiểu sâu hơn về giang hải dám đấu tay đôi với hoành thiên giai mà không bị rơi vào thế hạ phong nếu như thế mà vẫn có thể bình an vô sự, thì loại thân phận này chính là núi cao có thể dựa vào, một ngọn núi mà lan ra không thể trèo cao được. Lúc này, Lan Kiều nên làm gì để không bị ảnh hưởng tới? Cộp, cộp, cộp. Âm nhanh bén nhọn của giày cao gót vang lên từ xa, giống như là đang đạp vào trái tim của mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn qua, váy dạ hội chế vai màu hồng phấn nhạt, mỗi một bước chân đều để lộ ra đôi chân mảnh khảnh, đường nét cơ bắp rõ ràng, xinh đẹp. Cái danh Sương thiết mộc lan này hoàn toàn không thể nói lên hết về phương Mỹ kỳ được. Lúc này, cô như là bá vương, toàn thân đều toát ra hơi thở của nữ vương kiêu ngạo nhất trời đất. Anh có dám rút súng ra ở đây không? Phương Mỹ kỳ nói thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoành thiên giai. Cô là ai? Đồng tử có rút lại, hoành thiên giai tự nhiên nhìn ra phương Mỹ kỳ không hề tầm thường bên cạnh Giang Hải có một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt sắc đi cùng. Có thể nhìn ra được Diệp Thụy Nguyệt cũng có tình ý với anh ta. Mà lúc này lại xuất hiện thêm một người nữa. Chỉ dựa vào ngoại hình bình thường của anh ta sao? Hoành Thiên Gia nhận ra bản thân quá kích động rồi, trong lòng bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Giang Hải. Nhưng kỹ đi nghĩ lại, trong đám con cháu của những gia đình danh giá ở phương Đông này hoàn toàn không có người nào tên là Giang Hải cả. Tôi là ai? hoàn toàn không quan trọng quan trọng là nếu như giang hải đồng ý tôi rất sẵn sàng giúp đỡ anh ấy tại hiện trường có không ít người nhận ra hoặc đã từng nghe nói tới truyền thuyết về thiết mộc lan nhưng mà đáng tiếc tiếc thật phương mỹ kỳ chậm chạp lắc đầu anh ấy nói đúng anh ấy làm việc không cần phải giải thích quay lại nhìn chằm chằm giang hải việc ta ta làm có ông trời chứng giám vì sao anh lại bá đạo như thế chứ Tới cả tôi cũng có chút rung động rồi. Đám người hóa đá, chuyện gì thế này? Những cô gái bên cạnh Giang Hải đang tranh giành người yêu sao? Ai nấy cũng đều xinh đẹp, đều là cực phẩm, còn có cho người ta sống nữa không? Sắc mặt Hoành Thiên giai vừa đỏ rồi lại chuyển sang trắng, rất chi là gượng gạo. Chương 92, người quan trọng. Giang Hải cười, người đàn ông có thể khiến đóa thiết mộc lan rung động, sợ là còn chưa được sinh ra đâu. Giang Hải nhắc tới thân phận của Phương Mỹ Kỳ, vừa dứt lời thì đôi mắt Hoành Thiên Giai nhắm hở lại, đồng tử co rút lại, sắc mặt giật mình, khí thế cả người như bị rút cạn, chán nản muốn sụp đổ. Là vì kia của Thiên Lương ư? Hoành Thiên Giai cắn chặt răng để giữ bình tĩnh, Giang Hải, thật sự là một người vô danh tiểu tốt thôi sao? Loại người xinh đẹp như Lan Kiều đã là không phải bình thường rồi. Lại nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Diệp Thụy Nguyệt. Lại thêm một phương Mỹ Kỳ hoành thiên giai như chìm xuống đáy cốc lạnh tới thấu xương diệp thụy nguyệt nói lời xin lỗi với giang hải rồi đi tới trước mặt hoành thiên giai nói nhỏ chủ tịch cơ ông cố vừa rồi còn nói muốn gặp anh hay là đây là cho anh ta một bậc thang để bước xuống hoành thiên giai đi theo diệp thụy nguyệt ảo não chán trường tất cả mọi người đều bị sốc tới cả việc tranh giành vị trí thứ nhất với lâm viên hàn cũng không nhắc lại nữa lâm đàn tò tò như con nít nhìn chằm chằm giang hải hỏi thất hồn đang ở bên cạnh mình, anh Giang là người như thế nào thế? Thất hồn gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Lâm Viên Hàn ở phía bên kia có chút trầm ngâm. Chỗ ngồi được sắp xếp xong, mọi người lại mang bộ mặt đạo đức giả lần nữa, vừa lịch sự lại khiêm tốn bước vào hội trường. Những người không được vào top 200 thì tự động rời đi. Còn Giang Hải thì nghênh ngang đi vào hội trường. Không có ai thể hiện sự không hài lòng, mọi người lại chẳng mù, thái độ của Diệp Thụy Nguyệt ai cũng đều nhìn thấy được. Không chỉ như thế, bên cạnh Giang Hải còn có Phương Mỹ Kỳ. Chị đại của Thiên Lương, chiến công hiển hách. Anh Giang, việc làm ăn của chúng ta còn chưa nói xong. Các thắng nam hỏi, vật kia thì anh Giang định xử lý như thế nào? Giang Hải nói, hợp tác. Nhưng mà lúc trước anh cũng không nói là sẽ hợp tác, Phương Mỹ Kỳ nói. Thế lúc trước tôi nói thế nào? Giang Hải hỏi ngược lại. Quan trọng nhất là giá tiền hợp lý. Về việc giá tiền gì, thì ánh mắt của Giang Hải đã nói lên tất cả rồi. Phương Mỹ Kỳ nói, từ xưa tới nay anh Hùng đều yêu Mỹ Nhân, nhìn vị Mỹ nữ bên cạnh anh Giang tôi đã biết anh Giang cũng không phải là thánh nhân rồi. Nhưng, cũng có một câu, Mỹ Nhân cũng yêu anh Hùng. Tôi tự nhận thấy bản thân mình cũng khá được, anh Giang, anh thấy thế nào? Giang Hải cười khan, chẳng ư ừ hử gì cả. Phương Mỹ Kỳ đoán đúng rồi. Giang Hải hoàn toàn không có ý gì với mình cả. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người tiến hành bàn giao, nếu như không có vấn đề gì, tôi sẽ không quấy rầy anh Giang tham gia tiệc mừng thọ nữa. Giang Hải nói, tất cả kỹ thuật và bản quyền, không thể rời khỏi thành phố Giang Tư. Những cái khác, thế nào cũng được. Phương Mỹ Kỳ gật đầu, hơi khom người xuống nói lời tạm biệt rồi rơi đi. Giang Hải quét mắt nhìn Lan Kiều nói, nếu như Hoành Thiên Giai đã đi rồi, thì chúng ta chịu ấm ức một chút, Ngồi ở vị trí thứ hai vậy? Giang Hải, đây là lễ mừng thọ của ông cụ Diệp, không thể. Giang Hải không quan tâm cô ta, trực tiếp đi thẳng tới chỗ ngồi. Sảnh của bữa tiệc cũng không lớn lắm, xếp hơn 30 bàn tiệc. Giang Hải vừa nghĩ vậy, quay sang nhìn về phía cánh cửa lớn bên kia. Lúc này, cánh cửa kia đã mở rồi, một bên của sảnh lớn vang lên từng đợt rối loạn, tiếp theo chính là tiếng vỗ tay như sấm. Ông cụ Diệp tôi đến từ thành phố Giang Thanh, chúc ông Phúc như Đông Hải. Ông Cụ Diệp, tôi đến từ thành phố Hải Hà, nhà tôi rất gần chỗ ông, chúc ông. Ông Cụ Diệp, một ông cụ dâu tóc bạc phơ, chậm rãi bước vào dưới sự giúp đỡ của Diệp Thụy Nguyệt. Những người chúc thọ ở một bên, cực kỳ nịnh nọt, lấy lòng. Ở một phía khác là quà mừng thọ chất thành đống cao như núi. Dòng người tập hợp về một phía, tất cả mọi người ai cũng muốn đứng ở phía trước để ngắm phong thái của ông cụ Diệp. Giang Hải xoa xoa chiếc thìa nhỏ kia, mối quan hệ vi diệu kia càng ngày càng rõ ràng. Ngôi sao Quang Luân, ở trên người Diệp Liên Hách. Một đoàn chuyên gia đi theo phía sau, người dẫn đầu giới thiệu các loại quà tặng, và không ngớt lời đánh giá chất lượng. Nói tới vật nào đó, thì người tặng quà tràn đầy sự kiêu ngạo trên khuôn mặt. Diệp Liên Hách bước đi có chút khó khăn, loạn choạng, dù sao thì cũng đã là người trăm tuổi rồi. Nhìn đống quà tặng cao như núi kia, gật đầu lia lịa. Đi được mấy bước này, Diệp Liên Hách có chút mệt, thở hổn hển, Diệp Thụy Nguyệt nhỏ giọng phàn nàn, bảo ông ta ngồi xuống. Diệp Liên Hách nói, viên thuốc kia là của ai? Lâm Viên Hàn tách khỏi đám đông, đứng ở phía trước, kích động xoa xoa tay, "Ông cụ Diệp, là của tôi." "Cảm ơn nhiều nhé." Diệp Liên Hách gật gật đầu, bước lên phía trước nắm lấy tay Lâm Viên Hàn, "Hôm nay anh hãy ngồi bên cạnh tôi đi tất cả mọi người đều nhìn lâm viên hàn với ánh mắt ngưỡng mộ người có thể được ông cụ diệp nói lời cảm ơn không nhiều người được ông cụ diệp khẳng định lại càng ít rất nhiều người có khuôn mặt thân thiện có ý kết bạn tốt hôm nay được ông cụ diệp khẳng định mai sau sẽ lên như diều gặp gió chỉ cần ông cụ diệp còn sống một ngày thì lâm viên hàn làm gì cũng đều mưa thuận gió hòa nhanh lại chào hỏi ông cụ diệp đi con lâm viên hàn kéo lâm đan lại lâm đan lập tức cung kính hành lễ diệp liên hách hài lòng gật đầu khen ngợi mấy câu mạnh minh đưa mắt nhìn giang hải đứng ở phía sau thất hồn nói thưa ông tống thật ra viên thuốc đó là của anh giang ạ à. anh giang diệp liên hách xoay đầu lại nhìn là ai vậy ánh mắt mọi người đều quay về phía giang hải mà giang hải lại cao nhẹ mày lâm đan không phải là không nhìn ra được tình ý của thất hồn bảo vật vô giá như thế lại chỉ đổi được sự mưu mô của Lâm Đan. Thất hồn chẳng qua chỉ là tùy tùng của Giang Hải mà thôi, người mà Lâm Đan muốn dựa vào chính là cây đại thụ Giang Hải. Diệp Thụy Nguyệt hơi xấu hổ, yêu kiều thấp giọng nói, "Ông Cố, là người kia, tên là Giang Hải." Diệp Liên Hách nhìn về phía Giang Hải đang đứng yên ở nơi đó, hài lòng gật đầu, hai người các cháu có thể làm bạn. Diệp Thụy Nguyệt lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ nói, "Ông Cố, ông nói gì thế ạ? Mọi người đều nghe thấy hết đó ạ." Diệp Liên Hách cười ha ha, vỗ vỗ tay của Diệp Thụy Nguyệt. Cái này chẳng qua chỉ là chuyện vui đùa của ông cố với cháu gái mà thôi. Nhưng, chui vào tay những người ở đây thì hoàn toàn có một ý khác. Như biển động núi rừng, thâm ý miên man. Vô số người nhìn về phía Giang Hải, ánh mắt không giấu được sự ghen tị. Cái tên Giang Hải này, chẳng trách ông Hắc, Ngài Lục Nhị, còn có Phương Mỹ Kỳ đều tiếp đãi anh ta long trọng như vậy, thì ra chính là con rể đã định của Diệp ra rồi. Diệp Liên Hách nói ra như thế, tương đương với việc đã tuyên bố chọn nhà thông gia cho Diệp Thụy Nguyệt trước mặt mọi người rồi. Rất nhiều người âm thầm nuối tiếc, vì trước đây đã không chủ động làm quen cho tốt, để mất đi cơ hội. Có được thân phận này, cũng không quá ngạc nhiên khi Giang Hải lại dám thách thức trình tân nghiệp của cục bảo mật số 13, còn nói lại Hoành Thiên Giai, chủ tịch của thành phố Giang Thanh. Diệp gia có sức mạnh này, có Diệp gia giúp đỡ, che chở, sự nghiệp của Giang Hải thành công trong tương lai, chính là vô hạn. Ông cụ run rẩy bước về phía Giang Hải, đám người lập tức tách thành hai hàng ở hai bên để không chặn đường đi của ông cụ Diệp. Giang Hải từ đầu tới cuối vẫn không hề nhúc nhích, kiêu ngạo chắp tay. Thái độ như thế có thể khiến mọi thứ nổ tung, mọi người đều rất đối kinh ngạc. Cái thằng nhóc Giang Hải này là kẻ ngốc à. Chân cảng ông cụ Diệp không tốt, lẽ nào còn phải chủ động tới tìm anh ta nói chuyện à. Những vãn bối kia của nhà Tống, càng tức giận mà nhìn, không nói gì, chẳng qua là sợ làm hỏng tâm trạng của ông cụ Diệp mà thôi. Loạn choạng đi tới, cuối cùng Diệp Liên Hách cũng đứng trước mặt Giang Hải. Một cao lớn dũng mãnh, một dạ yếu lưng còm, thấy được sự tương phản rõ rệt. Mà Giang Hải, từ đầu tới cuối đều không hề có chút khách sáo gì, dường như Diệp Liên Hách tới để bái kiến anh vậy. Giang Hải, còn không mau chào hỏi ông cố tôi đi. Diệp Kinh Lạc giận dữ nói. Giang Hải vẫn không nhúc nhích, thản nhiên nói, ông cụ Diệp, chúc ông khỏe mạnh, bình an. Diệp liên hách vẫy vẫy tay, hoàn toàn không để ý tới thái độ của Giang Hải, anh bạn, cậu tới đây, tặng tôi quà gì thế? Quay đầu nhìn một cái, ở trên danh sách, hình như không có tên của cậu. Ông cụ Diệp, ông quả là gừng càng già càng cay. Tuổi đã đến trăm rồi mà trí nhớ vẫn tốt như thế, những người trẻ tuổi cũng không theo kịp được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép rất nhiều người lập tức lên tiếng khen ngợi, cứ như ông cụ Diệp chính là cha ruột của họ vậy. Không, tới cha ruột ho cũng không nịnh nọt được như thế. Giang Hải đưa tay vào trong ngực áo, lấy một tấm bảng hiệu bằng gỗ nhỏ hình vuông ra. Tấm bảng hiệu bằng gỗ đã bẩn, và bị ố một mảng lớn. Nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai chữ đế vương. Giang Hải nhẹ nhàng nói, ông cụ Diệp, tấm thẻ bằng gỗ này có thể ngồi vào vị trí bản chính được chưa? Diệp Liên Hách toàn thân run rẩy, hai chân loạn trọn suýt nữa thì bị ngã xuống. Đôi mắt già nua đục ngầu nhìn thẳng vào Giang Hải Thiên. Thiên, cậu là... Ông quên à, tôi là Giang Hải. Mọi người vừa mới khen ông có trí nhớ tốt mà. Giang Hải cười nhạt nói. Đưa tay về, tấm thẻ bằng gỗ đã nằm trong ngực rồi. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Chỉ một tấm thẻ bằng gỗ là có thể ngồi ở bàn chính cũng không hề kỳ quái, chỉ cần ông cụ thích là được rồi, làm một cái điện thờ cũng được. Nhưng mà vấn đề là Giang Hải chỉ cho ông cụ Diệp nhìn một cái, mọi người xung quanh còn chưa được nhìn kỹ. Sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt có chút khó xử, có chút trách móc nhìn Giang Hải. Ngồi, ngồi, ngồi đi. Ông cụ Diệp thở hổn hển, bồn chồn ở trong lòng. Không khí ở hiện trường lúc này rất chi là vi diệu, Diệp Kinh Lạc bước lên phía trước, "Giang Hải, anh tới đây muốn gây chuyện à?" Lan Kiều bị dọa sợ, Ông già trước mặt này nhìn thì thấy như người vô hại, nhưng lại là một sự tồn tại mà không một ai dám khiêu khích. Không hề ngoa khi nói rằng ông cụ có thể làm trời rung núi chuyển. Diệp Thiếu, Lan Kiều há miệng ra. Nơi này không có chỗ cho cô nói chuyện. Diệp Kinh lạc trừng to hai mắt. Cút sang một bên, Diệp liên hách thấp giọng mắng. Ông cố, Diệp Kinh lạc nào dám làm nhảm nữa, lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt Diệp Kinh lạc như thể muốn phun cả ra lửa đôi môi mỏng khẽ hé mở, dùng khẩu hình miệng nói với Giang Hải một câu, cứ đợi đấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Liên Hách vươn bàn tay khô héo của mình ra, nắm lấy cổ tay Giang Hải, loạn choạng đi về phía bàn chính. Lan Kiều một ngụm nước miếng, dường như đang đi tới trước mặt Diêm Vương vậy, tim đập bình bịch, cẩn thận đi theo bước chân của Giang Hải. Tới nước này, Lan Kiều đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Nếu như Giang Hải thật sự không thể qua khỏi cửa ải ngày hôm nay, thì Lan Gia cũng chỉ còn lại con đường diệt vong mà thôi. Diệp Liên Hách ngồi xuống dưới sự hỗ trợ của Diệp Thụy Nguyệt. Nhưng, ở ghế bên kia, Giang Hải đã đặt mông xuống ngồi từ lâu rồi, không hề khiêm tốn tí nào. Lan Kiều, lại đây ngồi bên cạnh tôi. Giọng nói của Giang Hải bình thường, lạnh lùng, nhưng mà có một sức mạnh không thể kháng lại được. Lúc này, dường như Giang Hải mới là chủ nhân ấy. Lan Kiều sửng sốt, cô ta nào dám ngồi chứ, đây có khác gì nướng lan kiều trên lửa đâu. Trên bàn chính, mỗi một vị trí đều đã sắp xếp người xong rồi. Cái bàn to như thế, ngoài 10 người có quà tặng trong top 10 thì còn có mấy nhân vật nặng ký khác. Ngài Lục Nhị, Phương Mỹ Kỳ, ông Hắc với một số những người khác có thân phận không tầm thường đều ngồi ở bàn này. Lan Kiều ngồi xuống, chính là chiếm vị trí của người khác rồi. Hơn nữa, vị trí của Giang Hải cũng là của người khác. Bữa tiệc mừng thọ này, vốn dĩ không có vị trí cho đám người Giang Hải. Trong sảnh lớn, tất cả mọi người đều chưa ngồi xuống, ánh mắt đều tập hợp hết trên người Giang Hải. Tên nhóc này, sao lúc nào cũng làm mấy hành động tìm chết như vậy? chương 93 kể chuyện hút người. Vậy ở bên ngoài sảnh lớn, là một nhóm bảo vệ trong tư thế sẵn sàng, còn có thể thấy được mấy người cao thủ đang nắm chặt nắm tay. Mấy người cao thủ này chính là những võ giả thực thụ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì Giang Hải lập tức sẽ bị lôi ra ngoài nghiền nát làm thức ăn cho chó. Diệp ra ở thành phố Hải Hà, từ trước tới giờ còn chưa xuất hiện người nào dám kiêu ngạo ở đây như thế. Cô gái, ngồi đi. Diệp liên hách vừa dứt lời làm cho mọi người lại bất ngờ thêm lần nữa. Sắc mặt Diệp Thụy Nguyệt đã cực kỳ khó coi rồi. Cô ta tò mò nhìn Diệp liên hách. Có một số người còn đang chìm trong suy nghĩ, cái tên Giang Hải này, chẳng lẽ lại là con rơi của ông cụ Diệp lưu lạc ở bên ngoài nếu không có cảm giác áy náy ở trong lòng, sao có thể chịu đựng sự hỗn xược như vậy của Giang Hải chứ? Sắc mặt Lan Kiều đỏ lên, do dự ngồi xuống, chỉ ngồi ở một góc ghế như bị châm kim vào mông vậy. Lan Kiều không hiểu vì sao Giang Hải phải đưa cô ta tới đây. Toàn bộ hội trường có cả trăm người, đều yên lặng không lên tiếng, không gian lặng ngắt như tờ, cả cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Giang Hải, phong thái của Giang Hải đã làm lu mờ lễ đại thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp. Thất hồn chắp tay đứng đó, đứng sừng sững như một cây cột ở phía sau Giang Hải. Lâm Viên Hàn cúi đầu, khẽ nhíu mày lại, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Mà Lâm Đan ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên suy nghĩ chán trường. Trên thế giới này, không có cô gái nào lại không muốn được gả cho nhân vật chính, có thể vẫy tay ra lệnh cho cả thiên hạ. Đáng tiếc, người thích Lâm Đan lại chỉ là nhân vật phụ giang hải ngồi mà thất hồn chỉ có thể đứng càng đáng tiếc hơn là giang hải không hề có hứng thú đối với cô ta trên bàn tiệc chính có thêm hai người chen vào tự nhiên sẽ có người phải rời khỏi vị trí này nhưng ai sẽ chịu rời đi đây chẳng có ai muốn nói ngài lục nhị nói ông cụ diệp hai anh em chúng tôi không thích nơi quá náo nhiệt chúng tôi đổi vị trí khác nha thiên lương ngài lục nhị là sự tồn tại như một vị thần có thể nói là cây cột đá giữ vững yên ổn của nơi biên giới. Địa vị cao như vậy, không phải dạng vừa đâu. Phương Đông, ai dám không kính trọng. Ông Cụ Diệp làm sao có thể để anh ta rời đi được chứ, vừa muốn mở lời giữ lại thì Giang Hải đã nói trước tôi thấy cũng được. Giang Hải, đây là Diệp ra, lúc nào thì tới lượt anh nói chuyện rồi. Mấy người trưởng bối của Diệp ra cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Nhất là mấy người con trai của Diệp Liên Hách, đè nén quá lâu, không nhịn được lửa giận nữa rồi. Những khách quý khác nhìn mặt thì thấy vẫn bình thường, nhưng ai cũng đang rất mong đợi. Tính tình của ông cụ Diệp cũng quá tốt rồi, người như Giang Hải nên đánh ra ngoài từ lâu rồi mới đúng. Mà lúc này, Diệp liên hách lại hành động khác những gì họ nghĩ, ông ta mỉm cười với ngài lục nhị coi như tán thành lời nói của Giang Hải. Mọi người sửng sốt, thế mà Diệp liên hách vẫn bỏ qua cho Giang Hải, lẽ nào thằng nhóc này, thật sự là con rơi con rớt bên ngoài mới được mang về thật mọi người diệp ra toàn thân đều run rẩy lên diệp liên hách nói với mọi người bằng giọng khàn khàn ngồi đi đôi tay vừa đưa ra hơn trăm người đồng loạt ngồi xuống giống như đã từng được huấn luyện vậy mọi người vừa ngồi xuống thì thức ăn được đưa lên những người giúp việc lên lên xuống xuống không dứt nhưng chưa có người nào đụng đũa trước trừ giang hải ra giang hải cứ tự nhiên như đang ăn cơm ở nhà mình có đồ gì ngon đều đưa tay kéo đĩa về phía mình để ăn cứ như bên cạnh chẳng có ai, ăn như sói đói vồ mồi. Vốn dĩ, đối với những hoàn cảnh như thế này thì nên kính rượu những người ngồi cùng bàn trước, nói chuyện đôi ba lời. Diệp Liên Hách có uống hay không thì không quan trọng, chỉ cần nâng cốc lên đã là cho mình thể diện cực kỳ lớn rồi. Nhưng mà, Giang Hải ăn như là gió cuốn mưa rơi, cả bàn không có ai phát ra tiếng nào. Chẳng có ai lường trước được, tiệc mừng thọ trăm tuổi của ông cụ Diệp lại thành ra như thế này diệp thụy nguyệt đỏ bừng mặt ánh mắt nhìn giang hải tràn đầy sự tức giận trách móc ở dưới gầm bàn lan kiều khẽ đụng vào giang hải mà giang hải chỉ cười mỉm lau vết dầu mỡ dính ở khóe miệng đi có thể xem là đã ăn được tương đối rồi lan kiều không phải dạo gần đây lan ra có mấy dự án không được suôn sẻ cho lắm à cô nên học hỏi ông cụ diệp nhiều vào hả lan kiều sửng sốt nếu nói không suôn sẻ còn không phải là do diệp kinh lạc làm ra à giang hải nói thế này nghĩa là muốn cô ta mách lẻo ư yên lặng một lúc lâu lan kiều vẫn không nói gì cả khuôn mặt lại đỏ lên cô gái có gì khó khăn thì cháu cứ nói đi diệp liên hách chủ động hỏi trong ánh mắt còn mang theo chờ đợi không không có lan kiều không dám đắc tội với bất kỳ ai nên chỉ có thể giả ngốc mà thôi giang hải hư lạnh vừa mới nhấc đũa lên lại đặt đũa xuống bảo cô nói thì cô nói đi không khí kỳ lạ tới đáng sợ lan kiều trộm liếc nhìn diệp kinh lạc một cái giang hải lại nói ông cụ diệp cô ấy nói lan ra bị ấm ức để tôi kể chuyện này ra có được không tôi thấy mọi người cũng thích nghe kể chuyện chuyện ư kể chuyện lúc này ư sắc mặt ông cụ diệp cực kỳ khó coi khuôn mặt trầm xuống cuối cùng cố gắng nặn ra một nụ cười nghe kể chuyện hay mà tôi cũng thích nghe kể chuyện không cần biết chuyện bản kể có vui hay không ông cụ Diệp đã cười rồi thì mọi người cũng vội vàng cười theo. Từng tiếng khen ngợi vang lên, cứ như thể Giang Hải chính là một người kể chuyện chuyên nghiệp vậy. Mái tóc bạc trắng của Diệp liên hách hơi vương xuống bên trán ông cụ, khuôn mặt già đầy nếp nhăn càng nhăn hơn, dường như đang nhớ lại điều gì đó không hay. Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng trói lọi. Mọi người sửng sốt, ông cụ Diệp dường như đã biến thành một người khác. Quét mắt nhìn toàn bộ hội trường. Trong chốc lát, ông ấy nhớ lại những tháng năm thịnh vượng ấy. Lúc đó, ông ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc này Giang Hải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như một hòa thượng đang nhập định. Tất cả hội trường đều đang đợi, đợi Lan Kiều nói ra trước. Trước khi tới đây, cô ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành tâm điểm tại một giây phút nào đó. Lan Kiều lại nhìn Diệp kinh lạc, nếu như không nói lúc này thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thấy Giang Hải bảo mình nói, nhất định là có đạo lý của anh ấy. Ông cụ Diệp, nhà chúng cháu ở thành phố Giang Tư gặp phải không ít vấn đề trong việc kinh doanh. Còn có, đến cả sự an toàn của tính mạng cũng như tài sản của chúng cháu cũng khó lòng mà bảo đảm được. Trong mắt Diệp Liên Hách lóe lên một tia sắc bén, đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Kinh Lạc, "Cái gì?" "Mày." Diệp Liên Hách giơ những ngón tay gầy gò của mình lên, chỉ vào Diệp Kinh Lạc hơi run run mày thế mà lại đi cưỡng đoạt con gái nhà lành ư mày nói gì có chuyện này không diệp kinh lạc bị dọa sợ không phải chỉ là một cô gái thôi à con cháu diệp ra có ai mà chưa từng làm chứ anh ta vội vàng đứng dậy giải thích ông cố sao có thể thế được nếu như cháu sắp xếp người đi thì cô gái xấu xí này làm sao có thể ngồi ở đây được chứ cả mấy trăm người trong sảnh có không ít người gật đầu Dựa vào thực lực của Diệp Gia, muốn một cô gái, cho dù là con gái của gia đình danh giá thì lại như thế nào? Hoặc là, có rất nhiều người con gái muốn có được danh phận ấy chứ? Suy cho cùng, có thể gả vào Diệp Gia, thì chính là đã bước vào cửa nhà hào môn thật sự rồi. Đồ khốn, Diệp Liên Hách tức đến dâu cũng run lên. Bị người ta đuổi tới nhà hỏi tội rồi mà Diệp Kinh là còn giải thích gì chứ? Người khác có lẽ không biết, nhưng mà diệp liên hách làm sao có thể không biết được thực lực của giang hải cơ chứ anh ta sẽ nói dối ư anh ta khinh thường việc nói dối nếu anh ta muốn diệp ra bị hủy diệt cũng cũng chỉ cần một câu nói mà thôi dựa vào cái gì ư chính là dựa vào tấm thẻ bằng gỗ kia tấm thẻ có viết hai chữ đế vương kia tấm thẻ kia năm đó ông ta còn từng tự tay chạm vào không thể nào sai được giang hải chính là đế vương là thủ lĩnh của thế lực ngầm đó trên mảnh đất phương đông này không có mấy người có thể tồn tại ngang hàng với đế vương được quỳ xuống diệp liên hách quát to mặt đỏ bừng và run rẩy cha truyền vũ nó con cũng im miệng đi diệp liên hách nói con dạy ra được một đứa cháu giỏi như thế người kia nói nhanh quỳ xuống cho ông cố diệp kinh là cứng đầu cứng cổ vẫn còn muốn dẫy ruộng nhưng những trưởng bối diệp ra đang nhìn anh ta chằm chằm cuối cùng cũng phải chậm chạp đi về phía diệp liên hách nhìn Diệp Kinh Lạc đang muốn quỳ xuống kia, Diệp Liên Hách hít một hơi thật sâu nói, quỳ với ông làm gì, quỳ với cô bé kia đi. Hả? Diệp Kinh Lạc và những người trưởng bối Diệp ra, ai nấy đều không thể tin được mà phát ra âm thanh kinh ngạc. Bảo con cháu của Diệp ra quỳ trước mặt một người ngoài, lại còn là một cô gái xấu xí nữa, thế này không phải là đang đánh vào mặt mũi của Diệp ra à? Trong sảnh lớn lúc này yên lặng đến mức một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được, sự yên lặng khiến cho lòng người hồi hộp, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Kinh Lạc. Trong lòng tất cả mọi người đều có một hoài nghi, Giang Hải là ai? Thế mà lại có thể khiến cho người Diệp ra phải quỳ xuống. Tổng truyền vũ không nhúc nhích, mím chặt môi, sắc mặt tái xanh đi. Bộp, tiếng của một cái bà tai vang lên rõ ràng, là Diệp liên hách đánh. Tháo thứ kia ra, cút, từ nay về sau, Diệp ra không có loại người như mày. Cái gì? Không thể. Cha. Ông cố. Diệp Kinh Lạc là chất ruột của cha mà. Diệp Kinh Lạc ngây ngốc luôn rồi, hình phạt này có phải hơi nặng rồi không? Diệp Liên hách thế mà lại bảo anh ta tháo mặt dây chuyền ở trên cổ xuống, đó chính là vật tượng trưng cho Diệp ra. Không có thân phận là người Diệp ra thì Diệp Kinh Lạc chẳng là cái thá gì cả. Ông cố, cháu quỳ. Nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên chán, Diệp Kinh Lạc di chuyển đầu gối, chậm chạp quỳ xuống trước mặt Lan Kiều. Anh ta không còn lựa chọn nào khác. Lan Kiều vội vàng đứng dậy, cô ta nào dám để cho người Diệp ra quỳ với mình chứ, sợ hãi nhìn Giang Hải. Giang Hải, anh gây chuyện đủ chưa? Đây là, Diệp ra đó. Đè thấp âm thanh lại, Lan Kiều đã rưng rưng nước mắt rồi. Bị Diệp kinh lạc quỳ xuống trước mặt như vậy, ngày hôm nay thật là sung sướng, nhưng nếu ra khỏi cái cửa này thì thế nào? Có thể nghĩ tới, lan ra ở thành phố giang tư xong rồi giang hải đang làm gì vậy nhìn thì như là đang chút giận thay cô ta nhưng lại đặt lan ra lên đầu sóng ngọn gió lẽ nào đây chính là kế hoạch của giang hải mượn tay diệp ra để diệt lan ra lan kiều hoàn toàn không biết gì về chuyện diệp kinh lạc sắp xếp người bắt cóc cô ta tất cả những thứ này đều là giang hải nói mọi thứ ngày hôm nay đều được tính toán kỹ lưỡng rồi ngồi xuống giang hải lạnh lùng nói Lan Kiều không dám ngồi, mà nghiêng người, thân hình gầy yếu khẽ run lên. Cô gái, sai là người Diệp ra sai, cháu ngồi xuống đi. Diệp liên hách nói, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như Lan ra bị người khác nhầm vào ác ý, tôi sẽ theo tới cùng. Người Diệp ra, không dám làm bừa đâu. Hai chân Lan Kiều mềm nhũn, ngồi bịch xuống ghế. Diệp kinh lạc đang quỳ ở trước mặt. Ánh mắt mạnh mẽ, trong mắt dường hiện lên đầy tia máu nói lên tâm trạng như đang muốn giết người của anh ta. Giang Hải nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Lan Kiều, xem như là cho cô ta chút an ủi. Tôi kể mọi người nghe một câu chuyện nhé. Anh bắt đầu bằng giọng kể nhẹ nhàng nói, mấy chục năm trước, thành phố Hải Hà có một người, cha mẹ bị người ta ép chết, chỉ duy nhất có một người chị gái đã bán thân để kiếm cho người này một công việc. Người này đã phải chịu rất nhiều đau khổ, vì để sống sót lúc nào cũng làm việc chăm chỉ và không đám phàn nàn, chịu sự sỉ nhục đánh mắng của người khác. Anh ta, sống như một con chó giang hải gõ gõ lên bàn năm đó cũng trên một bàn rượu sang trọng như thế này anh ta phải quỳ trên mặt đất nhặt thức ăn mà người khác ném xuống giang hải nhìn diệp liên hách anh ta có thảm hại không sắc mặt diệp liên hách đỏ lên yên lặng không nói gì người của cả sảnh đều đang đợi phần đặc sắc phía sau nhưng cứ thế mà xong rồi giang hải hỏi ông cụ diệp mối thù giết cha mẹ có thể đợi tới kiếp sau được không Diệp Liên Hách chậm chạp lắc đầu. Không thể. Lại hỏi, chị gái bán thân rồi, thì người này có muốn chuộc thân cho chị ấy không? Diệp Liên Hách siết chặt răng bật ra một chữ. Muốn. Quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt Giang Hải khinh thường, tiếp tục hỏi, quỳ xuống ăn cơm có ngon không? Có muốn đứng lên không? Không ngon, muốn đứng lên, Diệp Liên Hách tiếp tục trả lời. Chương 914, mọi thứ kết thúc. Giang Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nói, anh ta quỳ vì bản thân anh ta muốn đứng lên. Anh ta quỳ vì mối thù của cha mẹ cần phải báo. Anh ta quỳ vì chị gái đang trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Nâng ly rượu lên, Giang Hải uống một ngụm, chuyện này, có hay không? Vì sao nghe mà không vỗ tay? Không có người nào phản ứng lại, không người nào trả lời. Trong sảnh lớn yên tĩnh, ánh mắt long lanh sáng ngời, đều tập hợp trên mặt Giang Hải. Bộp, bộp, bộp bộp một chàng pháo tay vang lên không người nào phụ họa chỉ có tiếng vỗ tay vang lên mà thôi diệp liên hách vỗ tay hai mắt đỏ hoe một giọt nước mắt đục ngầu làm nhòe cả tầm nhìn giang hải nghiêng đầu nhìn diệp kinh lạc lạnh lùng nói dập đầu diệp kinh lạc nghiến răng nghiến lợi vang lên kèn kẹt làm người khác ê cả răng hai tay nắm chặt các khớp trắng bợt diệp kinh lạc chỉ hận không thể lập tức giết chết giang hải còn có cả lan kiều nữa lại, Diệp Liên Hách quay đầu sang chỗ khác, gần giọng nói. Đã chẳng còn nhiều tình cảm với đứa chất này nữa rồi. Diệp Kinh lạc cong eo, chậm rãi cúi thấp người xuống. Giang Hải lại nói, tôi không nghe thấy gì cả. Giang Hải, anh ta hét lên một tiếng giận dữ, cảm thấy vô cùng nhục nhã, Diệp Kinh lạc cắn môi, trên khóe miệng có một vệt máu tươi. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Giang Hải tôi làm việc với nguyên tắc việc ta ta làm, có trời đất chứng giám thế nhân không có quyền phán xét tôi cũng không có quyền đánh giá tôi mà tôi bây giờ đang phán xét anh mắt đỏ như muốn phun ra máu diệp kinh lạc biết nếu như anh ta không làm thì diệp liên hách sẽ đuổi anh ta ra khỏi diệp ra anh ta không hiểu anh ta muốn biết thế này rốt cuộc là vì sao vì sao diệp liên hách lại phải nghe lời giang hải cộp cộp âm thanh diệp kinh lạc dập đầu vang lên từng tiếng từng tiếng một rất chi là nhịp nhàng Giang Hải chưa bảo dừng thì anh ta không thể dừng. Những nhục nhã ngày hôm nay phải chịu, anh ta sẽ trả lại gấp bội. Nhưng lúc này, có bao nhiêu nhục nhã cũng đều phải nhịn hết. Nếu ông cố thật sự đuổi anh ta ra khỏi Diệp ra, thì Diệp Kinh Lạc trả là cái thá gì hết. Những người từng bị anh ta làm nhục, nhất định sẽ làm cho anh ta sống không bằng chết. Cả người Lan Kiều toát hết mồ hôi lạnh, nắm lấy Giang Hải cầu xin, Giang Hải, cầu xin anh đấy, đừng nói nữa. Giang Hải lại chỉ thờ ơ lạnh nhạt nói tiếp, tiếp tục nói những ấm ức của Lan Gia, ấm ức của người thành phố Giang Tư cho họ nghe đi. Giang Hải, anh tới Diệp Gia với mục đích gì? Diệp Thụy Nguyệt đứng lên, nước mắt lưng tròng, chất vấn Giang Hải. Trái tim cô ta vỡ vụn rồi, Giang Hải không phải tới vì cô ta, cũng không phải tới để chúc thọ Diệp liên hách. Giang Hải tới để báo thù. Cô ta không hiểu vì sao phải như thế. Tôi tới để lấy một vật, Giang Hải nhìn Diệp Liên Hách. Diệp Liên Hách toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi, cuối cùng cũng không hề nói ra một chữ nào. Thứ đồ kia, chỉ cần Giang Hải muốn thì ông ta bắt buộc phải tuân theo. Thứ đồ trang sức mà con cháu Diệp ra vẫn luôn đeo, lẽ nào không phải là để đợi ngày mà đế vương tới hay sao? Một lần đợi là cả mấy chục năm, một ngày này, chính là ngày mà ông ta đợi đế vương xuất hiện. Giang Hải ngồi ở nơi đó, giờ này phút này lại không phải là hình dáng mà ông ta mong đợi ông ta không thể ngờ được ngày gặp lại đế vương lại trong hoàn cảnh như ngày hôm nay anh tôi hận anh tôi không muốn nhìn thấy anh nữa diệp thụy nguyệt nói xong thì ôm nước mắt chạy đi trong lòng giang hải hơi hơi đau nhìn theo bóng dáng gầy yếu kia nếu như kiếp sau có duyên tôi nhất định sẽ không phụ em nhưng mà kiếp này trái tim tôi chỉ có thể chứa được một người mà thôi tiếng dập đầu của Diệp Kinh Lạc truyền vào tai, sắc mặt Lan Kiều trắng nhợt. Dưới ánh mắt thuộc dục của Giang Hải, tiếp tục nói thành phố Giang Tư đang xây dựng phát triển, nhưng Diệp Thiếu đã chặn những con đường giao thông vào thành phố Giang Tư, cắt đứt toàn bộ nguồn cung ứng vật liệu xây dựng. Vừa dứt lời, có một ông lão trong số những trưởng bối của Diệp ra đứng lên, đó chính là con trai út của Diệp Liên Hách, Diệp Thành Vân. Cha, điều này con không phục. Hành động của Giang Hải đã khiến công chúng phẫn nộ, bất luận lan kiều nói gì thì diệp thành vân đều phản bác lại ông ta giải thích ở thành phố hải hà tài nguyên khoáng sản là của diệp ra chúng tôi nếu như không muốn cung cấp tại sao lại phải đóng cửa những con đường điểm này là điều không thể giang hải yên lặng không lên tiếng không biết đang nghĩ gì trong lòng diệp liên hách trầm giọng nói ngồi xuống ai bảo con nói chuyện cha hôm nay là lễ mừng thọ của cha cái thằng nhóc giang hải này lại tới diệp ra chúng ta gây chuyện vì sao cha lại nhường nhịn như thế lẽ nào cha có điều gì không tiện nói có phải anh ta đã uy hiếp đe dọa gì tới diệp ra chúng ta không diệp thành vân nắm tay nhìn xung quanh thưa các vị hôm nay là lễ mừng thọ trăm tuổi của cha tôi cái thằng nhóc họ giang này thế mà lại tới đây để gây chuyện câm miệng diệp liên hách giận dữ hét lên cầm cái cốc ném qua mày cũng quỳ xuống cha mày muốn làm tao tức chết à diệp liên hách run rẩy muốn đứng lên diệp thành vân dậm chân thở dài thườn thượt rồi không cam tâm tình nguyện quỳ xuống nhưng vẫn không phục như cố cha nếu như cái tên nhóc họ giang này vẫn tiếp tục gây chuyện như thế này thì sau này diệp ra chúng ta làm sao ngẩng đầu lên được chứ đúng thế nếu như để anh ta rời đi một cách bình yên vô sự thì diệp ra chúng ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất ở phương đông này rồi quyết không để cho anh ta bình yên đi được những lời họ nói đều là bịa đặt ông cố ơi ông đừng tin bọn họ đàn ông con trai của diệp ra nhiều soạt soạt đều đứng hết lên hai ba mươi người ai nấy đều vô cùng giận dữ nhìn giang hải hận ý trùng trùng cuối cùng diệp liên hách phải đứng dậy đập tay xuống bàn thở hổn hển vô lực nói chúng mày đều muốn làm tao tức chết đúng không ai còn nói thêm một câu nữa thì cút ngay cha có một người lại muốn nói cút lập tức cút cho tao diệp liên hách tức giận nói từ ngày hôm nay trở đi mày không phải là người diệp ra không hề có bất cứ quan hệ gì với diệp ra hết nếu có ai dám giúp nó thì chính là kẻ địch của diệp liên hách này hả người kia không ngờ là diệp liên hách chơi thật quá đơn giản và dứt khoát ông ta chỉ nói có đúng một chữ thôi mà người kia đi bằng đầu gối về phía trước vừa mới nhúc nhích thì diệp liên hách đã nói người đâu lôi nó ra ngoài cho tôi những bảo vệ đứng ở bên cạnh lập tức bước lên phía trước, nhấc người này ra ngoài. Tiếp theo, không có một người nào dám lên tiếng nữa. Chuyện nhà, nháo ra như thế này, sắc mặt của cả hội trường ai cũng đều chua sót. Những nhân vật lớn như Ngài Lục Nhị, Phương Mỹ Kỳ, ông Hắc cũng không tiện nói lời khuyên giải. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tới Lan Kiều cũng cả không hiểu ra sao. Giang Hải, lại nâng ly rượu, mới uống được một nửa, thì lạnh nhạt nói, người đàn ông phải quỳ xuống ăn cơm kia đã gặp được người đỡ anh ta đứng dậy người này đã giành được vị trí chân quý không dễ gì có được vì báo thù cho cha mẹ đã tàn sát cả nhà đối phương tới cả một đứa bé cũng không tha anh ta biết diệt cỏ thì phải diệt tận gốc vì bản thân anh ta chính là một gốc cỏ chưa được diệt trừ lúc chuộc thân cho chị gái chị gái đã gả cho người ta rồi anh rể không trách móc chị gái từng vào trốn phong hoa tuyết nguyệt vợ chồng rất ân ái cho chị gái một chút tiền, cả gia đình anh rể đều tự hào về số tiền đó. Lấy vợ sinh con, từ đây sống cuộc sống yên ổn, sự nghiệp ngày một khởi sắc. Năm đó, cha của anh ta chỉ vì vài mẫu ruộng thưa thất mà bị người ta đánh chết. Thế nên, người này có một chấp niệm mà người bình thường khó có thể giải thích được với đất đai. Từ này đó, có tiền thì anh ta lại mang đi mua đất. Nửa ly rượu còn lại cũng đã được uống hết rồi. Giang Hải nhìn Diệp Liên Hách, câu chuyện này, có phải rất truyền cảm hứng đúng không? Diệp Liên Hách chẳng nói chẳng rằng. Giang Hải nói, không ai biết được, anh ta có còn ghi nhớ những ân tình năm đó không? Nhất định là còn ghi nhớ, Diệp Liên Hách thập giọng nói. Không ai biết được, anh ta có còn nhớ tới có một vật vốn dĩ không thuộc về anh ta hay không? Nhất định là nhớ. Không ai biết được, anh ta có còn nhớ năm đó đã thể gì không? Nhất định là nhớ giang hải chậm rãi lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa diệp liên hách kích động đến toàn thân run rẩy ông hắc lập tức đứng dậy bắt mạch cho diệp liên hách bầu không khí u uất nặng nề một ngạt khiến cho tất cả những người có mặt đều không thể ngồi yên ngài lục nhị đứng lên ông cụ diệp chúng tôi còn có chút việc nên sẽ không qua đêm ở diệp ra được diệp liên hách chậm rãi nhắm mắt lại nhắm mắt làm ngơ ngài lục nhị và phương mỹ kỳ rời đi sau đó tất cả mọi người như tỉnh mộng nhao nhao nói lời từ biệt không lâu sau cả sảnh tiệc lớn như thế chỉ còn lại có mấy người diệp ra và nhóm người giang hải sau khi mọi người ra khỏi cửa bắt đầu âm thầm bàn tán ngài lục nhị đứng đợi ở ngoài cửa cao giọng nói hôm nay mọi người ăn có ngon không ngon rất ngon một người vội vàng nịnh ngọt ông cụ diệp có vui không vui vui mọi người có cảm thấy tự nhiên như ở nhà không đương nhiên, là như ở nhà rồi. Tôi chưa bao giờ được ăn một bữa ăn sang trọng như vậy. Thật sự thì mọi người còn chưa động đũa mà. Ở Diệp Gia, đã nghe được chuyện gì à? Nghe thấy, không, không nghe, không nghe thấy gì cả. Thế thì tốt, ngài lục nhị cười ha ha, quay người rời đi. Mọi người lau mồ hôi hột, rồi lại nghe thấy một câu, trong tay ông cụ Diệp có một danh sách quà tặng, sẽ không quên các vị đâu. Đây nào phải là không quên, mà là sợ họ nói lung tung thì có. Nếu ai đó nói ra, tin tức được truyền ra từ đâu thì những người có mặt ngày hôm nay đều chạy không thoát đâu. Không có ai nghi ngờ gì, Diệp ra đúng là có loại thực lực này. Mà, Ngài Lục Nhị lại càng có thực lực khiến tất cả mọi người mang những gì nhìn thấy nghe thấy vào trong quan tài. Sành tiệc, Giang Hải hút xong một điếu thuốc. Giọng nói lạnh lùng vang lên, có viên thuốc kia, ông ta không chết được đâu một người vãn bối của diệp ra chỉ vào giang hải nói anh rốt cuộc là muốn làm gì đợi anh đi ra khỏi cái cửa này tôi hy vọng anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai thật à giang hải cười chế giễu không hề để ý nếu như giang hải đã dám tới thì làm sao lại để ý tới sự đe dọa của những người này chứ ông cụ diệp lời thề năm đó đã tới lúc phải thực hiện rồi câu nói này vừa dứt tất cả những suy đoán của mọi người đều thành hiện thực rồi Giang Hải, tới là để đòi nợ. Chỉ là năm đó, Diệp Liên hách nợ người nào, vì sao hôm nay lại là Giang Hải tới đòi. Diệp Liên hách rơm rớm nước mắt, đưa tay vào trong ngực, chậm chậm lấy ra một vật. Ngôi sao đại diên. Hôm nay, vật về nguyên chủ. Sau khi cất ngôi sao đại diên đi, Giang Hải nói, trừ vật này ra, Diệp ra, còn nợ rất nhiều. Lúc này, thất hồn vẫn luôn đứng ở phía sau lấy ra một quyển sổ rất chi là dày, tiện tay ném lên bàn khi cuốn sách đó được mở ra có rất nhiều chuyện được ghi chi chiết trên đó nếu không muốn người khác biết thì bản thân đừng có làm đế vương có một tổ chức chuyên môn những chứng cứ mà họ thu thập được đều được ghi chép rõ ràng những gia đình danh giá lớn nhỏ đều đang bị theo dõi chỉ cần làm một chuyện bẩn thỉu nào đó thì sẽ được ghi chép lên trên quyển sổ này giang hải nói với lan kiều đọc lan kiều run rẩy ai tay cầm lấy quyển sổ năm nào đó Diệp liên hách, 10 mẫu đất cằn, một mạng người. Năm nào đó, Diệp. Năm nào đó, Diệp Thành Vân. Năm nào đó, Diệp Đạt Kỳ. mươi 95, phơi bầy. Quyền sổ này rất dày, ghi chép cũng rất đơn giản và rõ ràng, thậm chí còn chẳng mô tả chi tiết về quá trình xảy ra. Nhưng, mỗi một điều đều là những lịch sử đẫm máu của một gia đình. Đây, cũng chính là lịch sử của Diệp Gia ở thành phố Hải Hà. Mấy trang cuối cùng. Lan Kiều đã nổi hết cả gai ốc lên rồi, càng đọc càng sợ hãi. Những gia đình danh giá tại mảnh đất phương đông này, có nhà nào mà không có chuyện bẩn thiệu dính trên tay chứ? Nếu nói như thế này, thì Lan Gia ở thành phố Giang Tư cũng đủ chết cả trăm lần rồi. Mà, Diệp Gia ở thành phố Hải Hà, diệt cả nhà 10 lần cũng không đủ đền tội. Giang Hải nói, con trai ông, người là Thành Vân, người là Đạt Kỳ. Trời cao có đức hiếu sinh, Diệp Gia có hư có một người nào có đức hư, có một ngày ngẩng đầu lên nhìn trời xanh trời xanh liệu có tha thứ cho các người không nếu như một trong số những người có thù với nhà ông cũng may mắn gặp được người tốt giúp đỡ họ như người kia đã giúp đỡ ông nếu như họ tới để báo thù thì diệp ra ở thành phố hải hà ngày hôm nay có còn tồn tại không sắc mặt diệp liên hách như cho tàn giang hải đứng dậy quét mắt nhìn những người diệp ra diệp ra đừng mơ mộng hão huyền muốn tìm tôi báo thù ông cụ diệp ông thấy thế nào không ai dám à ông mở to mắt ra mà nhìn đi trong mắt họ có một chút hối hận nào không bọn họ có từng nghe lời một người già vào tuổi xế chiều là ông không diệp liên hách chậm chạp đứng dậy một tay trống ở trên bàn cong người xuống quỳ xuống tôi sẵn sàng đền tội vì những sai lầm này diệp liên hách hiểu rõ quy tắc của đế vương nhận được ơn huệ của đế vương cũng tính là những đệ tử ngoại môn thì cũng cần phải tuân theo những quy tắc của đế vương. Mà, ân nhân năm đó, đã từ nói rõ ràng quy tắc của từng điều từng khoản một cho ông ta nghe. Cha, ông nội, ông cố, từng tiếng hét kinh ngạc vang lên, có mấy người bước lên phía trước, muốn nâng Diệp Liên hách dậy. Thà chết phinh còn hơn sống nhục, Diệp Liên hách làm sao có thể quỳ với một người trẻ tuổi thế hệ sau như thế chứ? Diệp Liên hách có rúm người lại, từ từ ngục đầu xuống bái lại. Giang Hải chắp tay mà đứng, khinh thường nhìn những người của Diệp ra đang gào khóc kêu cha gọi mẹ kia, Diệp ra, làm nhiều việc xấu như thế này. Ông nói nên làm sao đây? Theo quy định mà làm, Diệp liên hách nằm dạp trên mặt đất, cho dù là ai kéo thì cũng không nhúc nhích được, thân hình gầy gò ốm yếu, quỳ ở đó như một tảng đá. Khốn nạn, Diệp kinh lạc dập mạnh đầu, hai mắt phun ra lửa, nhảy dựng lên. Bộp! giang hải còn chưa động đậy thì diệp kinh lạc đã giơ nắm đấm lên đấm thẳng về phía giang hải lúc chỉ còn cách anh một chút nữa thất hồn ở bên cạnh đã đạp anh ta bay ra ngoài người diệp ra ầm ầm nắm chặt tay sau đó lao về phía giang hải trận đấu đang trên đà bùng nổ diệp liên hách đờ đẫn nói tất cả đều lui xuống giang hải lạnh lùng nói diệp ra ở thành phố hải hà để lại hai phần của cải gia tộc phần còn lại sẽ đem đi chia cho người nghèo tạo phúc cho dân chúng có phục không diệp liên hách lại một cái cơ thể già nua ọp ẹp khẽ run lên sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh đổ ròng ròng giang hải quay người rời đi diệp liên hách vẫn quỳ dạp ở dưới đất như cũ trên căn phòng ở trên lầu diệp thụy nguyệt hai mắt đỏ hoe ngây ngốc nhìn bóng lưng của giang hải lẩm bẩm tôi hận anh giang hải rời đi sắc mặt diệp liên hách trầm mặc bán hết gia sản cha vì sao Giang Hải rốt cục là người nào? Anh ta có phải là nắm được sơ hở nào của Diệp ra hay không? Diệp liên hách yên lặng không nói, từ đâu tới giờ chỉ nói bốn chữ, bán hết gia sản. Giang Hải đại diện cho đế vương, đế vương muốn ông ta lấy tài sản của gia đình ra để chuộc tội đã là quá khoan dung rồi. Giang Hải, ra khỏi Diệp ra, sắc mặt Lan Kiều vẫn tái nhợt như cũ. Rốt cuộc anh là người nào? giang hải cười nhẹ là người chồng đến ở rể của cố uyển như không lan kiều nói thân phận của anh ở trước mặt ông cụ diệp là gì cái này không liên quan tới cô thất hồn đột nhiên bước chậm lại ở trước đó không xa cha con lâm viên hàn đang đứng đợi đó dám náo loạn ở diệp ra mà không hề bị tổn hại gì hết đã đủ để chứng minh được thân phận bất phàm của giang hải rồi nếu sớm biết như thế thì lâm viên hàn việc gì cần phải tìm cơ hội ở diệp ra chứ anh Giang, Lâm Viên Hàn bước lên phía trước nghênh đón, thái độ cung kính. Giang Hải nói, ông có chuyện gì, thất hồn toàn quyền chịu trách nhiệm. Ánh mắt nhìn về phía thất hồn, Lâm Đan mím môi, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Nhấc bước đi xa, khoảng sân cổ kính của Diệp ra, ngoài sân đầy hương hoa và tiếng chim hót vang. Sắc mặt trắng nhợt của Lan Kiều đã trở lại hồng hào như cũ, ánh mắt lóe lên, lại thêm một chút quyến rũ. Nhưng mà, giang hải dường như không hề để ý tới cảnh đẹp trước mắt mà đang chìm sâu vào trong suy nghĩ sờ sờ cái thìa ở trong tay ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm sau khi lên xe giang hải chẳng nói chẳng rằng thất hồn với lâm viên hàn nói những chuyện gì anh hoàn toàn không quan tâm đó là nơi nào ánh mắt giang hải nhìn về phía xa cuối tầm mắt là một tòa nhà kính nhưng mà hình dáng có chút khác biệt so với những nhà kính bình thường khác vườn ươm thất hồn đáp lời Giang Hải nói, tôi muốn mua một bó hoa. Lan Kiều chậm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt có ý vui mừng. Về tới thành phố Giang Tư, Giang Hải trực tiếp tới tập đoàn Uyển Như, tự nhiên sẽ mang theo đóa hoa kia. Lan Kiều cắn nhẹ môi, tự dưng lại vui mừng vớ vẩn. Hoa, là của cô Uyển Như. Lúc này, điện thoại của Lan Kiều vang lên, cô ta nghe máy, cha, chúng ta sợ là không dựa vào diệp ra được rồi, xảy ra rất nhiều chuyện, khi nào về con sẽ nói với cha. Giang Hải đi lên lầu, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên. Bởi vì bình thường Giang Hải rất thân thiện đã quen rồi, rất nhiều người trêu đùa Giang Hải. Mấy người nhân viên nữ còn giả vờ thẹn thùng nói Giang Hải tặng hoa cho họ, còn cãi nhau ồn ào nói sẵn sàng muốn sinh con cho anh. Đến cả người mặt dày như Giang Hải cũng đỏ cả mặt lên. Trong văn phòng, sắc mặt của Uyển như trắng nhợt, những giọt nước mắt đau đớn đang lăn dài. Giang Hải chết bầm, Giang Hải thối tha. Lúc vừa rồi, muốn lấy một ít tài liệu mà cái tủ ở trong văn phòng cao quá, nên mới đứng lên ghế để lấy không may bị ngã, chỉ bị trẹo chân một chút nhưng nhìn khá là nghiêm trọng, xương tấy lên. Hít thêm một hơi, Cố Uyển Như lại lẩm bẩm trọng miệng mắng Giang Hải này Giang Hải kia. Trước đây, những việc này đều do Giang Hải làm. Đến cả Cố Uyển Như cũng không phát hiện ra, Cố Uyển Như không những đã quen với cuộc sống có Giang Hải rồi, thậm chí bất giác đã không thể rời xa anh ấy rồi đẩy cửa bước vào giang hải treo nụ cười đáng ghét trên môi vợ ơi nhìn xem anh mua cái gì cho em này bó hoa này quá lớn không thể giấu ở phía sau lưng được nhưng ngay sau đó nụ cười của giang hải lập tức cứng ngắc trên khuôn mặt em làm sao thế giang hải bước lên phía trước đưa mắt nhìn cái ghế ở bên cạnh một cái cũng hiểu được sơ sơ là có việc gì phát sinh sao bây giờ anh mới về cố uyển như cau mày hỏi trường đá lạnh chưa Giang Hải hỏi, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cái chân bị sưng kia. Anh đã từng học phương pháp loại bỏ máu ứ, bầm tím, xoa bóp rất chi là hiệu quả đối với chỗ bị bong gân của em. Em đừng động đậy. Cố Huyền Như đau tới mức mặt mày có chút trắng nhợt, nghe thấy lời này thì sững sờ, cúi đầu xuống nhìn nửa người dưới mặc váy của mình. Xoa bóp mắt cá chân cho mình, cần phải ngồi trước mặt mình nha. Nếu em thấy không tiện thì thôi vậy. Giang Hải nhìn thấy sự xấu hổ thẹn thùng của cố uyển như mặc dù đã là vợ chồng nhưng giang hải không bao giờ làm khó cố uyển như chúng ta vẫn nên đi bệnh viện thôi cố uyển như nói chỉ bị trẹo chân thôi không cần thiết phải đi bệnh viện đâu nghĩ ngợi một chút rồi hỏi anh biết xoa bóp thật à giang hải gật đầu cười cười thế thì anh xoa cho em đi cố uyển như ngoảnh đầu sang một bên nhưng mà nhưng mà không được nhìn lung tung nhưng câu này nếu nói ra thì quá tổn thương người khác rồi Giang Hải là chồng của mình nha. Đỡ cố Huyền Như dậy, để cô ấy ngồi vào ghế tựa. Cố Huyền Như ngồi khép sát hai chân, hai chân hướng ra ngoài, để cho Giang Hải thuận tiện xoa bóp, nhưng mà hai bắp chân tinh xảo, xinh đẹp như sứ trắng cũng hiện ra trước mắt Giang Hải. Sẽ hơi đau một chút, em cố gắng nhịn nhé." Giang Hải nhắc nhở. Cố Huyền Như gật đầu, hai má trắng tinh lúc này hơi hồng hồng lên, vô cùng thẹn thùng, xấu hổ. Hai tay giữ lấy váy để không bị lộ liễu. Giang Hải nâng chân của Cố Uyển Như lên, chậm rãi cởi giày của cô ra. Một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa chậm rãi theo sự xoa nắn của Giang Hải, từng chút một xâm nhập vào mắt cá chân của Cố Uyển Như. Có chút đau, cũng hơi ngứa. Có sự nhắc nhở của Giang Hải nên Cố Uyển Như hoàn toàn không phát ra âm thanh, cô cắn chặt răng nhẫn nhịn. Dần dần, sự đau đớn giảm dần, thay vào đó là một luồng hơi ấm. Cuối cùng, cảm giác đau đớn bị luồng lửa nóng kia thay thế hoàn toàn. lúc này, cố uyển như không chỉ không còn cảm thấy đau nữa, mà ngược lại còn rất thoải mái. em thử đi lại vài bước xem sao. giang hải kéo tay cố uyển như lên để cô đứng lên. thế này là xong rồi à? cố uyển như vẻ mặt tràn đầy nghi vấn. bị thương thì phải nghỉ ngơi mới khỏe được, chỉ xoa mấy cái là khỏi rồi à? còn có một nguyên nhân khác, giang hải xoa bóp quá thoải mái rồi. Cố huyền như đã hoàn toàn chìm đắm vào trong cảm giác thoải mái ấy. Khi hai tay anh rời khỏi, còn có chút không quen, trong lòng hơi hụt hẫng. Từ từ đứng dậy, cử động một chút, còn hơi hơi khó chịu, nhưng vết sưng đỏ đã giảm, không hề có cảm giác đau đớn nữa. Thế này, lại khỏi rồi à. Thế này, cũng quá thần kỳ rồi. Lúc này, Giang Hải lại lấy bó hoa kia ra, trịnh trọng đưa cho cố huyền như, vợ ơi, bó hoa tươi này, là anh mua ở vườn ươm cho em đó sao phải đi xa thế ở dưới lầu cũng có cửa hàng hoa mà giang hải gãi đầu rẻ lắm chỉ bằng tiền một bó hoa nhỏ ở dưới lầu thôi đáng ghét biết là giang hải đang trêu chọc mình cô hơi chu môi nhưng vẫn vui vẻ nghiêm túc đặt bó hoa sang bên cạnh mình di truyền mắt cá chân cố huyền như thực sự rất kinh ngạc tay nghề này của giang hải thật sự là như thần luôn làm sao mà anh có thể làm được vậy nhìn xuống mắt cá chân đã hết xương phồng, em thấy dựa vào tay nghề của anh thì có thể mở một cửa hàng tầm quất được đó. Anh không mở được cửa hàng đâu, Giang Hải lắc đầu. Vì sao? Giang Hải cười, thiếu mất một cặp kính đen rồi, cũng chỉ có em là không sợ anh dở trò lưu manh thôi. Cố Uyển như không giải thích được vì sao mà Giang Hải lại làm được chuyện thần kỳ thế. Vợ ơi, nghe nói dạp chiếu phim ở trung tâm thương mại sửa chữa lại rồi, Giang Hải lại bắt đầu nắn bóp hai vai cho Cố Uyển như tối nay đi xem phim nhé được lần đầu tiên cố uyển như đồng ý một cách dứt khoát như vậy mặc dù bước vào trung tâm mua sắm của bản nhân mình nhưng ở nơi này chỉ có tầng lớp lãnh đạo cao cấp mới biết cố uyển như chính là bà chủ đặt vé xong thấy thời gian đang còn sớm nên cố uyển như đi dạo bản tính trời sinh của phụ nữ là thích đi dạo phố hoàn toàn không phải vì muốn mua đồ gì chào anh chị xin hỏi có gì cần hỗ trợ không ạ à? vừa bước vào một cửa hàng đồ hiệu, nhân viên đã bước lên phía trước bắt chuyện. Chọn cho anh ấy mấy bộ quần áo, cô Uyển Như rất thoải mái nói vài câu, cô thản nhiên đi đi lại lại vài lượt rồi lấy một bộ quần áo, ướm lên trên người Giang Hải. Trong lòng Giang Hải rất ấm áp, quần áo gì không quan trọng, trong lòng đong đầy hạnh phúc. Chị đúng là có mắt thẩm mỹ, bộ này rất đẹp. Người hướng dẫn nói, đây là kiểu dáng mới nhất của quý này, đảm bảo anh nhà mặc vào sẽ rất hợp. Cô gái bán hàng không thể không nhìn Giang Hải mấy lần. Trong lòng nói thầm người đàn ông này đúng là có diễm phúc mới lấy được một người phụ nữ xinh đẹp như thế này. Vẻ đẹp của Cố Uyển như làm cho cô gái bán hàng tương đối xinh đẹp cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Đương nhiên, có thể làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng hàng hiệu quốc tế, nghiệp vụ vẫn rất chi là chuyên nghiệp. Hoàn toàn không phải là khinh thường Giang Hải mà chỉ là tò mò mà thôi. Đối với ánh mắt của người bán hàng Giang Hải coi như không thấy, vẫn luôn nhìn thẳng vào Cố Uyển như đang nghiêm túc lựa chọn quần áo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 95.